Hạ Tưởng rất tán thưởng hành động của Đại Phục Thịnh, cũng thấy quả thật lãnh đạo Trung Quốc đi nước ngoài, nếu so đo quá nhiều ở một số vấn đề chi tiết, sẽ để lại cho chính khách nước ngoài ấn tượng là quá mức dề dà. Thật may, mỗi một thế hệ lãnh đạo mới thì càng ngày càng tự tin thuần thục, cũng nhập ra tùy tục ở rất nhiều vấn đề dâu ria. Nhập ra tùy tục không phải không có nguyên tắc, mà là rộng lượng và khoan dung. Nhưng Trung Dương hiển nhiên là đã được chiều chuộng quá mức ở trong nước, ở nước ngoài không được chiều chuộng, cảm thấy mất mát, liền cố ý kiếm chuyện. Sau khi đọc diễn văn hoan nghênh, khi mọi người tùy ý nói chuyện, ông ta tìm đến cán sự phụ trách hiến hội của phía Vương quốc Anh, nói rằng tiệc tự chọn của phía Vương quốc Anh không đủ món, đưa ra ý kiến cải thiện thêm một số món. Phía Vương quốc Anh rất kiên nhẫn mà giải thích, nhưng không giải thích nổi, cũng chỉ đành tỏ vẻ thật có lỗi. Trung Dương chỉ động một ngón tay, ngọn lửa liền lớn hơn nữa, quay người lại, thì thấy Hạ Tưởng và một vị quan chức Bộ Ngoại giao của Vương quốc Anh đang nói chuyện. Ông ta liền chủ động tiếp cận, muốn tham gia vào cuộc nói chuyện, cũng muốn mượn cơ hội đòi lại thể diện. Không ngờ vừa nghe xong, ông ta lập tức giận tím mặt, mở miệng liền phát biểu một kiến giải cao kiến, dẫn phát lên một hồi luận chiến. Hạ Tưởng và vị quan chức Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh nói chuyện với nhau, nhìn như chuyện tình cờ ngẫu nhiên, kỳ thật bên trong sự ngẫu nhiên, là có chuyện tất nhiên. Vốn Hạ Tưởng muốn tìm một góc nào đó một mình yên lặng một chút, không phải hắn không thích ứng được với môi trường tiệc rượu tự chọn, mà là với thân phận chủ tịch tỉnh của hắn, không thích hợp phát biểu ý kiến gì trên phương diện đối ngoại của quốc gia. Thân phận không phù hợp, nói nhẹ quá, sẽ làm đối phương khinh thường. Nói nặng quá, hắn lại không phải đại diện cho Bộ Ngoại giao. Đơn giản không bằng rời xa đám người, cũng được nhàn hạ, Hạ Tưởng liền vừa nhấm nháp đồ ăn ngon, vừa đi tới một nơi yên lặng, ngồi xuống thảnh thơi. Nhưng không thể không nói, món ăn của Vương quốc Anh vẫn là không so được với món ăn truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Nghe nói, trên thế giới chỉ riêng người Trung Quốc có thể phân rõ hơn 140 loại mùi vị, những dân tộc còn lại chỉ có thể phân biệt rõ được từ 70 đến 100 loại mùi vị. Nói một cách khác chính là, vị giác của người Trung Quốc là sành điệu nhất, món ăn Trung Quốc tự nhiên chính là đứng thứ nhất thế giới, độc nhất vô nhị. Đang lúc Hạ Tưởng nghĩ ngợi lung tung, thì có một người tới bên cạnh hắn, mỉm cười chào hỏi hắn. Xin chào, Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi là Edward, quan chức của Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh. Cách phát âm của Edward đúng kiểu tiếng Anh tiêu chuẩn, khác với cách phát âm nhẹ ở chỗ, anh ta nói chuyện rất nghi thức, gần từng tiếng khiến cho người ta nghe rất rõ ràng. Ngay cả Hạ Tưởng với trình độ Anh ngữ miễn cưỡng nghe hiểu, cũng có thể nghe được rõ ràng. Hạ Tưởng đứng dậy bắt tay với Edward, lễ phép chào hỏi, hắn nghĩ Edward chỉ đến chào hỏi hắn, không ngờ Edward lại ngồi xuống đối diện hắn, thể hiện tư thế muốn nói chuyện lâu. Đối với sự vụ của Bộ Ngoại giao, Hạ Tưởng dường như không có quyền phát ngôn nhiều lắm, cho nên cũng không biết là sẽ nói chuyện gì dài dòng với Edward. Edward là cán bộ cao cấp phụ trách các vấn đề châu Á ở Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh, đương nhiên, nếu đối chiếu theo cấp bậc, anh ta vẫn thấp hơn một bậc so với Hạ Tưởng, nhiều lắm tương đương với cấp thứ trưởng. Edward cảm thấy rất hứng thú với Hạ Tưởng, hơn nữa anh ta cũng hiểu biết khá sâu về Hạ Tưởng. Hiển nhiên, anh ta chủ động tiến đến nói chuyện với Hạ Tưởng cũng không phải tình cờ gặp mặt không có mục đích, mà là cố ý làm vậy. Liền ngay cả Hạ Tưởng cũng không ý thức được nên hắn vẫn cứ cố ý khiêm tốn, kỳ thật hắn đi nước ngoài đã khiến cho khắp Âu Mỹ chú ý. Nhất là ba nước điểm đến ở châu Âu, lại lên tới tầm cao chính trị. Ba nước đều tự mình áp dụng thủ đoạn bí mật khác nhau, với ý đồ đoạt trước một bước thành lập quan hệ với Hạ Tưởng. Cho dù không thể thành lập quan hệ cá nhân với Hạ Tưởng, cũng muốn thử xem lập trường chính trị và ý nghĩ về Bộ Ngoại giao của hắn. Vương quốc Anh là đồng minh kiên định nhất của nước Mỹ ở châu Âu, cũng là một trong những tay sai đắc lực nhất của nước Mỹ. Không chỉ từ trên xuống dưới của Vương quốc Anh cảm thấy rất hứng thú với Hạ Tưởng, phía nước Mỹ cũng luôn miệng yêu cầu Vương quốc Anh không tiếc áp dụng hết thảy thủ đoạn để tiếp xúc gần gũi với Hạ Tưởng. Phải tiến hành một lần thử phương hướng đối với Hạ Tưởng, để hiểu biết tính cách và quan niệm chính trị của Hạ Tưởng, để đúng lúc áp dụng phương sách đúng đắn tương ứng. Nước Mỹ ý thức rất rõ về gian nan khổ cực, bình thường làm việc đều tính toán cho lâu dài, thậm chí dài đến 20 năm. Nước Mỹ chẳng những không cho phép trên thế giới xuất hiện một siêu cường quốc quyền uy có thể khiêu chiến với nước Mỹ. Đồng thời cũng không cho phép Trung Quốc xuất hiện một người lãnh đạo có can đảm có tinh thần tiên phong. Đối với Hạ Tưởng, nước Mỹ có thái độ là, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo thì chèn ép và áp dụng hết thảy thủ đoạn để ngăn cản Hạ Tưởng lên chức.
Chẳng qua nước Mỹ cũng không ý thức được một điều là, Hạ Tưởng đã bố cục nhằm vào nước Mỹ, cũng âm thầm áp dụng sắp xếp phá vỡ bố cục lâu dài. Trong cuộc đọ sức giữa Trung Mỹ, Trung Quốc vẫn nằm ở thế bị động và dưới cơ, Hạ Tưởng sẽ không để nước Mỹ tùy ý đùa giỡn và ức hiếp. Nếu người khác ngồi ở đối diện hắn thì đã tốt, nhưng Edward lại là quan chức của Bộ Ngoại giao. Hạ Tưởng không phải người không có suy nghĩ chính trị, ngược lại, hắn giữ bình tĩnh và tỉnh táo nhận thức từng giây từng phút. Ngoại trừ ước lượng chưa đủ về lực ảnh hưởng và sức thu hút sự chú ý của chính mình ở nước ngoài, thì giây phút nào hắn cũng tự nhắc nhở thân phận của mình. Đầu tiên hắn là một người Trung Quốc, không được làm bất luận là việc gì có thể bôi nhọ hình tượng của Trung Quốc. Tiếp theo, hắn là một vị chủ tịch tỉnh, ở trong mắt người nước ngoài là quan chức có địa vị cao nhất về mặt hành chính ở địa phương. Mỗi lời nói hành động của hắn rất dễ dàng bị giới truyền thông nước ngoài giải nghĩa vô căn cứ, cho nên, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hạ Tưởng tất nhiên cảnh giác với Edward, nếu anh ta không phải quan chức Bộ Ngoại giao thì đã tốt, đã là quan chức Bộ Ngoại giao, liền không phải chuyện nhỏ. Nói chuyện tùy ý với Edward vài câu, nói đến khí hậu sương mù của Vương quốc Anh và London, Edward còn cố ý làm như vô tình nhắc tới công chúa Thụy Điển. Công chúa Thụy Điển là nữ thần trong cảm nhận của dân chúng châu Âu, cô ấy tán thưởng anh, là cá nhân anh có thể chinh phục châu Âu. Hạ Tưởng xua tay. Tôi lại không cho rằng là như vậy, có lẽ phần lớn cán bộ Trung Quốc mà công chúa đã gặp là người lớn tuổi hơn nữa lại cẩn thận, gặp tôi tuổi trẻ hơn một chút, liền vui vẻ mà nói thêm mấy câu với tôi, tuổi tác ít hơn, liền dễ dàng kết giao hơn một chút. Hạ Tưởng không đắc chí chút nào đối với sự khích lệ khoa trương của Edward, ngược lại. Hắn cảm thấy Edward đề cập tới công chúa Thụy Điển là có hàm ý khác. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi xin mạo muội hỏi một câu, anh nghĩ như thế nào về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc? Nói qua mấy câu, Edward liền tung ra một quả bom tấn, nói tới điểm yếu mà nước ngoài thích công kích Trung Quốc nhất là nhân quyền. Vấn đề nhân quyền quả thật là một vấn đề mẫn cảm, cũng là thế lực nước ngoài nhận định Trung Quốc không dân chủ và chuyên chính làm cho tình trạng nhân quyền đáng lo ngại. Liền lấy nhân quyền vấn đề làm lý do. Ở bề ngoài là quan tâm đến quyền lợi của dân chúng Trung Quốc, kỳ thật là muốn mượn cơ hội can thiệp chính trị của Trung Quốc, thúc đẩy tiến trình Trung Quốc dân chủ. Đáng tiếc, nước ngoài muốn Trung Quốc nhận thức dân chủ, không phải cái gọi là dân chủ trong mắt một bộ phận nhân sĩ dân chủ ở trong nước bị thế lực nước ngoài mê hoặc. Thế lực nước ngoài cũng không phải muốn cho Trung Quốc chân chính thực hiện nền dân chủ và trở nên hùng mạnh. Chẳng qua là muốn khiến Trung Quốc phát triển dựa theo ý nghĩ và phương thức của bọn họ. Hoặc là nói một cách chính xác hơn, là muốn khiến người lãnh đạo do dân bầu của Trung Quốc phục tùng ý chí của bọn họ. Liền giống như Vương quốc Anh trở thành tay sai nhỏ cho nước Mỹ. Nếu nước Mỹ có Trung Quốc làm tay sai nhỏ ở châu Á, thì toàn bộ châu Á sẽ nằm dưới sự bao phủ của nước Mỹ. Nước Mỹ ở châu Á mặc dù có hai tay sai nhỏ là Nhật Hàn, nhưng Nhật Hàn bất hạnh ở gần người láng giềng Trung Quốc khổng lồ, khó có thể thi triển tay chân. Trung Quốc ở trong mắt nước Mỹ là quốc gia không phải nước Cộng hòa lớn nhất, nếu xúi dục được Trung Quốc, thì địa vị bá chủ thế giới của nước Mỹ có thể củng cố. Để Trung Quốc thay nước Mỹ đối đầu với gấu Bắc Cực ở phương Bắc, là nước Mỹ có một bàn tay miễn phí để trừng trị những kẻ ngoại đạo. Chỉ tiếc, Trung Quy nước Mỹ không thể được như ý nguyện. Trung Quốc vĩnh viễn sẽ không là tay sai nhỏ cho nước Mỹ. Vấn đề nhân quyền là một vấn đề rất phức tạp, cũng đề cập đến vấn đề đến lịch sử, văn hóa và tình trạng phát triển, không thể vơ đũa cả nắm. Giống như có một số quốc gia hàng ngày tự xưng là vệ sĩ nhân quyền, ngẫm lại cũng đúng, một quốc gia có lịch sử hơn 200 năm, nếu nhớ lại lời nói của tổ tiên, tìm về nhiều năm trước mà tìm không thấy gì. Không có gánh nặng lịch sử, liền quần áo nhẹ nhàng mà đi tới, thì không thể đánh đồng với một quốc gia có lịch sử lâu đời hơn 5.000 năm. Hạ Tưởng trả lời rất khéo kéo, nhưng rất có ý châm chọc kín đáo. Edward sao có thể không nghe ra sự châm biếm trong lời nói của Hạ Tưởng, tuy nhiên anh ta tự nhận là thân sĩ, cũng phải giữ phong độ. Còn nữa, anh ta cũng hiểu rõ mục đích mà anh ta chủ động tới nói chuyện với Hạ Tưởng, liền tiếp tục nói. Phải so sánh ngang bằng mới có ý nghĩa, tỉ như nói Ấn Độ, cũng có lịch sử lâu đời, Ấn Độ hiện tại chính là nước Cộng hòa lớn nhất trên thế giới. Đúng vậy. Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia bần cùng lạc hậu nhất trên thế giới, ở trước sinh tồn và cái gọi là nhân quyền, thì quyền sinh tồn lớn hơn nhân quyền. Khi đề cập đến vấn đề tôn nghiêm của quốc gia, Hạ Tưởng một bước cũng không nhường. Kinh tế Ấn Độ rất có sức sống, năm 2020 có thể vượt qua Trung Quốc,
hiện tại số đường cao tốc ở Ấn Độ xếp thứ hai thế giới, đứng sau nước Mỹ. Edward tiếp tục nói. Hạ Tưởng mỉm cười, cười rất vui vẻ, rất vui mừng. Tôi tin tưởng Ấn Độ khẳng định có thể vượt qua Trung Quốc, rất xin lỗi, tôi đang nói về số dân, không phải là nói về kinh tế. Về phần số đường cao tốc Ấn Độ vượt qua Trung Quốc, không biết anh Edward lấy được số liệu từ đâu. Hay là, anh thật sự tin vào những bài báo phóng đại mà các quốc gia phương Tây vì mê hoặc Ấn Độ mà cố ý đưa tin? Mỉm cười, Hạ Tưởng nhẹ nhàng xua tay nói. Có lẽ anh nói Ấn Độ ở thế giới bên kia, mà không phải Ấn Độ trên trái đất này. Edward hơi xấu hổ mỉm cười. Chủ tịch tỉnh Hạ là cán bộ Trung Quốc có sức hấp dẫn nhất, cũng hài hước nhất mà tôi đã từng gặp. Hạ Tưởng cũng cười. Không phải tôi có sức hấp dẫn, chẳng qua tôi dám nói thật ra mà thôi. Nhưng tôi vẫn còn cho rằng tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc đáng lo ngại, chính phủ Trung Quốc cũng không cố gắng nâng cao nhân quyền cho dân chúng Trung Quốc, điều này làm cho xã hội quốc tế rất lo lắng. Nói lý để can thiệp vào chính trị trong nước sao? Vẻ mặt Hạ Tưởng liền nghiêm túc hơn nhiều, hắn hiện tại đã tỉnh táo mà nhận ra, Edward đến thảo luận với hắn về vấn đề nhân quyền, không phải đến gây phiền toái, mà là rất có dụng ý, chỉ đang thử quan niệm chính trị của hắn và suy nghĩ của Bộ Ngoại giao mà thôi. Lại liên tưởng đến sự thực Mỹ Anh cùng một ruột, hắn liền càng thêm kết luận sau lưng sự việc, có bóng dáng của nước Mỹ. Đương nhiên, nước Mỹ là quốc gia quyền lực nhất trên thế giới, lại là cảnh sát của thế giới. Trừ phi bay ra khỏi địa cầu, nếu không làm sao tránh khỏi bóng dáng của nước Mỹ. Anh Edward có từng đến Trung Quốc chưa? Đương nhiên đã đến rồi, hiểu biết của tôi về Trung Quốc, chắc chắn là không ít. Như vậy anh Edward có biết hiện tại đại bộ phận người Trung Quốc đang theo đuổi điều gì hay không? Theo đuổi tự do, dân chủ và không gian sống tốt. Edward đáp lại rất tự tin. Hạ Tưởng mỉm cười. Đối với một quốc gia có truyền thống 5.000 năm, anh Edward, hiểu biết của anh còn xa mới đủ. Hiện tại người Trung Quốc đang theo đuổi nhà ở lớn hơn nữa, ô tô thêm phần xa hoa, đối với nhận thức về nhân quyền và dân chủ, còn đang nằm ở giai đoạn sơ cấp. Nếu anh đến Trung Quốc đi vào trong dân chúng, xem xét thử xem, nếu muốn nói chuyện nhân quyền và dân chủ với bọn họ, còn không bằng đưa cho họ lợi ích thực tế là một túi bột mì và một thùng dầu. Trong tình trạng không biết nhu cầu cơ bản của dân chúng mà cao cả bàn luận chuyện nhân quyền, thì đúng là chưa học bò đã lo học chạy. Chủ tịch tỉnh Hạ, lời của anh thì không công bằng rồi. Ông Edward nghi ngờ nhân quyền hiện nay của Trung Hoa Dân Quốc. Anh có thể đối chứng từ lịch sử và hiện tại mà nói khâm phục ông Edward. Mà không phải là né tránh không nói tới. Đúng lúc Trung Dương xuất hiện, câu nói đầu tiên là chỉ trích Hạ Tưởng không đúng. Hạ Tưởng cũng không ngờ rằng Trung Dương lại nhảy ra làm vậy. Hắn khẽ nhíu mày, sự nhẫn nại đối với Trung Dương đã tới cực điểm rồi. Trung Dương không những không cảm nhận được, còn ở trước mặt người ngoài phản đối cách nói của hắn, chính là biểu hiện không có trí tuệ chính trị. Nếu không đồng ý cách làm của hắn, có thể ngầm giao lưu. Thậm chí có thể đi tố cáo hắn, nếu đưa hắn ra chất vấn ngay trước mặt Edward, tương đương với việc khiến cho người ngoài nhìn vào mối bất hòa giữa nhân dân Trung Quốc, thì rõ ràng rất mất mặt. Trung Dương sao lại có trí tuệ thấp như vậy? Đi mua tương, sao? Có nghĩa là gì? Edward đã bị Hạ Tưởng lôi cuốn vào, hỏi han một cách kinh ngạc, cũng không để ý tới sự xuất hiện của Trung Dương. Đối với hoàn cảnh chính trị nước ngoài mà nói, vốn dĩ không thể lý giải được Ủy ban Kế hoạch và Phát triển là tổ chức gì. Đối với Trung Dương, Edward cũng không quen biết, cũng không có hứng thú quen biết. Sao đây là một từ lóng chỉ sự lạnh nhạt thờ ơ, không quan tâm đến việc xung quanh, chỉ tiện đường đi ngang qua, người ngoài cuộc. Không biết, đi mua tương. Là gì mà còn muốn ngồi đây bàn luận về mấy vấn đề nhân quyền? Căn bản như là ngắm hoa trong sương. Có bao nhiêu người được gọi là bạn bè quốc tế không hiểu hiện trạng Trung Quốc, họ đều bức thiết hy vọng Trung Quốc cải cách một cách triệt để, hy vọng Trung Quốc dân chủ. Thật ra chẳng qua chỉ là hy vọng nhất thời mà thôi. Hạ Tưởng cũng chỉ là gật đầu với Trung Dương một cái thôi. Cũng không tiếp lời của y, liền trả lời vấn đề của Edward. Ở thành phố phía nam của Trung Quốc, khi đài truyền hình đang phỏng vấn quần chúng, mời họ nói về nhận định đối với sự việc chấn động vừa qua. Kết quả là một người nông dân quần đùi dép lê rất phản cảm với sự việc này, nói một cách không kiên nhẫn, tôi chỉ là đi mua tương. Chuyện chấn động gì đó, có gì liên quan tới tôi chứ? Edward ngẩn cả người ra, rõ ràng không thể giải thích hàm ý sâu xa mà Hạ Tưởng muốn biểu đạt.
Trên thực tế khi rất nhiều thế lực nước ngoài cùng quấy rối chỉ trích vấn đề quyền con người tồn tại trong nước, đều là xuất phát từ yêu cầu chính trị. Trung Quốc có quan tâm tới quyền bầu cử và quyền được bầu cử của những tầng lớp thấp hèn ở những nơi xa xôi không? Nếu nói là quan tâm, cũng phải quan tâm tới vấn đề cơm ăn áo mặc và ấm no cơ bản. Làm sao từ trước tới giờ không thấy nước Mỹ và Trung Quốc quan tâm tới vấn đề giúp đỡ người nghèo? Tách rời quyền sinh tồn của con người, thì là việc vô nghĩa. Giống vậy, tách rời việc đề cao quyền làm chủ của nhân dân, cũng giống như nói khoác. Chẳng qua lấy tư duy của người Âu Mỹ không thể giải thích được những điều Triệu Bản Sơn dự đoán lung tung, cũng không thể lý giải hàm nghĩa chính xác của đi mua tương. Hạ tưởng chỉ miễn cưỡng khai sáng cho Edward. Thực trạng tồn tại ở Trung Quốc chính là, tôi cùng dân chúng nói về nhân quyền, dân chúng thì muốn sinh tồn. Chờ anh giải quyết vấn đề ấm no của dân chúng, thì sẽ thu hút bọn họ quan tâm tới đại sự. Trong nhà họ đang luộc thịt, phải nhanh nhanh đi mua tương. Đối với vấn đề nhân quyền to lớn hàng ngày treo bên miệng các ông, đối với nhân dân Trung Quốc mà nói, không quan trọng bằng việc di tám mua tương cho nhà, cũng không bằng lợi ích thực tế của việc trứng gà giảm vài đồng lẻ. Muốn chỉ trích vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, ngài Edward. Ngài sống ở Trung Quốc thêm 10 năm 8 năm mới có thể có quyền lên tiếng. Không tin anh có thể tới đường lớn chặn một người, cùng anh ta bàn luận về hiện trạng nhân quyền của Trung Quốc. Hơn một nửa trong số đó có thể trả lời, nhân quyền ư. Nhân quyền có thể xem như là cơm ăn. Hạ tưởng cười thoải mái. Tôi không phủ nhận là tình trạng vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc thực sự có chút vấn đề như vậy. Không phải là quốc gia không cố gắng cải thiện, mà là sự tiến bộ của nhân quyền ở Trung Quốc, vẫn còn cần một giai đoạn dài. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nói, đứng nói chuyện không đau lưng. Hy vọng sau này khi nước Anh và Trung Quốc lại nói về nhân quyền, trước tiên xin bồi thường tổn thất to lớn cho Trung Quốc do 8 đội quân liên minh quốc tế xâm chiếm Trung Quốc tạo thành. Lại thử tính thời kỳ thực dân Anh cướp đoạt bao nhiêu vàng bạc châu báu, sau đó lại cùng nhau ngồi bàn bạc một chút về nhân quyền mới được tốt hơn chút. Edward cuối cùng mặt đỏ lên, xấu hổ không nói được lên lời. Hạ tưởng là cán bộ Trung Quốc sắc bén nhất xảo quyệt nhất mà ông ta gặp được trong cuộc đời ngoại giao. Không những đối với vấn đề nhân quyền một bước cũng không nhường, hơn nữa giải thích rõ ràng cũng là có ý nghĩa mới. Không giống những cán bộ ông ta từng gặp trước kia, khi trả lời vấn đề nhạy cảm, hoặc là dở giọng quan trả bài, hoặc là cố bắt bí mà nói ông ta. Chưa bao giờ có người giống Hạ tưởng, không những phản kích sắc bén. Mà còn bình tĩnh đối đáp, hơn nữa không thừa nhận thiếu sót, nhìn thẳng vào khuyết điểm, suy nghĩ tới tương lai, đồng thời còn nhẹ nhàng châm biếm nước Anh nói bóng nói gió nước Mỹ. Phải nói, lần thăm dò này kết thúc thất bại. Không, cũng không thể nói là thất bại. Sự thăm dò của ông ta cũng coi như thành công. Ít nhất có thể đưa ra kết luận rõ ràng nếu Hạ tưởng đảm nhiệm vị trí người lãnh đạo quốc gia Trung Quốc. Chính sách đối ngoại nhất định càng thêm cứng rắn. Ngoại trừ cứng rắn. Mạnh mẽ ra, Hạ tưởng có lòng dám thử có cái nhìn sâu sắc có quyết đoán, có thể trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc không dễ tiếp cận với Âu Mỹ nhất. Edward không cam chịu thất bại, y luôn quen với chiếm ưu thế trước mặt cán bộ Trung Quốc. Hôm nay vốn định thử thăm dò Hạ tưởng, muốn thử xem chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất Trung Quốc đang chấn động lớn ở Âu Mỹ có phải là sóng vỗ vô danh không. Không ngờ lại bị Hạ tưởng vặn lại tới mức không trả lời được, không khỏi vừa tức vừa giận. Vẻ sáng ngời của ánh mắt lướt qua, thì phát hiện ra Trung Dương đang đứng ở một bên xấu hổ, thì lại nghĩ ra một kế sách. Người Trung Quốc rất thích đấu tranh nội bộ, nếu y nói không lại được Hạ tưởng, vừa mới nghe giọng điệu của Trung Dương có vẻ rất có thành kiến. Y liền nhìn Trung Dương một cách thích thú, nói. Mời ngài Trung Dương ngồi, vừa mới nghe thấy giọng điệu của anh, dường như anh cũng có điều muốn nói. Tôi nguyện nghe theo cao kiến của ngài Trung Dương. Trung Dương vừa rồi cố nói lời lẽ kinh người, chính là muốn thu hút sự chú ý của Hạ Tưởng và Edward. Y cũng biết Edward là ai, cũng biết rõ tầm quan trọng của Edward trong sự vụ ngoại giao ở nước Anh, không ngờ Hạ Tưởng rõ ràng không xem y ra gì. Ngay cả Edward cũng không lạnh không nhạt với y, khiến y vô cùng khó chịu. Đi cũng không được, ngồi cũng không xong. Trung Dương lại không suy nghĩ thân phận của y vốn là rất khó xử. Ủy ban kế hoạch và phát triển là sản phẩm đặc sắc của Trung Quốc. Ở nước ngoài không có cơ quan tương ứng, cũng vốn không có cán bộ có cấp bậc tương ứng cùng y nói chuyện thực sự là không thể bình thường. Y đi cùng Đại Phục Thịnh ra nước ngoài, thực sự ngoại trừ bố trí lộ mặt một chút ở tổng bộ Volvo, khi Đại Phục Thịnh bày tỏ thái độ ủng hộ Volvo ở Trung Quốc,
bày tỏ ủy ban kế hoạch và phát triển ủng hộ sự hợp tác đối với Gili và Volvo, thời gian còn lại, chỉ là đi theo. Đi theo, nói thông thường, là một lần có phước được xuất ngoại du lịch. Nếu không phải giữa Hạ Tưởng và Y đã xảy ra bất hòa nho nhỏ, nhận được khoản công quỹ cho lần du lịch nước ngoài cũng khá. Nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Tưởng làm Y chướng mắt, khiến trong lòng Y vốn dĩ thoải mái thả lỏng bi giảm mạnh. Hiện tại tốt rồi, cơ hội đã tới, Y phải cho Hạ Tưởng một bài học. Thử nghe lời Hạ Tưởng nói là cái gì thế kia, quả thực là non nớt lại còn thêm kiêu ngạo. Edward vừa mở miệng, Y liền vội vàng ngồi xuống ghế, khẽ mỉm cười với Edward. Không nói tới cao kiến, có vài ý tưởng muốn cùng với ngài Edward giao lưu một chút. Điệu cười của Trung Dương rơi vào tầm ngắm của Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng vô cùng coi thường, giống như là điệu cười của kẻ nịnh nọt. Khiến Hạ Tưởng nhớ tới nụ cười nịnh bợ khúm núm của tóc đuôi Sam Triều Thanh trong thời kỳ Mãn Thanh đối với người Tây Dương. Nếu nói trước kia tranh luận với Trung Dương không đủ để khiến Hạ Tưởng nổi lên ý nghĩ phá hỏng con đường tiến thân của Trung Dương trong đầu. Vậy thì Trung Dương tự rước lấy nhục. Muốn tiếp cận lại đây để biểu hiện một phen, Trung Dương không biết chính là, nụ cười nịnh nọt của Y, đã trở thành dấu chấm hết trên con đường quan trường của Y. Hạ Tưởng rất không thích nhìn cán bộ Trung Quốc không có sống lưng. Trung Dương lại tự cảm thấy mình tốt đẹp, chậm rãi nói. Trung Quốc dốc hết sức để xúc tiến và bảo hộ nhân quyền và tự do cơ bản của nhân dân Trung Quốc. Các dân tộc Trung Quốc theo pháp luật có các quyền lợi cơ bản của, hiến pháp ban hành. Nhân dân Trung Quốc ngày càng nâng cao quyền công dân, chính trị, kinh tế, xã hội và trình độ văn hóa. Đồng thời tốc độ phát triển kinh tế ở Trung Quốc ngày càng nhanh, nhấn mạnh dùng pháp luật trị quốc, dốc hết sức xây dựng một xã hội hòa bình, dân chủ, văn minh. Sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc đang không ngừng tiến bộ. Việc này là bất cứ người nào không mang thành kiến cũng thấy rõ như ban ngày. Hạ Tưởng quay đầu sang một bên, Trung Dương cũng không đơn giản. Đáng tiếc đã không trở thành người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, nói ra một đống lời nói, toàn là ngôn ngữ ngoại giao, chính là lời nói chính xác nhưng lại vô nghĩa. Trung Dương không để tâm, vẫn nói một cách tràn đầy khí thế. Trung Quốc đạt được thành tựu đáng chú ý trên thế giới trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền. Theo pháp luật nhân dân Trung Quốc được hưởng nhân quyền và tự do. Do lịch sử và văn hóa của các nước không giống nhau, trình độ phát triển khác biệt. Vấn đề nhân quyền tồn tại những cách nhìn không giống nhau là bình thường. Chủ trương của các quốc gia mở rộng phát triển đối ngoại và kết nối trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, từ đó tăng cường hiểu biết, thu hẹp bất đồng. Edward khẽ gật đầu. Nói như vậy, ông Trung không đồng ý với cách nói vừa rồi của ông Hạ ư. Edward rõ ràng là gây chia rẽ, là muốn lợi dụng Trung Dương đối phó Hạ Tưởng. Nếu Y thông minh, nên khéo léo mang yêu cầu của Edward phứt sang một bên. Cùng Hạ Tưởng đứng vững trên mặt trận. Trước chuyện lớn của quốc gia, mỗi người phải vứt bỏ ân oán cá nhân sang một bên mới là phong độ của nhà chính trị. Điều đáng tiếc là, Trung Dương không phải là một nhà chính trị, chỉ là một tên quan có quyền lực quen với việc bị người khác điều khiển. Thực sự nếu Trung Dương là khách du lịch, thì yên tâm nghỉ ngơi đi. Y nhàn cư vì bất thiện cứ muốn đối đầu với Hạ Tưởng, chính là tự chuốc lấy sự mất mặt. Đúng. Y đang giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Chủ tịch tỉnh ở khắp nơi đều phải nhượng bộ Y ba phần. Nhưng đừng quên Hạ Tưởng là ai, Hạ Tưởng là nhân vật trung tâm của thế lực gia tộc mà ngay cả Tổng Bí Thư cũng phải nhượng bộ ba phần, là người được chỉ định là người nối nghiệp thứ bảy được Tổng Bí Thư ký vô cùng tán thưởng. Trung Dương chỉ giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển nhỏ bé có thể coi như ngang nhau được không? Con người, nếu không sắp xếp đúng vị trí của mình, sớm muộn gì sẽ bị sự ngạo mạn của mình làm mệt mỏi. Trung Dương bị Edward lôi lên, lúc này liền nói. Cách nói vừa rồi của chủ tịch tỉnh Hạ, trên cơ bản là chính xác, chỉ có điều có sai lầm nhất định ở tính phương hướng. Tôi muốn nhắc nhở chủ tịch tỉnh Hạ là, phải đối thoại, không cần đối kháng. Lời nói vừa rồi của Hạ Tưởng, rất không lý trí, thậm chí có ý của ngữ khí tranh cãi. Thật sự là người thiểu năng trong chính trị, quen với đấu tranh trong nước. Lẽ nào không biết đi ra nước ngoài phải nhất trí đối ngoại ư? Trước mặt người ngoài phải tự chém giết lẫn nhau. Trung Dương à Trung Dương, ông cũng quá dễ bị người ta lợi dụng rồi. Hạ Tưởng lắc đầu bất đắc dĩ, nhẫn nhịn một chút, vẫn không chính diện phản đối Trung Dương. Chủ nhiệm Dương xuyên tạc đối với lời nói của tôi sẽ không giải thích nhiều. Dù sao lời tôi muốn nói với ông Edward cũng đã nói xong rồi, bây giờ đói bụng rồi, phải đi ăn một chút gì đó.
Edward thầm khen ngợi, Hạ Tưởng là người thông minh, không sập bẫy. Edward không nói gì, đứng dậy tiễn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng rời khỏi chỗ ngồi, mới đi được mấy bước, Trung Dương liền bực mình, đứng phía sau Hạ Tưởng nói. Chủ tịch Tỉnh Hạ, bỏ rơi ông Edward rồi đi, có phải là quá không lễ phép ư? Cuối cùng Hạ Tưởng đã nổi giận. Chủ nhiệm Trung, tôi làm việc gì, không cần anh phê duyệt đúng không? Trung Dương ngừng bước, vẻ mặt thay đổi. Lời nói của Hạ Tưởng không hề lưu tình, trực tiếp mang y trở về nguyên hình, cũng là lẽ thường. Y là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển nắm quyền thế trong nước. Trong tay nắm quyền phê chuẩn vô số hạng mục quan trọng, lời nói không dễ nghe, nếu y không thích cố ý không phê chuẩn các hạng mục trọng đại của một tỉnh nào đó, như vậy tỉnh này sẽ có khả năng tổn thất mấy chục tỷ đầu tư. Nhưng nếu Hạ Tưởng không hùa theo y, không lấy lòng y cũng không làm gì được Hạ Tưởng. Y không quyền lực quyết định tiền đồ của Hạ Tưởng. Ngược lại, có lẽ có một ngày nào đó Hạ Tưởng còn có thể dùng quyền lực ảnh hưởng tới số phận của y. Trung Dương tâm tư đã biến đổi trong nháy mắt, vừa cảm thấy bị Hạ Tưởng quát vào đầu, càng như quét rác vào mặt. Y liền nói có chút không vừa lòng. Lời của Chủ tịch Tỉnh Hạ không dễ nghe, tôi chỉ là nhắc nhở thật lòng. Xin lỗi, Chủ nhiệm Trung, tôi còn có việc, sau này có cơ hội lại tới nghe lời chỉ giáo của anh. Thái độ của Hạ Tưởng bất hòa mà lạnh lùng, quay người nghênh ngang đi, không lưu lại cho Trung Dương một chút mặt mũi gì. Trung Dương ngẩn người ngay tại chỗ, cuối cùng đã lộ ra sự phẫn nộ. Y có phẫn nộ tức giận hay không cũng không phải lo lắng. Quan trọng hơn là, mâu thuẫn giữa y và Hạ Tưởng, bị lọt vào tầm ngắm của Đại Phục Thịnh cách đó không xa. Đại Phục Thịnh tuy chỉ là lặng lẽ nhìn, vẻ mặt không lộ ra, nhưng thư ký vẫn theo sát bên ông ta nhận ra điều không vui trong mắt ông ta. Thư ký theo ánh mắt thất vọng của Đại Phục Thịnh, nhìn thẳng vào bóng dáng của Trung Dương. Trong ánh mắt của thư ký liền hiện lên một ánh hào quang khác thường. Bóng dáng của Trung Dương đã in sâu trong lòng y. Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình là nước Đức. Lấy nước Đức trở thành trạm dừng chân cuối cùng, cũng là biểu thị sự coi trọng nước Đức. Nước Đức là đối tác buôn bán lớn nhất ở châu Âu của Trung Quốc. Trong đó buôn bán lớn nhất phải kể tới ô tô quần chúng. Rất nhiều người trong nước khi nói tới yêu nước, có lẽ nhận định sai lầm rằng mua xe Nhật Bản thì là không yêu nước. Lấy việc đó thành lý do mua xe Đức, thật sự là lý luận sai trái. Thực sự Nhật Bản đã tạo thành thương tổn không thể bù đắp đối với Trung Quốc, nhưng một sự thật khác lại là, nước Đức đúng là một trong những quốc gia chống Trung Quốc nhất ở châu Âu. Một điều tra của nước ngoài cho thấy, nước Đức và Tiệp Khắc là quốc gia chống Trung Quốc nhất châu Âu, chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai. Lý do rất khiến mọi người khó hiểu, không phải là vì vấn đề trong chính trị, mà là vì những e ngại trong nền kinh tế Trung Quốc và đe dọa trong quân sự, cho nên rất không thích Trung Quốc. Từ trước tới giờ truyền thông nước Đức luôn thích mang người Trung Quốc miêu tả thành hình tượng của những thằng hề. Sở dĩ làm sự kiện chống Trung Quốc chính là ủng hộ giấu giếm. Mà trước đó không lâu, nước Đức trước tòa thị chính có gần 1.000 thành phố vì tự do và chính nghĩa của Tây Tạng mà phất cờ khởi nghĩa. Kỷ niệm tròn một năm cái gọi là khởi nghĩa Tây Tạng, lúc đó, Volkswagen của Đức đang có sức che giấu hai nhà máy Volkswagen ở Nam Bắc của Trung Quốc, chân tướng sự việc hộp số xe. Việc này ở truyền thông trong nước rất ít đưa tin, nguyên nhân tự nhiên là do xuất phát từ yêu cầu của phương diện kinh tế và chính trị, không muốn tổn thương tình cảm nhân dân nước Đức. Sau khi làm tổn thương tình cảm nhân dân Trung Quốc miễn cưỡng cười rộng lượng như trước. Rốt cuộc sau lưng là lực lượng gì khiến nhân dân Trung Quốc nghiến răng nghiến lợi nuốt vào trong, sẽ làm mọi người suy nghĩ sâu xa. Ngoài ra so với hai nước dẫn đầu chống Trung Quốc, việc che giấu phản Trung Quốc của nước Đức rất sâu, hơn nữa là thấm vào tận trong xương. Tiên phong cấp tiến chống Trung Quốc là có một quốc gia, nó vĩnh viễn đứng phản diện lịch sử, mỗi lần đều chọn hướng sai đứng sai đội, mệnh danh là vùng tồi tệ nhất của châu Âu Ba Lan. Ngoài ra một tiên phong cấp tiến khác chống Trung Quốc không cần phải nói, tất nhiên là Anh Quốc một nước theo đuôi của nước Mỹ. Nhưng so sánh nước Ba Lan và nước Anh chống Trung Quốc là ở trước mặt, thương tổn tạo ra với Trung Quốc là không lớn. Việc chống Trung Quốc của nước Đức là sau khi Trung Quốc đạt được lợi ích lớn nhất, lại lần lượt đối chọi với chính trị và kinh tế, thuộc loại điển hình ăn của Anh uống của Anh rồi trở mặt cho Anh một đấm, một tát. Hạ Tưởng không có thành kiến với ô tô của nước Đức. Đối với sự nghiêm túc của người Đức cũng rất khâm phục, nhưng đối với sự tính toán và khôn khéo của dân tộc Zetmanh, lại không có quá nhiều thiện cảm. Hành trình lần này tới nước Đức, hắn
hắn lại tính toán là chỉ nhìn không nói. Bất luận đối phương thảo luận bất cứ vấn đề chính trị hoặc kinh tế nào, để tránh dẫn tới tranh cãi không cần thiết. Sau khi chấm dứt các nghi thức cùng ngày, buổi tiệc tối thì Hạ Tưởng không tham gia, mà về phòng, lên mạng một cách yên lặng. Trước tiên là nói chuyện với Cổ Ngọc. Cổ Ngọc đặc biệt hài lòng với ô tô mà Hạ Tưởng đã tặng cô, nói là không giống với ô tô trên thị trường, tính năng và điều khiển đều tốt hơn cả. Tất nhiên, là một ấn bản hạn chế, không thể công khai tiêu thụ ra bên ngoài. Mặc dù giống nhau về bề ngoài và kiểu dáng, nhưng từ trong ra ngoài, đều phải tinh tế sang trọng hơn. Nhất định sẽ mang lại cảm nhận khác thường. Vốn dĩ Cổ Ngọc một mình tĩnh dưỡng trong một thị trấn nhỏ ở châu Âu, đã tĩnh tâm rồi. Hiện tại lại bị sự nhiệt tình của Hạ Tưởng kích động. Cô bảo với Hạ Tưởng, từ giờ cô bắt đầu đi du lịch khắp châu Âu, muốn dùng phong thái cuộc sống hoàn mới đón nhận sinh mệnh sắp ra đời. Hạ Tưởng sẽ không giống người đàn ông khác thuyết phục Cổ Ngọc từ từ không cần làm loạn, không cần chạy loạn lên, phải an tâm tĩnh dưỡng ở nhà. Hắn chỉ khuyên Cổ Ngọc không nên kích động mạnh, cẩn thận tác động tới thai khí. Đồng thời khi du lịch, phải sắp đặt ổn thỏa tất cả, toàn bộ trợ lý đi theo, chỉ xe cho chuyến du lịch thôi không dưới 2 chiếc. Trợ lý của Cổ Ngọc đều là xuất thân nữ binh đặc chủng, đã là trợ lý, lại là lái xe kiêm vệ sĩ. Có họ bên cạnh, Hạ Tưởng hoàn toàn an tâm. Điều khiến Hạ Tưởng càng yên tâm là Cổ Ngọc tuy gầy yếu, trong lúc mang thai lại không có phản ứng quá mạnh mẽ, lặng lẽ trôi qua. Trong trí nhớ, khi Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạ mang thai, tố chất cơ thể cũng rất tốt, còn Thiếu Giai và Mai Hiểu Lâm phản ứng mãnh liệt, đã nghén một thời gian. Nói chuyện với Cổ Ngọc một lúc, Hạ Tưởng liền khuyên cô đi nghỉ sớm, sau đó hắn lại cùng Quý Như Lan nói mấy câu. Mạng điện lưới quốc gia và tổ chức điện thế tỉnh Tây đã tiến hành giai đoạn đàm phán cuối cùng. Về mặt mạng lưới điện quốc gia cuối cùng cũng biểu lộ ý lo lắng. Đối với 3 điều kiện đã đề xuất của phương diện điện thế tỉnh Tây do Quý Như Lan lãnh đạo chủ yếu, phá lệ đáp ứng được 2 điều, chỉ có 1 điều kiện cuối cùng vẫn còn đang giằng co. Điều kiện mấu chốt nhất sau cùng, sau khi Quý Như Lan đưa ra điện thế tỉnh Tây thuộc sở hữu của mạng lưới điện quốc gia, cho phép điện thế tỉnh Tây nhập vào tầng giữa của mạng lưới điện quốc gia chỉ là đưa vào tầng giữa, không đưa vào tầng cao, vẫn là giữ lại đường sống. Hơn nữa lấy quy mô và thực lực điện thế tỉnh Tây, cũng không có khả năng gia nhập tầng cao. Mạng điện lưới quốc gia không đồng ý, Quý Như Lan thì không nhượng bộ, liền bị mắc lại ở cửa ải sau cùng. Không vội, trước tiên hãy thả lỏng một chút. Hạ Tưởng nói, tôi cũng nghe thấy tin tức này rồi. Trước cuối năm, có thể tin tức cải cách điện lực lan truyền ra ngoài. Giám sát điện lực quốc gia sẽ chính thức vạch ra một quy định liên quan đến đầu tư vào ngành sản xuất điện lực. Nội dung không chỉ đề cập tới tiền đầu tư vào nhiệt điện, thủy điện, hạch điện và nguồn năng lượng mới và lĩnh vực phát điện truyền thống. Còn cho phép tài trợ công thẳng vào mắt xích lưới điện tự nhiên lũng loạn của quốc gia. Theo tiết lộ, quy định trong năm sẽ ra sân khấu. Tuy rằng áp dụng mở rộng đầu tư mạng lưới điện quốc gia, không thể mở rộng hoàn toàn giống mở rộng phát triển các khâu điện lực, áp dụng hình thức mở rộng bộ phận, tức là chỉ cho phép đầu tư tư nhân và đưa vào hoạt động. Nhưng ít ra cũng vì mở ra một cánh cửa lũng đoạn của mạng lưới điện quốc gia. Hạ Tưởng lợi dụng điện thế tỉnh Tây dùng kế ngựa gỗ thành choi tiến đánh vào nội bộ mạng lưới điện quốc gia trước, có tác dụng thúc đẩy tích cực. Cần phải nói, có thể biết trước được phương hướng của chính sách, quả thật là một khoản tài phú to lớn. Tình hình mạng lưới điện thì dễ nói. Chỉ là anh vừa rời Tấn Dương, thì cảm thấy toàn bộ tỉnh Tây đều trống vắng, cũng nhanh trở về đi thôi. Quý Như Lan vừa mới nói chính đáng, bỗng nhiên trở nên dịu dàng vô cùng. Em đã xem tin tức trên mạng, một vài công chúa lưu truyền của Thụy Điển vô cùng coi trọng anh. Anh cũng nên cẩn thận, đừng trở về nước với những chuyện xấu. Hạ Tưởng không có lời nào để nói, chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì lan truyền ngàn dặm. Nhiều chuyện là thiên bẩm của con người trên thế giới, người Thụy Điển của Bắc Âu cũng thích lan truyền tin tức. Đều nói lung tung, sự việc không có căn cứ. Em tin ư? Vừa nghĩ không đúng, liền hỏi. Em có thể nói tiếng Thụy Điển. Quý Như Lan cười với vẻ mặt đắc ý. Em đúng có thể nói tiếng Thụy Điển, cho nên trực tiếp lên một vài diễn đàn thời sự của Thụy Điển mới xem được bình luận. Cũng khó trách, sự kết giao giữa công chúa và hắn, nhất định không thể đăng tải bản tin trên giới truyền thông chính phủ. Trong nước cũng không thể có, chỉ lưu truyền trong dân chúng Thụy Điển, lại để Quý Như Lan biết được. Hạ Tưởng đành nói. Thực sự, anh chỉ thích con gái Trung Quốc.
tin anh mới lạ. Quý Như Lan lại đùa Hạ Tưởng một câu, xuống mạng. Sau đó, Hạ Tưởng lại hướng về phía Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm báo bình an. Liên Nhược Hạm chuẩn bị khởi hành tới nước Mỹ, cô cũng thuyết phục ông nội, phải mang Liên Hạ cùng đi ra nước ngoài. Hạ Tưởng rất hối tiếc, không thể tự mình đưa tiễn Liên Nhược Hạm và Liên Hạ khởi hành. Lúc đầu Hạ Tưởng muốn nghỉ ngơi thả lỏng, không ngờ lại nhận được tin tức của Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm nói, cô đã giải quyết xong thủ tục xuất ngoại của Mai Đình rồi. Mấy ngày nữa sẽ đi, e là không chờ tới ngày hắn trở về. Hạ Tưởng sững sờ một lúc, không trả lời lại, nhẹ nhàng đóng lại máy tính, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bóng đêm ngoài bán đảo Scandinavia phía ngoài cửa sổ, trong lòng có một chút buồn man mác và không vui. Cho tới giờ có lẽ Mai Hiểu Lâm sẽ cho rằng hắn không yêu thương Mai Đình. Thực sự không phải vậy, hắn đối với mỗi đứa trẻ đều yêu thương hết lòng. Trở thành một người bố không xứng đáng, luôn lo sợ và ân hận. Nhất là lần trước khi hắn và Mai Đình đi dạo ở Bắc Kinh, sau đó tiếp xúc với Tiếu Giai, thì tình yêu dành cho hai cô con gái còn nhiều hơn là cho con trai. Có một đứa con trai là thần khí, có một đứa con gái là may mắn. Liên Hạ càng đẹp trai hơn trước kia khiến cho người yêu thích, Mai Đình cũng càng hiểu chuyện hơn trước kia cũng khiến hắn vui mừng. Khi tình yêu của hắn đối với Liên Hạ và Mai Đình đang tràn đầy, hai người lại rời xa tầm mắt của hắn. Thực sự khó tránh khỏi thương cảm. Nếu hôm nay Liên Hạ và Mai Đình cùng xuất ngoại, còn ít tuổi đã sống một mình bên nước ngoài. Nói vậy sau này trưởng thành cũng có thể tràn đầy thử thách. Cũng không biết Liên Hạ và Mai Đình khi ở nước Mỹ sẽ đi con đường không giống nhau thế nào. Giống với các ông bố trong thiên hạ, Hạ Tưởng đối với tương lai của Liên Hạ và Mai Đình khi ở nước Mỹ tràn đầy tình yêu tha thiết. Đương nhiên hắn cũng không đoán trước được là, cuộc sống ở Mỹ của Liên Hạ và Mai Đình luôn không cùng xuất hiện. Mãi cho tới nhiều năm sau đó, vì một chuyện lớn mà lần đầu tiên bắt tay. Khi Liên Hạ kế thừa tập đoàn kinh tế giàu mạnh của Liên Nhược Hạm, hơn nữa sau khi sáng lập thành công đế quốc kinh tế khổng lồ hơn, xuất phát từ sự giống nhau về quan niệm chính trị và tình cảm tốt của người Trung Quốc. Cậu ta đã đầu tư tiền ủng hộ Đảng Dân Chủ nước Mỹ đề cử người trở thành Tổng thống. Sau khi Tổng thống trúng cử, đề cử Mai Đình thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bởi vậy, lần đầu tiên trong lịch sử của Liên Hạ và Mai Đình bắt tay, cũng phải lâu tới mấy chục năm sau rồi. Ngày tiếp theo, Đại Phục Thịnh tham dự tiệc tối của giới công thương Trung Đức ở Berlin đã phát biểu nói chuyện, Hạ Tưởng cố gắng tránh ở phía sau. Bởi vì một việc, lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hạ Tưởng rất vô tội, là hắn tự nhận thấy. Hắn quả thật không có bất cứ ý nghĩ nào muốn xuất đầu lộ diện. Sau khi tranh chấp ngoại giao lần trước, hắn hạ quyết tâm tình nguyện là người đứng sau, không phải tranh luận vô vị. Vốn dĩ tiệc tối giới công thương Trung Đức ngày hôm nay, Hạ Tưởng không định tham dự. Đại Phục Thịnh không biết làm sao lại chú ý tới việc buổi tiệc tối qua Hạ Tưởng không lộ diện, liền cố ý nêu tên yêu cầu Hạ Tưởng tham dự. Thủ tướng Đại lên tiếng, Hạ Tưởng không thể không nghe, chỉ đành tới tham dự. Đại Phục Thịnh phát biểu bài nói chuyện tràn đầy nhiệt huyết. Các quý bà, các quý ông, các bằng hữu, rất vui tham dự buổi tiệc tối ngày hôm nay, cùng tất cả các bạn giới công thương Trung Đức trong hội trường hợp tác kinh tế Trung Đức có thể có thành quả tốt, ưu thế tốt như ngày hôm nay, nhà doanh nghiệp đang ngồi ở đây đã nỗ lực cố gắng chăm chỉ. Giới công thương đôi bên không chỉ thúc đẩy phát triển mối liên hệ kinh tế thương mại lẫn nhau, còn tăng cường tình hữu nghị của nhân dân hai nước. Nhân cơ hội này, tôi biểu thị lòng cảm ơn chân thành tới mọi người. Nước Đức là đối tác hợp tác quan trọng của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu. Năm ngoái kim ngạch thương mại hai bên Trung Đức đạt hơn 140 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 1/3 kim ngạch thương mại của Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Trong đoàn đại biểu chính trị của Trung Quốc tới nước Đức phỏng vấn lần này, mang tới tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc với nhân dân nước Đức, mang tới nguyện vọng tăng cường hợp tác thương mại kinh tế Trung Đức, cũng là đẩy mạnh toàn bộ mối quan hệ hợp tác Trung Đức. Triển vọng tương lai, trải qua 10 năm nỗ lực, Trung Quốc tạo nên xã hội lành mạnh với trình độ cao hơn cho hơn mấy tỷ dân. Thực hiện cho mọi người đều được đến trường, đều được lao động, bệnh có bệnh viện, già có nhà dưỡng lão, có nhà cư trú, cuộc sống ấm no hạnh phúc mà có của cải dư thừa. Trung Quốc 2020, thực hiện cơ bản công nghiệp hóa, quy mô thị trường mở rộng rõ rệt, chất lượng cuộc sống nhân dân và tính văn minh rõ ràng được đề cao, được hưởng đầy đủ các quyền lợi, xã hội có sức sống dồi dào mà lại hài hòa ổn định. Đối ngoại càng có sức hấp dẫn và bao trùm tất cả. Một câu,
chính là cuộc sống của toàn thể nhân dân càng hạnh phúc ổn định. Lời phát biểu của Đại Phục Thịnh, đúng là triển vọng của tương lai, cũng là bày tỏ thái độ sau này y thi hành cương lĩnh chính trị. Hạ Tưởng vừa mới biết ý đồ Đại Phục Thịnh nêu tên khiến hắn đồng ý ở đây tham dự buổi tiệc tối nay. Đại Phúc Thịnh là muốn khiến Hạ Tưởng từ trong bài phát biểu nghe thấy cái gì đó. Năm 2020 Trung Quốc thành lập công nghiệp hóa, hơn nữa nhân dân Trung Quốc đề cao đãi ngộ nhân quyền đồng thời hưởng thụ quyền lợi tự do. Dựa vào thời gian dự tính, năm 2020, Đại Phục Thịnh vẫn tại chức, tức là nói, trong nhiệm kỳ của Đại Phục Thịnh, tuyên bố ở trên, sẽ là phương hướng thi hành biện pháp chính trị của y. 5 năm sau, sự phát triển của Trung Quốc là bước phát triển của cải cách chuyển đổi. Gần nhất, chúng tôi lập ra bản kế hoạch phát triển của 5 năm tới. Chủ yếu là suy nghĩ, kiên trì lấy con người làm cơ bản, phối hợp toàn diện có thể phát triển khoa học kỹ thuật liên tục, thêm vào đó chuyển biến nhanh chóng phương thức phát triển kinh tế, để duy trì nền kinh tế phát triển tương đối nhanh lâu dài bình ổn, khiến toàn thể nhân dân cùng cải cách phát triển. Chúng tôi duy trì mở rộng những yếu tố cần thiết, khi đẩy mạnh quá trình thị trấn và thành phố hóa hơn nữa, kiến thiết nhanh nông thôn mới, thúc đẩy Trung Quốc và các khu vực phương Tây phát triển nhanh hơn. Thúc đẩy những người dân thu nhập thấp tăng thu nhập, khiến tiềm lực to lớn bên trong của Trung Quốc không ngừng tuôn trào cuồn cuộn. Chúng ta đổi mới cải cách nhanh chóng, phát huy đầy đủ tác dụng cơ bản của thị trường trong bố trí tài nguyên, tiến hành điều chỉnh cơ cấu kinh tế, ra sức nâng cao trình độ phát triển sản xuất công nghiệp. Trong lòng Hạ Tưởng càng chắc, bước trọng điểm tiếp theo của Trung ương có thể chuyển sang công tác nông thôn, xây dựng nông thôn mới, huy động sản xuất tích cực của quần chúng nhân dân, thiết kế những thị trấn nhỏ tập trung thành nông thôn. Do đó đất trồng trọt mở rộng càng nhiều, không những có thể phát động một xoáy nước lớn mới, cũng sẽ đề cao thu nhập nông thôn, mang chi phí tiêu dùng của nông dân nâng cao hơn, để đạt được hiệu quả cần thiết. Cũng đúng, dân số nông thôn chiếm một nửa dân số cả nước, phân chia ở trong thôn được hình thành tự nhiên. Mỗi gia đình đều là tách biệt, lãng phí lượng lớn ruộng cày. Nếu mang dân cư của mấy thôn tự nhiên tập trung ở cùng một chỗ, có lẽ một khu vực xã lớn sẽ chứa toàn bộ bên trong. Ít nhất có thể giải phóng mấy nghìn mẫu ruộng. Đồng thời, bởi vì tạo nên xã kéo theo tiến bộ nông dân sản xuất tích cực hơn. Trong nước có thể dấy lên kiểu bất động sản mới. Quả thật là một bước cờ hay lâu dài. Chí ít có thể bảo đảm không gián đoạn sự phát triển của Trung Quốc 2020. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, Trung Quốc cũng không thiếu nhân tài ở phương diện kinh tế, đảng cầm quyền nếu muốn địa vị chính quyền duy trì ổn định, nhất định không ngừng học hỏi những tiến bộ, vứt bỏ nhiều quan niệm cổ xưa, lấy việc đề cao hạnh phúc của nhân dân để ra phương hướng, mới có thể thắng được lòng dân, mới có thể tranh thủ thời kỳ hòa hoãn của năm 2020. Năm sau, tin rằng Trung ương cao cấp đã làm tốt việc chuẩn bị chào đón những thay đổi lớn. Lời phát biểu của Đại Phục Thịnh nhận được vỗ tay nhiệt liệt. Ít nhất thái độ chân thành, chăm chỉ của Đại Phục Thịnh chiếm được lời nhất trí khen ngợi của mọi tầng lớp tham dự hội nghị. Về phần người trong giới công thương của nước Đức cho dù tràn đầy tin tưởng với nền kinh tế Trung Quốc, cũng là cân nhắc không biết ra sao. Định kiến và thành kiến vĩnh viễn tồn tại. Mặc dù kim ngạch thương mại giữa nước Đức tăng trưởng mấy năm liền, trong tâm nước Đức vẫn tồn tại cảnh giác và lo lắng trong lòng với Trung Quốc. Tuy nhiên quyền phát ngôn của nước Đức trong chính trị quốc tế không lớn. Liên Hiệp Quốc cũng không có trách nhiệm xử lý chuyện quốc tế. Muốn chính diện nổi dậy đánh Trung Quốc, cũng không có lực lượng. Tiệc tối chính thức bắt đầu rồi. Trước khi bắt đầu, trưởng ban bộ kinh tế Đức nghênh đón từ xa, biểu thị sự hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Đại Phục Thịnh. Sau đó, tiệc tối bước vào giai đoạn dùng cơm. Hạ Tưởng và Thống đốc Bavaria của nước Đức ngồi cùng một bàn. Bavaria là liên bang có diện tích lớn nhất nước Đức, chính phủ nằm ở Munich. Nhắc tới Bavaria có lẽ không ít người có chút xa lạ, nhưng nhắc tới công nghiệp chế tạo và kỹ thuật hiện đại của Bavaria. Sau khi không ít người trong nước nghe tới các sản phẩm Bavaria sản xuất, nhất định sẽ thấy quen thuộc. Không đề cập tới kỹ thuật tiên tiến Bavaria có được trong lĩnh vực hàng không, chỉ đề cập tới Siemens, BMW, Audi và những công ty nổi danh đủ để chấn động thế giới rồi. Ký hiệu BMW của BMW chính là tên gọi tắt của công ty cổ phần nhà máy chế tạo máy móc Bavaria. Hạ Tưởng xuất phát từ sở thích với BMW, hắn vốn định giữ im lặng, liền chủ động nói chuyện vài câu với thống đốc bang Bavaria. Có lẽ là sai lầm của nhân viên công tác bên Đức, trên chỗ ngồi của Hạ Tưởng không dán tên. Hắn lại trẻ tuổi, ngồi trong đám người rất bình thường,
thống đốc bang Bavaria cũng không biết hắn là người như thế nào. Tuy nhiên xuất phát từ lễ phép, cũng nhẫn nại trả lời Hạ Tưởng vài câu. Tuy nhiên Hạ Tưởng hỏi tới nhìn nhận thế nào về danh tiếng của Volkswagen Đức vị tuột dốc ở Trung Quốc, sắc mặt của thống đốc bang Bavaria trầm xuống, trả lời rất cẩn thận vài câu, đại ý là nếu ở nước Đức, nhất định mở cuộc họp xử lý. Thực ra ở nước Mỹ, Volkswagen đã tổ chức hộp biến số DSG, nhưng ở Trung Quốc, phải tuân theo quy định của pháp luật tạo ra các điều chỉnh tương ứng. Ngụ ý chính là, chỉ cần xử lý công bằng các ngành liên quan, chỉ cần che mắt người tiêu dùng của Trung Quốc, xuất phát từ nguyên tắc theo đuổi lợi ích hóa lớn nhất, có thể xử lý đơn giản thì không ai đi xử lý phức tạp. Hạ Tưởng nói một câu rất nghiêm túc. Trước kia tôi cũng giới thiệu ô tô Volkswagen cho những người bạn bên cạnh mình, thậm chí chính tôi còn có một chiếc Volkswagen. Nhưng từ giờ trở đi, không những không giới thiệu cho bạn bè, mà có thể khuyên họ suy nghĩ cẩn thận khi mua ô tô Volkswagen. Thống đốc bang Bavaria lúc này mới đánh giá Hạ Tưởng, hỏi. Xin hỏi anh là... Tôi là Hạ Tưởng, là chủ tịch tỉnh Tây của Trung Quốc. Ồ, trời, anh chính là Hạ Tưởng, vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất Trung Quốc ư. Thống đốc bang Bavaria vừa nghe xong, quá kinh ngạc, đứng dậy một phát, kéo tay Hạ Tưởng. Tôi còn hỏi thăm người bên ngoài xem người nào là anh. Không ngờ anh ngồi bên cạnh tôi mà tôi cũng không biết. Người ngồi cùng bàn nghe thấy người trước mắt chính là Hạ Tưởng, chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất Trung Quốc, là ngòi nổ dư luận Âu Mỹ, đều đứng dậy biểu thị sự kính trọng, đồng thời nâng chén thăm hỏi. Họ kính trọng không phải là Hạ Tưởng trẻ tuổi mà đã ngồi ở chức quan cao. Họ kính trọng chính là sự thành công trong việc Hạ Tưởng chủ đạo chuyển hình kinh tế hình thái năng lượng ở tỉnh Tây. Những người đang ngồi đều là người thành công của giới công thương nước Đức. Hạ Tưởng có thể giải quyết các vấn đề nan giải không thể giải quyết, khiến chuyên gia kinh tế nước Đức cảm thấy vô cùng kính nể. Không khí liền náo nhiệt hơn rất nhiều. Không ít người vây quanh Hạ Tưởng hỏi về hiện trạng kinh tế ở tỉnh Tây. Cũng có không ít các doanh nghiệp cảm thấy hứng thú khi đầu tư vào tỉnh Tây. Họ cho rằng Hạ Tưởng không những là một chủ tịch tỉnh thành công trong kinh tế, mà hắn trẻ tuổi như vậy, nhất định có thể đi tới vị trí cao hơn tại Trung Quốc. Như vậy đầu tư vào tỉnh Tây do Hạ Tưởng chủ quản, nhất định có thể bảo đảm lợi ích. Hạ Tưởng lại không từ chối những nhà đầu tư. Đối với mấy ý đồ đầu tư rõ ràng không phù hợp với phương hướng phát triển của tỉnh Tây, một lời từ chối. Đối với ý đồ đầu tư, quy hoạch cơ bản phù hợp với tương lai tỉnh Tây, biểu thị chào đón cẩn thận. Hạ Tưởng với thái độ chuyên nghiệp mà nghiêm túc, càng giành được thiện cảm của mọi người đang ngồi đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Tưởng trở thành nhân vật nổi tiếng gần giống với Đại Phục Thịnh trong toàn bộ hội nghị, bị giới công thương nước Đức vây quanh. Sau đó, khi giới truyền thông nước Đức đưa tin phỏng vấn Đại Phục Thịnh, ngoài trang đưa tin về bài phát biểu và hành tung của Đại Phục Thịnh, cũng đặc biệt lưu lại một trang chuyên môn theo dõi đưa tin một vị chủ tịch tỉnh Trung Quốc. Đây là sự việc mà trước đây không thể tưởng tượng được. Truyền thông nước Đức luôn mang thành kiến với Trung Quốc, khi đưa tin về chủ tịch tỉnh của Trung Quốc không những là những từ ngữ đầy ca ngợi, mà còn vui lòng khen ngợi và tán dương, nào là chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất Trung Quốc tràn đầy sức sống, từ bản thân người chủ tịch trẻ tuổi nhất Trung Quốc phát hiện ra tương lai của Trung Quốc, và những tiêu đề khoa trương biểu đạt sự khen ngợi tới Hạ Tưởng và cùng nhận thấy sức hấp dẫn từ cá nhân của Hạ Tưởng. Thậm chí tờ Bai, có số lượng phát hành nhiều nhất nước Đức cũng phải sửa ngay những giọng điệu thường xuyên khiêu khích châm chọc trước kia khi đưa tin về Trung Quốc, đổi lại là tán dương Hạ Tưởng đã giành được lời khen ngợi của giới công thương nước Đức. Dường như giới công thương nước Đức luôn ngạo mạn hơn nữa còn là ánh mắt tự cao tự tại, chưa bao giờ có tiền lệ muôn miệng một lời ca ngợi một người chính trị gia của Trung Quốc. Nhưng cùng lúc giới truyền thông nước Đức hoặc là khen ngợi một cách thiện ý hoặc là khen ngợi có ác ý, cũng có xuất hiện những giọng điệu không hài hòa. Có mấy nhà truyền thông chính thống của nước Đức đã đưa tin lập trường của Hạ Tưởng trên một số sự việc có quan hệ với lợi ích quốc gia của Trung Quốc, chỉ ra rằng Hạ Tưởng là người chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Nếu Trung Quốc có thêm mấy nhân vật giống Hạ Tưởng, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia cô lập nhất, hạn hẹp nhất trên thế giới. Những điều trên chỉ trích Hạ Tưởng, mặc dù là lời nói xấu của giới truyền thông Đức, nhưng thực sự là Hạ Tưởng có phát biểu ý kiến với lời lẽ cứng rắn về sự việc liên quan tới lợi ích của Trung Quốc trong buổi tiệc tối qua. Hạ Tưởng cũng không ngờ lại trở thành tiêu điểm mọi người chú ý, nhưng sự việc lại không như mong muốn, ngoài các bạn tốt giới công thương nước Đức vây quanh người hắn ra, cũng có những người không tốt thái độ cực kỳ bất mãn với hắn. Một trong số đó chính là Ernest. Sự không hài lòng của Ernest, nguyên nhân do buổi sáng khi Đại Phục Thịnh gặp gỡ Bộ trưởng Kinh tế nước Đức,
Đại Phục Thịnh rõ ràng đã từ chối việc nước Đức chỉ trích sách lược đất hiếm của Trung Quốc. Bộ trưởng Kinh tế Đức khi gặp mặt Đại Phục Thịnh chỉ ra, yêu cầu Trung Phương không được gia tăng khó khăn để Tây Phương đạt được vùng đất hiếm. Hy vọng bên Trung Quốc mở rộng quản lý vùng đất hiếm. Câu trả lời của Đại Phục Thịnh là, bây giờ số lượng đất hiếm của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 1/3 thế giới, mà lượng cung ứng chiếm hơn 90% của thế giới. Theo quy định pháp luật Trung Quốc về trật tự khai thác đất hiếm, là bảo vệ môi trường sinh thái và khả năng sử dụng cạn kiệt tài nguyên, yêu cầu giảm bớt tổn hại của ô nhiễm môi trường, cũng là thực hiện yêu cầu sử dụng có hiệu quả lâu dài của tài nguyên đất hiếm. Trung Quốc mang những đề xuất trước kia phù hợp nguyên tắc quốc tế, tiếp tục cung cấp vùng đất hiếm cho thị trường thế giới. Cũng hy vọng doanh nghiệp hai nước Trung Đức tăng cường hợp tác kỹ thuật, đề cao tần suất sử dụng đất hiếm, nghiên cứu phát triển sản phẩm có thể thay thế, bảo đảm cung cấp ổn định cho nhu cầu đất hiếm trên thế giới. Phải nói, cách nói của Đại Phục Thịnh rất khéo léo, nhưng thái độ rất kiên định, chính là không thể cưỡng chế áp lực của nước ngoài mà thay đổi sách lược của khống chế tài nguyên đất hiếm hiện hành. Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có đất hiếm. Đất hiếm từng là tài nguyên chiếm ưu thế khiến người dân trong nước cảm thấy tự hào. Trữ lượng đất hiếm đã từng chiếm hơn trữ lượng toàn cầu. Nói đúng ra là, Trung Quốc là nước đầu tiên có tài nguyên đất hiếm. Đáng tiếc là, chỉ là đã từng. Hiện tại đã không phải vậy nữa. Bắt đầu từ năm 1960, Trung Quốc bắt đầu khai thác tài nguyên đất hiếm. Trong hơn 50 năm qua, vì cùng lúc cung ứng một lượng lớn tài nguyên đất hiếm cho các quốc gia khác, trữ lượng tài nguyên đất hiếm trong nước lại giảm thiểu nhanh chóng. Đặc biệt là từ những năm 90, xuất khẩu tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc tăng trưởng gấp 10 lần. Đại khái xuất khẩu tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc chiếm hơn 90% tổng sản lượng xuất khẩu tài nguyên đất hiếm thế giới. Trải qua 13 năm trữ lượng tài nguyên đất hiếm Trung Quốc chiếm tỷ trọng từ 43% giảm dần xuống còn 30% trong tổng sản lượng tài nguyên đất hiếm đã thăm dò trên toàn cầu. Dựa theo tốc độ khai thác hiện nay, tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc lại có thể tiếp tục duy trì nhu cầu của 15 đến 20 năm tới trong tương lai. Trung Quốc phía sau việc chí công vô tư dâng hiến bản thân báo đáp xã hội quốc tế là khai thác trái phép tài nguyên đất hiếm. Là chính phủ địa phương khác vì lợi ích cá nhân thực hiện hành vi bán phá giá. Một huyện nào đó của tỉnh Giang Tây từ hơn 20 năm trước thì đã bắt đầu điên cuồng khai thác trái phép tài nguyên đất hiếm quý giá này, toàn huyện đều binh, có trên 100 điểm khai thác phi pháp, một năm buôn lậu đất hiếm cao tới hàng chục ngàn tấn. Hơn nữa hành vi sở trường nhất của người trong nước là chém giết lẫn nhau, để tranh giành khách hàng nước ngoài. Tự ép giá, dẫn tới giá cả sụt nhà máy ở miền Nam vì tranh giành đơn đặt hàng mà ép giá cạnh tranh. Một áo sơ mi ở nước ngoài bán được hơn 100 đô la Mỹ, phí gia công trong nước không tới 1 đô la Mỹ. Cuối cùng lại dẫn tới là tình cảnh đóng cửa của hàng loạt nhà xưởng hơn 20 năm, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc tăng trưởng gấp 9 lần, hơn thế nữa, giá cả lại giảm xuống một nửa. Mà tài nguyên đất hiếm không thể tái sinh. Đồng thời khai thác tài nguyên đất hiếm tạo thành ô nhiễm trong phạm vi lớn, núi rừng bị phá, đất trồng bị trơ trụi, đất trôi mất độ màu mỡ, mà lượng lớn đất màu bị trôi lại hủy hoại cây trồng. Phế thải sau khi khai thác quặng đất hiếm tạo thành phá hoại môi trường nghiêm trọng, môi trường sinh thái bị phá hoại hoàn toàn. Tương tự việc người Trung Quốc bán đất hiếm còn quý hơn vàng chỉ bằng giá cải trắng, đạt được chỉ là sự đáp trả bố thí bình thường đáng thương. Hơn nữa lưu lại cho thế hệ mai sau là non sông tan vỡ. Làm sao tầm nhìn hạn hẹp vậy? Nhưng giữ lại tấc đất, giữ lại cho con cháu mảnh đất làm ăn, người Trung Quốc rất chú tâm trí đến con cháu đời sau lại làm ra sự việc gây hại cho con cháu đời sau. Không thể không nói là lời châm chọc lớn lao. Đất hiếm là nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất công nghiệp tinh vi, cũng là vật liệu mấu chốt của nhiều hệ thống vũ khí quan trọng. Nếu không có đất hiếm, rất nhiều vũ khí chiến lược nước Mỹ cũng không thể sản xuất ra, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Trở thành nước lớn thứ ba thế giới về tài nguyên đất hiếm. Tài nguyên đất hiếm trong nước Mỹ vào năm 97 thì đã niêm phong toàn bộ, chỉ nhập khẩu tài nguyên đất hiếm Trung Quốc, chính là vì kế sách lâu dài. Thử nghĩ nếu một ngày tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc bị khai thác hết. Một khi phát sinh chiến tranh, không có đất hiếm, rất nhiều vũ khí tinh vi không thể sản xuất, chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa đạn của nước Mỹ từ trên trời rơi xuống. Đến lúc đó lại nghĩ tới mấy năm trước vì ham mấy đồng đô la Mỹ sặc sỡ mà bán đi đất hiếm, lại hối hận cũng đã muộn. Lúc đó bỏ ra trăm triệu đô la Mỹ cũng không thể đổi lại sự hối hận không đánh trả lại được quả đạn pháo nổ trên nóc nhà mình. Khi nào người trong nước có tầm nhìn lâu dài,
không còn tầm nhìn hạn hẹp nữa. Nước Mỹ không ngừng thu mua số lượng lớn tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc với giá rẻ như cho không thông qua vài kẻ hán gian là được, ngay đến cả Nhật Bản không có lấy một tấc tài nguyên đất hiếm, cũng thừa nước đục thả câu. Trong mấy chục năm mua vào nguồn tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc không thể đếm xuể. Từ đó đến nay, Nhật Bản là quốc gia dự trữ tài nguyên đất hiếm nhiều nhất trên thế giới. So với sự khôn khéo của Nhật Bản, từ quần chúng nhân dân, cho tới người lãnh đạo Trung Quốc, đều kém quá xa. Đối với Nhật Bản từ trước tới giờ trong lòng không từ bỏ xâm lược Trung Quốc quá dễ dàng bị mê hoặc, chỉ biết hiên Nhật, chỉ biết lợi ích trước mắt, thiếu sách lược, tầm nhìn và ý chí. Nhật Bản đã dự trữ tài nguyên đất hiếm có thể dùng để chế tạo vũ khí cao cấp như thế nào? Lẽ nào nói Nhật Bản lợi dụng đất hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc về chế tạo ra vũ khí cao cấp là để tự sát? Đừng quên, tuyên ngôn của quốc vương Nhật Bản là dã tâm trong lòng người Nhật Bản là bất diệt, muốn chinh phục thế giới, trước tiên phải chinh phục được châu Á. Nếu muốn chinh phục châu Á, đầu tiên phải chinh phục Trung Quốc. Chỉ tiếc rằng, trong tay nắm đồng yên, người Trung Quốc cảm thấy chiếm được lợi lớn. Hơn nữa, cũng không biết rằng nói không chừng một ngày nào đó đồng yên Nhật ở trong tay có thể biến thành tiền âm phủ. Khi tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc từ chiếm 90% hầu hết trữ lượng thế giới giảm mạnh xuống còn 40%, bộ ngành liên quan mới thức tỉnh, bắt đầu thiết lập một loạt biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Cũng không biết các bộ ngành liên quan mấy năm nay đều đang ngủ hay là phía sau có nguyên nhân gì không thể nói cho mọi người biết. Tóm lại, trước khi đất hiếm bị bán sạch với giá cải trắng rẻ mạt, thì phải khống chế sự xói mòn đất hiếm liên quan tới huyết mạch Trung Quốc. Nhưng lúc này, nước Mỹ và Nhật Bản đều đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có nguồn tài nguyên đất hiếm lớn nhất thế giới. Trung Quốc thừa hưởng mấy ngàn năm văn hóa, Trung Quốc mấy nghìn năm trở lại đây luôn ưa chuộng nghiên cứu binh pháp, lại bại bởi một nước Mỹ chỉ có lịch sử hơn 200 năm, cũng bại bởi một nước Nhật Bản chỉ bằng 1/30 diện tích lãnh thổ Trung Quốc. Hơn nữa, nước Mỹ và Nhật Bản vẫn là hai quốc gia căm thù Trung Quốc nhất. Sau khi Trung Quốc đưa ra chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm, nước Mỹ và Nhật Bản lần lượt chỉ trích khống chế thị trường đất hiếm Trung Quốc tại Hội nghị Mậu dịch Thương mại Thế giới, yêu cầu Trung Quốc mở cửa thị trường đất hiếm. Nói rất là quang minh chính đại, thực ra vẫn là muốn lấy giá thấp nhất để mua đất hiếm giá rẻ nhất từ Trung Quốc. Vẻ mặt vô liêm sỉ không chớp mắt. Tất nhiên Trung Quốc đã từ chối yêu cầu vô lý của nước Mỹ và Nhật Bản. Nếu bây giờ không từ chối, vẫn thỏa hiệp, thì thua cả học sinh tiểu học chưa học qua câu thành ngữ mất bò mới lo làm chuồng rồi. Hạ Tưởng cũng không biết Ernest, nhưng Ernest là thương nghiệp nhập khẩu đất hiếm. Hơn nữa còn có một điểm, tỉnh Tây cũng sản xuất đất hiếm. Tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc chủ yếu phân bố ở lĩnh Nam, tỉnh Giang Tây và Nội Mông Cổ. Tại giao lộ của Nội Mông Cổ và tỉnh Tây mới phát hiện một mỏ đất hiếm, trữ lượng phong phú, là mỏ chất lượng tốt. Rất may là, đúng lúc Hạ Tưởng đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tây, vừa đảm nhiệm, Hạ Tưởng liền quy định chặt chẽ nguyên tắc khai thác đất hiếm. Hơn nữa còn nhiều lần nhấn mạnh, vấn đề nguyên tắc không thể dao động, ai khai thác trái phép, sẽ xử lý người đó. Kết quả đúng là có người vi phạm không muốn sống, muốn đi khai thác trái phép. Thực ra cũng không thể nói là khai thác trái phép. Là dưới sự bảo hộ của ô dù địa phương tiến hành khai thác dưới hình thứ dối trên lừa dưới, kết quả là đã bị Hạ Tưởng biết, dưới sự giận dữ của Hạ Tưởng, cắt chức toàn bộ bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện địa phương. Hơn nữa thay đổi toàn bộ hệ thống công an. Cũng là một nguyên nhân quan trọng khác mà Hạ Tưởng tiến hành hành động trọng quyền xuất kích với quy mô mở rộng ở tỉnh Tây. Không phá tan sự cấu kết của quan thương, tài nguyên đất hiếm cuối cùng cũng có thể bị sự vụ lợi của người khác nuốt hết, bán phá giá cho thế lực đối địch nước ngoài. Trên thực tế, sở dĩ địch quốc công bị Bộ An ninh bắt đi, một mặt chỉ là do y đã bán nguồn tài nguyên than đá của tỉnh Tây. Mặt khác, địch quốc công bí mật bán mỏ đất hiếm của tỉnh Tây. Tin rằng nếu không có sự buôn bán của địch quốc công, Ernest cũng không thể biết trữ lượng khoáng sản mỏ đất hiếm của tỉnh Tây. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi rất không hiểu rõ tại sao tỉnh Tây không cho đầu tư nước ngoài vào khai thác tài nguyên đất hiếm. Ernest đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Giọng điệu của câu nói đầu tiên liền là thái độ rất không hài lòng. Mục đích của mậu dịch thương mại tự do chính là để kinh tế thị trường quyết định tất cả. Cách làm của tỉnh Tây, chứng tỏ không phù hợp với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO của Trung Quốc. Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên của nước khác còn có thể nói như vậy là hợp tình hợp lý sao, cũng chỉ có người ngạo mạn mới có thể làm được. Chí ít người Nhật Bản khi đưa ra yêu cầu, còn có thể ngụy trang biểu hiện giả tạo thành nho nhã lễ độ.
buôn bán thương mại tự do. Hạ Tưởng cười nhạt. Ông Ernest, công ty Volkswagen của Đức và hai công ty Volkswagen Trung Quốc đã hợp tác 30 năm, đã từng chuyển nhượng công nghệ cốt lõi cho Trung Quốc chưa? Nếu mang quốc gia so sánh với một cá nhân, mỗi người đều có mặt ích kỷ, trước khi ông chỉ trích người khác, tốt nhất hãy nhìn vào bản thân mình. Ernest cũng đã quen giọng điệu nói chuyện yếu đuối của cán bộ Trung Quốc. Không ngờ giọng điệu của Hạ Tưởng không những cứng rắn, mạnh mẽ, mà còn hung hăng. Y không chịu nổi liền nói phản bác. Ông Hạ, tôi bình tĩnh hòa nhã thảo luận vấn đề với ông, không phải là cãi nhau. Vấn đề nguyên tắc, không cần bàn luận. Hạ Tưởng rất hiểu rõ khi sắp đặt nhằm vào Trung Quốc, dưới cái gọi là che giấu phong độ là tham lam như thế nào. Chờ khi nào nước Đức đồng ý chuyển nhượng công nghệ cốt lõi của động cơ và khuôn mẫu chi tiết, mới có tư cách đề xuất yêu cầu Trung Quốc mở rộng thị trường đất hiếm. Mỗi một quốc gia đều có những kỹ thuật hoặc tài nguyên đặc biệt của mình, cũng giống như mỗi một người, chỉ khi có nhân cách và kỹ năng đặc biệt, mới có thể có được sự tôn trọng của người khác. Nếu đem những kỹ năng đặc biệt của mình dâng cho người khác, không quan tâm đến an nguy của mình và những hậu quả nghiêm trọng do đó mà gây nên, thì đó không còn là luồng gió mới, mà là kẻ dở hơi. Hạ Tưởng vốn dĩ vẫn luôn cảnh báo chính mình, trong thời gian ra nước ngoài viếng thăm sẽ không tranh luận với người khác trong những việc vô vị. Nhưng Ernest thật sự đã ức hiếp người quá đáng, giống như một tên cướp vẫn luôn cường bá cướp đoạt đồ vật của người khác mà không hề gặp phải sự phản kháng nào, bỗng nhiên, lại bị người ta phản kháng, tên cướp đó liền thẹn quá hóa giận, yêu cầu đối phương không được kháng cự, can tâm bị cướp đoạt. Nghe qua có vẻ rất ngược đời, nhưng thế sự chính là như vậy. Thời kỳ Mãn Thanh, 8 nước liên quân dùng súng pháo mở cửa Trung Quốc, khiến Trung Quốc bị thần phục dưới gót sắt vũ lực. Bây giờ, Liên minh Quốc tế Kinh tế 8 nước dùng một ân huệ nhỏ để mở cửa Trung Quốc, khiến tài nguyên quý giá của Trung Quốc phải bán ra rẻ mạt như giá của cải trắng. Lịch sử luôn có những điều tương tự khiến người ta kinh ngạc, tuy rằng thủ đoạn khác nhau, nhưng mục đích lại giống nhau. Ernest mặt biến sắc. Hạ tiên sinh, anh biện hộ kiểu gì đây? Hạ Tưởng lạnh lùng cười. Tiên sinh Ernest, ông mới là cố tình gây sự. Lúc này, không ít người đã vây quanh. Đối với xung đột giữa Hạ Tưởng và Ernest cũng không hề nhúng tay, cũng không có người tiến lên khuyên bảo. Có lẽ trong mắt người Đức, đó là chuyện cá nhân của Hạ Tưởng và Ernest, cũng có thể là họ nhân cơ hội này để quan sát lập trường chính trị của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trước mặt nhiều người, trấn tĩnh tự nhiên, nói rõ ràng. Người Trung Quốc có một câu nói, giao tiếp quý ở sự chân thành. Cho đến nay, người Trung Quốc vẫn luôn lương thiện và hữu hảo, đối xử với bạn bè vẫn luôn nhiệt tình và chân thành. Nhưng các anh đối xử lại với Trung Quốc thế nào? Từ việc cướp đoạt tài nguyên đến nỗi khiến Trung Quốc phải quật khởi, từ việc đặt cạm bẫy khắp nơi để đề phòng sự hùng mạnh của Trung Quốc. Lẽ nào, Trung Quốc lấy tâm đổi tâm cũng không đổi được sự hồi đáp chân tình. Đúng, tôi thừa nhận trên thế giới Trung Quốc không có mấy người bạn, không phải người Trung Quốc quá ngốc, mà là Trung Quốc quá lương thiện quá chân thành, nghĩ rằng kết giao quân tử, thẳng thắn mà chân thành, nhưng lại không hề nhìn ra được một sự thật, giữa các nước. Lợi ích mới quan trọng. Trung Quốc có nền văn minh và lịch sử 5.000 năm, là một lịch sử đầy chiến tranh và loạn lạc. Nhưng trong lịch sử, Trung Quốc rất ít xâm lược đất nước khác, cũng không từng có chiến tranh tôn giáo. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc khiêm cung, lương thiện và thanh bần đạo hạnh, vẫn luôn dẫn đầu thế giới mấy ngàn năm. Nhưng trong mấy trăm năm gần đây, chỉ vì sự thống trị mục nát của triều đình Mãn Thanh mà tụt đà so với thế giới. Nhưng dân tộc Trung Hoa lại là một dân tộc cần lao, dũng cảm và kiên cường, không ngừng vươn lên và gánh chịu thử thách, tin rằng mấy chục năm nữa, dân tộc Trung Hoa sẽ lại trở thành một cây lớn trên thế giới. Mỗi người đều có sự trung thành và sự tự hào đối với dân tộc mình, tôi không phủ nhận sự vĩ đại của những dân tộc khác, nhưng tuyệt đối không cho phép dân tộc và quốc gia khác cho rằng Trung Quốc chúng tôi yếu đuối và có thể ức hiếp. Các quốc gia Âu Mỹ và phương Tây quả thật đã cống hiến rất nhiều cho nền văn minh hiện đại. Cho dù là ở khoa học kỹ thuật hay bảo vệ môi trường hay văn hóa, đều được xếp hàng đầu. Nhưng tôi muốn nói, Trung Quốc nhất định sẽ đuổi kịp, sẽ không để lạc hậu so với thế giới. Nếu các anh đã từng nghiên cứu lịch sử của Trung Quốc, các anh sẽ biết ưu điểm rõ rệt nhất của người Trung Quốc chính là ôn hòa lương thiện. Nhưng nếu các anh nghiên cứu sâu thêm cũng sẽ phát hiện, người Trung Quốc còn có một đặc điểm nữa là, người không phạm tôi không phạm người. Người phạm tôi tất phạm người. Trung Quốc cổ đại có một câu nói, ngàn năm qua vẫn được lưu truyền người phạm tôi dù hùng mạnh, cũng nhất định bị đuổi giết. Từ cổ chí kim,
Trung Quốc chưa từng chủ động xâm phạm một quốc gia nào, nhưng lại có rất nhiều quốc gia chủ động xâm phạm Trung Quốc. Trung Quốc không có hải tặc quốc tế, không đoạt bạc trắng của châu Phi, không có thuộc địa, không đóng quân ở những quốc gia khác, càng chưa từng phát động chiến tranh chiếm đoạt tài nguyên của quốc gia khác. Khi châu Âu vẫn còn hoang vu, Trung Quốc đã là một thiên hạ giàu có và đông đúc, tạo dựng được 70% tài sản toàn thế giới. Các vị, khi các anh giao tiếp với Trung Quốc, nếu có thể bớt đi một chút cảm giác thiếu ưu việt vô vị, có thể bình đẳng mà nói chuyện, có thể dùng thái độ bạn bè mà giao tiếp với người Trung Quốc, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ nhiệt tình và chân thành mà đón tiếp bạn bè khắp nơi. Nhưng nếu có người cảm thấy Trung Quốc dễ bắt nạt, cũng dễ bị mắc mưu và bị lừa, hoặc có thái độ cao cao tại thượng mà đối xử với người Trung Quốc. Rất xin lỗi, Trung Quốc còn có một câu, bạn đến có rượu ngon, nếu là sói lang đến, có súng săn. Lời của Hạ Tưởng, với một giọng nói tự hào và hùng tráng, giảng giải lịch sử đáng tự hào của Trung Quốc, đồng thời thể hiện thái độ ngoại giao không xu nịnh của Trung Quốc. Đồng thời, tuyên bố lập trường kiên định của Trung Quốc trong những việc trên quốc tế không tranh giành không nhân nhượng nhưng cũng không sợ hãi. Hạ Tưởng biết rằng, nước Anh chịu sự nhờ vả của nước Mỹ để tìm hiểu lập trường chính trị của hắn, nước Đức có âm thầm thông báo với nước Mỹ hay không, hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết rõ, là một người phản Hoa từ lâu trong thời kỳ Phó Thủ tướng Đại Tham Viếng còn cho phép quyền uy độc quyền, hiển nhiên là thủ đoạn hai mặt. So với việc phản Hoa của nước Anh, thủ đoạn phản Hoa của nước Đức lại càng thâm sâu và giảo hoạt hơn. Thực tế, lúc Phó Thủ tướng Đại và Thủ tướng nước Đức tiến hành hội đàm, phía nước Đức cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu không hợp lý. Các vấn đề như nhân quyền, tàng trữ chất độc v.v. là một nước ở châu Âu chịu ân huệ nhiều nhất trong việc kết giao với Trung Quốc, đồng thời với việc chiếm được nhiều lợi ích từ Trung Quốc, còn không tận sức hoa chân múa tay đối với Trung Quốc, không hổ là nước khơi mào cho đại chiến thế giới lần thứ hai. Chỉ có điều tin tức truyền thông trong nước chỉ đăng tin tốt không đăng tin xấu, đương nhiên không đưa những tin tức kể trên. Cảm tình của các nước Âu Mỹ đối với Trung Quốc rất phức tạp, vừa hy vọng Trung Quốc phát triển lớn mạnh, trở thành một nước có tác dụng đầu tàu kéo nền kinh tế thế giới. Lại lo lắng sau khi Trung Quốc lớn mạnh, sẽ trở thành người chế định trật tự thế giới. Vì vậy, thủ đoạn mà các nước Âu Mỹ áp dụng với Trung Quốc là vừa lôi kéo lại vừa chèn ép, muốn để Trung Quốc trở thành một nhà xưởng chế tạo với hình thức lao động tập trung, cung cấp thị trường lao động với giá thấp, để Trung Quốc có thể trong phạm vi khống chế, có thể ấm no nhưng không hùng mạnh, có thể chấp nhận hiện trạng, nhưng không tạo thành uy hiếp đối với bản thân họ. Nói tóm lại, để Trung Quốc trở thành một người khổng lồ nhưng suy yếu nội tạng. Hạ Tưởng không chỉ muốn thay thế Thủ tướng Đại Phục Thịnh nói ra những lời độc ác ông không dám nói, cũng là một lời tổng kết đối với những phong ba ở Nam Hải gần đây. Vừa rồi khi Mỹ có những phát ngôn lớn nhằm vào vấn đề Nam Hải, phải tạo thành vòng vây liên kết Nhật Bản với Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc cuối cùng cũng trả lời mạnh mẽ, Hải quân Trung Quốc có năng lực trả những giá khiến các quốc gia khác không thể tưởng tượng được. Tôi chỉ lấy thân phận của một người dân Trung Quốc bình thường để phát biểu những lời trên, mong các vị không cần suy nghĩ theo nghĩa rộng hơn. Cảm ơn. Hạ Tưởng trước sự sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, vừa mỉm cười, vừa nói. Thời gian trước đây ở Trung Quốc có lưu truyền một tin tức không thật, sở dĩ nói là tin tức không thật, là vì chưa được phía chính phủ chứng thực. Còn về phần thật hay giả, tôi cũng không biết, tôi chỉ lấy thân phận một công dân bình thường, khi nhìn thấy những việc đó, chỉ xem đó như một chuyện cười kể cho các bạn nghe. Đại Phục Thịnh ngồi ở phía xa vẻ mặt có vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt lại có ý khen ngợi, nhìn Hạ Tưởng với cái nhìn đầy sâu sắc. Trong ánh mắt cũng không hề có ý phản đối, chỉ có sự bình thản và ung dung. Hạ Tưởng biết rằng, Đại Phục Thịnh cũng không phát biểu phản đối hắn, hắn lại càng thêm tin tưởng hơn. Những ngày gần đây, ở Nam Hải, một thuyền đánh cá của Trung Quốc vừa bị một quân hạm Philippines đánh, hai tàu, Trạm Giang, và Châu Hải của hạm đội Nam Hải tiến đến cứu viện. Khi đến gần quân hạm Philippines, do Trạm Giang lâu ngày chưa được sửa chữa, những dụng cụ trên tàu biến chất nghiêm trọng, hệ thống máy tính trên tàu không thể khống chế được, trên tàu tự động bắn đạn ra, bắn trúng quân hạm hải quân của Philippines. Quân đội Philippines, đội bảo vệ tàu, thuyền tuần tra nhanh chóng lao ra. Hải quân Trung Quốc vốn dĩ theo nguyên tắc nhân đạo chủ nghĩa, nhanh chóng cứu những nhân viên của quân hạm Philippines bị rơi xuống nước, nhưng do thiếu sự huấn luyện, không thể cứu được người. Hạ Tưởng vừa nói xong, không ít người nhìn nhau ngơ ngác, đưa hai tay, day day tai, thể hiện sự khó hiểu hoặc khiếp sợ không thể hiểu được.
Cho dù sự biểu diễn của phía nước Đức xuất sắc đến thế nào, trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, hiệu quả mà hắn muốn đã hoàn toàn đạt được. Nếu ngay từ khi bắt đầu vào châu Âu, thỉnh thoảng có một số người lấy các lý do khác nhau để tiếp cận hắn, muốn tìm hiểu lập trường chính trị của hắn. Vậy được, thà rằng hắn mở lòng một chút, để đối phương vẫn không tài nào hiểu được. Muốn duy trì sự thần bí thì có hai cách, thứ nhất là im lặng. Nhưng càng im lặng lại càng khiến những người bên ngoài nói xôn xao, còn dễ khiến đối phương phán đoán sai lầm. Một hình thức khác chính là mở lòng, trong sự mở lòng nói chuyện này, cũng vẫn khiến đối phương mơ hồ không rõ thực hư. Sách lược ngoại giao của Trung Quốc quá bảo thủ, dù là việc gì cũng thích nói chuyện trống không, thật ra càng như vậy lại càng khiến người khác biết rõ tất cả. Còn phương pháp của Mỹ thường là phương pháp hai mặt, Bộ Ngoại giao thì thoái thác, Bộ Quốc phòng cũng thoái thác với lý do khác, một bên lập lờ, một bên cứng rắn, rất dễ khiến người khác không thể hiểu rõ được ý đồ thực sự của Mỹ. Như vậy, mục đích tìm kiếm lợi ích lớn nhất của nước Mỹ đã thực hiện được. Cách làm hôm nay của Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một phương thuốc đúng mà thôi. Tin chắc hành động ngày hôm nay của hắn sẽ được giới truyền thông chỉ biết lan truyền việc tốt của Âu Mỹ lan truyền ra ngoài, từ đó tạo nên phán đoán sai lầm của Âu Mỹ đối với hắn. Càng phán đoán sai lầm càng tốt, ngược lại cũng có lợi cho sự trưởng thành của hắn. Nếu để phía Âu Mỹ có sự hiểu lầm nhất định đối với hướng đi chính trị sau này của Trung Quốc, hiệu quả sẽ rất tốt. Hạ Tưởng đoán đúng rồi, sau mấy chục năm việc ngoại giao của Trung Quốc vẫn luôn bị động, lần đầu tiên đã nắm được thế chủ động. Tuy rất nhỏ, tuy giọng nói khi phát biểu của Hạ Tưởng khá yếu ớt, nhưng dù sao cũng là lần phát biểu có khí phách đầu tiên trên trường quốc tế. Đêm đó, trên tin tức thời sự của nước Đức, có người dự đoán bữa tiệc tối sẽ xảy ra điều bất ngờ, đồng thời miêu tả sinh động thần thái và vẻ mặt của Hạ Tưởng lúc đó. Thậm chí còn công phu đến mức dịch những lời phát biểu của Hạ Tưởng thành tiếng Đức. Từ đó có thể thấy, buổi tiệc tối của phía Đức chắc chắn sẽ có những người vàng thau lẫn lộn, chắc chắn sẽ có những sắp xếp của phía Đức, lập tức dẫn đến chấn động. Cơn sốt của tin tức thời sự như một làn sóng, bắt đầu từ nước Đức, sau đó dần dần lan đến Anh, Pháp, dần dần lan đến toàn bộ châu Âu, sau đó đến Mỹ và Australia. Âu Mỹ gần như cùng có những thanh âm giống nhau, từ trong lời phát biểu của Hạ Tưởng nhận ra được con sư tử đang ngủ của Trung Quốc, đã thực sự tỉnh giấc. Nhưng sự bình luận nóng bỏng trên, mới chỉ là làn sóng thứ nhất. Cuối cùng chuyến hành trình đi châu Âu đã kết thúc, hai ngày sau, Hạ Tưởng lên đường trở về. Trong hành trình hai ngày đó, Hạ Tưởng một lần nữa kiên quyết giữ thái độ khiêm tốn, chẳng những không hề phát ngôn bất cứ lời nào, mà còn cố gắng giữ bí mật, không tham dự bất cứ sự kiện nào trước công chúng. Khiến cho bên ngoài bàn tán xôn xao, hay là Hạ Tưởng nói năng không cẩn thận nên bị bịt miệng rồi chăng? Hoặc là bị lệnh cưỡng chế không được lộ diện nữa. Mặc dù bên ngoài phỏng đoán tình trạng hiện tại của Hạ Tưởng như thế nào, một làn sóng dư luận thứ hai nhắm vào phát ngôn của Hạ Tưởng vẫn đến hẹn lại lên. Trên chiếc chuyên cơ bay về Bắc Kinh, Hạ Tưởng và Đại Phục Thịnh ngồi đối diện nhau, những người khác đều tự giác giữ khoảng cách với họ. Ai cũng đều biết rằng Phó Thủ tướng Đại và Hạ Tưởng có chuyện cần bàn. Thật ra trước đó, Đại Phục Thịnh đã có nói chuyện với Hạ Tưởng rồi. Đối với những lời Hạ Tưởng nói khi phát biểu ở buổi dạ tiệc bên Đức, trước hết ông ta nhẹ nhàng phê bình Hạ Tưởng vài câu, chỉ ra rằng Hạ Tưởng không nên nói những lời lẽ quá mạnh bạo ở môi trường ngoại giao như vậy. Nhưng sau đó, ông ta lại thừa nhận lập trường của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thành khẩn thừa nhận sai sót của mình, tỏ vẻ tiếp thu lời giáo huấn, lần sau sẽ không tái phạm nữa. Chủ yếu là do người Đức quá nhiệt tình, và lại loại rượu do người Đức sản xuất quá đậm đà, trước lời mời nhiệt tình của người Đức, hắn không tránh khỏi uống quá chén, thế nên mới nói ra những lời không nên nói. Đại Phục Thịnh lại phê bình Hạ Tưởng một câu nửa đùa nửa thật. Ẩu tả. Hạ Tưởng qua một thời gian ở cùng với Đại Phục Thịnh, tính tình của ông ta hắn đã hiểu rõ đến 10 phần chắc chín. Hắn biết việc ông ta phê bình hắn chính là việc công, vì ông ta đứng trên lập trường của chính phủ nên cần phải làm như thế. Còn việc thừa nhận Hạ Tưởng mới chính là lập trường của cá nhân Đại Phục Thịnh. Hay nói cách khác, một phần bản chất thật trong phong cách cầm quyền và lập trường chính trị của Đại Phục Thịnh từ trước đến nay đã hiện rõ trước mặt Hạ Tưởng. Khiến cho Hạ Tưởng càng nắm bắt chuẩn xác hơn hướng đi của Đại Phục Thịnh sau khi nắm quyền. Trên thực tế, trong buổi dạ tiệc Hạ Tưởng nói những câu kinh thiên động địa như vậy, không phải là do mất tự chủ mà nói ra, cũng không phải vì tranh thủ lấy tiếng tăm mà phải làm mọi người ngạc nhiên như vậy.
hắn làm thế là có dụng ý sâu xa. Lúc Hạ Tưởng mới gia nhập chốn quan trường, hắn đã có sự điềm đạm và chín chắn hơn hẳn so với tuổi tác của mình. Hắn đã trải qua mười mấy năm thăng trầm chốn quan trường mà còn bị vài câu nói kích động đến mức mất tự chủ sao. Thật nực cười, hắn cũng sẽ không bị vài món hàng tầm thường của Trung Dương làm cho tức giận được. Phát ngôn của Hạ Tưởng là kết quả của sự suy nghĩ sâu xa, ngầm chứa khảo lượng của ba mặt. Thứ nhất là mượn cơ hội này để tuyên bố với thế lực phản đối ở Âu Mỹ về quan niệm chính trị của hắn nếu đối phương hết sức tò mò về hắn, đồng thời nghĩ ra trăm phương ngàn kế để biết được quan niệm chính trị của hắn. Vậy được thôi, hắn luôn luôn không thể làm cho đối phương quá thất vọng mới tốt. Đương nhiên, thứ quan niệm chính trị có thể công khai được sẽ không thể là thứ quan niệm chính trị chân chính, mà chỉ công khai một phần, trái lại có tác dụng là gây hỗn loạn trong dư luận, tránh việc đối phương dùng mọi loại thủ đoạn để quấy nhiễu cuộc sống thường ngày của hắn. Hai là mượn cơ hội để cạnh khóe đến các thế lực chống lại Trung Quốc, đừng tưởng rằng nước Trung Quốc bây giờ vẫn giống như nước Trung Quốc yếu đuối, dễ bắt nạt thời đại sứ quán bị nổ mười mấy năm trước ở đại sứ quán. Năm đó đại sứ quán bị nổ, suốt hai ngày Trung Quốc không hề có phản ứng gì, thậm chí lãnh đạo tối cao không hề phát biểu lời nào về những biện pháp cứng rắn, mà chỉ là Tổng Bí thư kiêm nhiệm Phó Chủ tịch ra mặt, khiến cho nhân dân trong nước to tiếng nói rằng ông ta nhu nhược. Trung Quốc bây giờ đã không còn là nước Trung Quốc dễ bị các thế lực nước ngoài ức hiếp nữa, từ trong cuộc tranh chấp đất hiếm có thể nhìn thấy một trận chiến kinh tế quy mô nhỏ. Đó là sau khi các thế lực nước ngoài lòng tham không đáy không đạt được tham vọng, liền hành động thô bạo với ý đồ uy hiếp Trung Quốc. Ba là mượn cớ thăm dò thái độ của Đại Phục Thịnh với công việc ngoại giao, và xem sự nhẫn nại của ông ta đối với Hạ Tưởng đến giới hạn nào. Cái mà Đại Phục Thịnh để mặc, tất nhiên sẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong quan hệ ngoại giao của Trung Quốc, có thể sẽ đối mặt với bức tường liên hiệp ngày càng vững chắc Âu Mỹ, còn Trung Quốc thì muốn phá vỡ chuỗi đảo thứ nhất, ở Đông Hải hoặc Nam Hải, nhất định phải có chiến tranh. Không có chiến tranh, không đủ để dương oai. Đường lối đối ngoại của Đại Phục Thịnh là cứng rắn hay tiếp tục dùng răng và sẽ quyết định mức độ ủng hộ của Hạ Tưởng đối với Đại Phục Thịnh. Tốt thôi, biểu hiện của Đại Phục Thịnh khiến Hạ Tưởng vô cùng hài lòng. Ít nhất ông ta cũng đã tạo nên trong mắt hắn ấn tượng ban đầu là một con người có chừng mực. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng ngạc nhiên là, sau khi sự việc xảy ra Đại Phục Thịnh đã cùng hắn trải qua một cuộc trò chuyện với nhiều tình lý sâu xa, trên đường về vẫn còn có chuyện gì đó muốn nói, mà hình như lại là chuyện rất quan trọng nữa. Hạ Tưởng, cậu và Chiêu Độ quen biết nhau mười mấy năm rồi, nói tôi nghe xem cậu nhận xét về anh ta như thế nào. Thời gian bay từ Munich về tới Bắc Kinh là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Đại Phục Thịnh đang lúc trạng thái tinh thần tốt, tỏ thái độ muốn trò chuyện lâu với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tưởng rằng Đại Phục Thịnh vẫn còn muốn nói về vấn đề phát ngôn của Hạ Tưởng ở buổi dạ tiệc, không ngờ chủ đề lại rơi vào Tống Chiêu Độ, làm hắn bỗng nhiên chột dạ. Việc Tống Chiêu Độ nhập cuộc trên cơ bản không có gì là to tát, nhưng nhập cuộc rồi thì sẽ đảm nhận chức vụ gì, vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Đầu tiên nghe phong thanh là có thể sẽ đảm nhận bí thư thành ủy Sơn Thành, rồi lại có thông tin phải xuống Nam nhận chức bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam, thậm chí còn có người nói Tống Chiêu Độ còn có hy vọng quản lý vùng Hạ Giang. Nhưng theo Hạ Tưởng biết, khả năng cao là Tống Chiêu Độ sẽ ở lại Bắc Kinh. Đương nhiên không phải ông ta sẽ giữ chức bí thư thành ủy Bắc Kinh, Tống Chiêu Độ đâu phải là dòng chính của Tổng Bí Thư, anh ta chắc chắn quản lý không nổi Bắc Kinh. Nói đến người nắm quyền quản lý Bắc Kinh, Cổ Thu Thật là ứng cử viên hàng đầu. Tuy nhiên cũng có tin đồn là Cổ Thu Thật sẽ nhận chức bí thư thành ủy Hạ Giang, nhưng Hạ Tưởng biết rõ, Cổ Thu Thật cũng có khả năng sẽ đến Hạ Giang nhậm chức, nhưng cái giá phải trả quá lớn, để xem Tổng Bí Thư có đồng ý đánh đổi hay không. Dù sao Bắc Kinh và Hạ Giang, nhất định sẽ do Tổng Bí Thư và một người xuất hiện trong phe phản đối cầm trịch. Đại Phục Thịnh bất ngờ đề cập đến Tống Chiêu Độ, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Hạ Tưởng. Lập tức hắn nhận ra điều gì đó. Bí thư Tống làm việc đâu ra đấy, tôi luôn coi ông ấy là một người bạn hiền, người thầy giỏi. Hạ Tưởng trả lời như thật, đồng thời lại nhấn mạnh một câu. Tôi rất kính nể bí thư Tống. Không cần toàn nói điểm tốt, tôi muốn nói đến những điểm chưa tốt của Chiêu Độ. Nói đến những thiếu sót của anh ta cũng là trân trọng anh ta. Cậu không phải sợ, tôi sẽ không nói lại với Chiêu Độ đâu. Đại Phục Thịnh cười ha ha. Không ngờ ông ta lại nói đùa một câu như vậy. Những suy đoán trong lòng Hạ Tưởng càng thêm sáng tỏ, hắn nói. Điểm chưa tốt của Bí Thư Tống, theo cách suy nghĩ chưa được chín chắn của cá nhân tôi, Bí Thư Tống có lúc làm việc không hợp tình hợp lý,
không linh động. Một số việc rõ ràng là có thể xoay sở hướng này hướng khác, ông ấy lại cứ đi theo một hướng. Thà rằng đắc tội với người khác chứ không chịu nhượng bộ nửa bước. Đại Phục Thịnh sa sầm nét mặt, nói. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi bảo anh nói ra những thiếu sót của Chiêu Độ, anh lại đi khen anh ta, cậu làm tôi thất vọng quá. Điều tôi nói chính là thiếu sót của bí thư Tống đấy. Nghĩ lại thật là oan ức, nếu ông ấy biết linh động, khi gặp chuyện không hành động quá nguyên tắc như thế, thì đâu đến nỗi Tỉnh Yến bị chậm trễ 2-3 năm. Nếu Tống Chiêu Độ không bị Cao Thành Tùng chèn ép vài năm, vừa đúng lúc có thể nhập cuộc trước một đợt, với tuổi tác và kinh nghiệm của ông ta, đảm nhận ủy viên thường vụ Bộ Chính trị là hoàn toàn có thể. Nhưng đáng tiếc là bây giờ chỉ có thể nhận chức ủy viên Bộ Chính trị mà thôi. Tuy nhiên vẫn tốt, nếu Tống Chiêu Độ thật sự có thể nhận chức Phó Thủ tướng như ông ta muốn, có lẽ bằng nỗ lực của mình, ông ta có thể cải thiện không ít điểm mấu chốt trong phương diện quốc kế dân sinh. Đúng vậy, Hạ Tưởng đã đoán đúng chỗ mà Đại Phục Thịnh muốn tìm trong lời nói của hắn, Đại Phục Thịnh có ý muốn Tống Chiêu Độ trở thành trợ thủ của ông ta. Đương nhiên, với sức ảnh hưởng của Đại Phục Thịnh hiện giờ, ông ta chưa thể quyết định hướng đi của Tống Chiêu Độ. Nhưng ít nhất ông ta có thể đề danh xin chỉ thị Tổng Bí Thư ai sẽ đảm nhận chức Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ. Theo Hạ Tưởng nhận định, việc Tống Chiêu Độ nhận chức Phó Thủ tướng, quả là một bước tiến rất tốt. Trong lúc Hạ Tưởng và Đại Phục Thịnh đang trò chuyện trên không trung, làn sóng dư luận thứ hai phát sinh từ việc phát ngôn của hắn ở buổi dạ tiệc, đang dần dần thành hình, lan ra khắp khu vực Âu Mỹ. Trên đã bắt đầu công kích. Làn sóng bắt đầu từ Đức, lan truyền và dâng cao ở nước Anh. Được nhiệt liệt hưởng ứng ở Thụy Điển, và được đẩy lên cao trào ở Mỹ. Cư dân mạng Âu Mỹ đều cho rằng, Hạ Tưởng là một quan cao cấp bộ trưởng của Trung Quốc, phát ngôn của hắn là phát ngôn của một quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc từ trước đến nay có phát biểu mạnh mẽ nhất tại buổi dạ tiệc dành cho quan chức, là một tiếng vang lớn nhất trong sự đổi mới tư tưởng ngoại giao của Trung Quốc. Phát ngôn của Hạ Tưởng nghiễm nhiên được cư dân mạng xem là tuyên bố của giới quan chức Trung Quốc. Mặc dù Hạ Tưởng lúc đó đã lặp lại rằng đây chỉ là cách nghĩ của cá nhân hắn, nhưng càng phủ nhận, lại càng làm cho người ta nghĩ đó là giấu đầu hở đuôi. Phải nói là, cái hiệu quả mà Hạ Tưởng muốn đã đạt được rồi, thủ pháp lạt mềm buộc chặt của hắn, hoàn toàn là mượn lại kỹ xảo thường xuyên dở trò hai mặt của nước Mỹ, và đã thỏa mãn thành công khẩu vị của cư dân mạng Âu Mỹ. Phát ngôn của Hạ Tưởng đã được đẩy lên cao trào tại Âu Mỹ, dâng lên cực nhanh cực mạnh, vượt ra ngoài dự kiến của mọi người. Người dân Mỹ là loại người ít quan tâm nhất đến các quốc gia khác trên thế giới. Nói thật, dân Mỹ còn mơ hồ hơn cả những quần chúng mơ hồ ở Trung Quốc, đa số dân Mỹ chỉ biết rằng Trung Quốc ở phía đông, đừng nói họ có biết người lãnh đạo Trung Quốc là ai không, thậm chí đến thủ đô của Trung Quốc là ở đâu họ còn không rõ nữa. Trên cơ bản người Mỹ chỉ quan tâm đến cuộc sống và gia đình của chính mình, đối với họ, gia đình cao hơn tất cả. Nhưng đột nhiên, một cái tên lạ hoắc ở một quốc gia xa xôi tít bên phương Đông, trong chốc lát tràn ngập khắp các trang web lớn nhỏ của nước Mỹ, dường như tất cả tiêu đề của các trang web không người thì ít đều nhắc đến, hoặc là nói thẳng Trung Quốc châm ngòi chiến tranh uy hiếp, hay là đăng tin Chủ tịch tỉnh của Trung Quốc cảnh cáo Âu Mỹ, Trung Quốc muốn thanh toán kẻ cầm đầu trong thời liên quân quốc tế đi xâm lược Trung Quốc. Còn có trang web đưa tiêu đề chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hoặc là lấy tiêu đề Trung Quốc gây chiến tranh điên cuồng để câu khách. Hoặc là công bố Hạ Tưởng muốn phát động chiến tranh đất hiếm, lại tìm hiểu thêm truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây của Hạ Tưởng, cuối cùng đi đến kết luận, Hạ Tưởng muốn phát động một cuộc chiến tranh chiếm đoạt tài nguyên trên phạm vi toàn thế giới. So với các trang web dùng mọi thủ đoạn đưa các tiêu đề giật gân để câu khách, thì các tờ báo Âu Mỹ khi đưa tin này đều bình tĩnh hơn. Nhưng ngoài sự bình tĩnh, quan điểm của báo chí Âu Mỹ cũng phân thành hai phe. Phe thứ nhất đứng trên góc độ của một kẻ bàng quan và bình tĩnh đối với phát ngôn của Hạ Tưởng, đưa ra nhận xét một cách khách quan, công bằng. Phe còn lại công khai chỉ trích phát ngôn của Hạ Tưởng là một lời cảnh báo đối với phương Tây, và yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải đưa ra lời giải thích, xin lỗi về những phát ngôn đó. Các nguồn tin khách quan đều tỏ ra tán thành với cách nghĩ của Hạ Tưởng, quả thật cũng là văn minh mấy ngàn năm của Trung Quốc, vẫn xuất hiện hình ảnh một nước lớn luôn giúp đỡ con người. Còn những nguồn tin cấp tiến lại công kích thậm tệ phát ngôn của Hạ Tưởng, công kích đến cả văn minh và lịch sử Trung Quốc, bị Hạ Tưởng vạch trần hình tượng hung bạo một cách đau đớn. Nếu nói chỉ là mấy cái tin tức vải thưa che mắt thánh không đáng kể, trước khi con đường của Hạ Tưởng vẫn chưa xuống dốc, kháng nghị ở nước Mỹ đã được trình tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc rồi.
ngoại giao giữa nước này với nước khác và quan hệ giữa người với người rất giống nhau. Thực lực, địa vị và trình độ đều biểu hiện cụ thể trên cách thức xử lý các sự việc quốc tế. Nước Mỹ thích bá quyền, cũng thích chỉ trích người khác. Ví dụ trong một lần biểu quyết lệnh chế tài ở Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đưa phiếu chống, kết quả là nước Mỹ vô cùng khó chịu. Đại biểu nước Mỹ ngay tại chỗ đã chỉ trích hành động Trung Quốc bỏ phiếu chống là cực đoan, vô trách nhiệm, hơn nữa còn thẹn quá hóa giận và nguyền rủa Trung Quốc vài câu trước mặt mọi người, làm cho đại biểu các nước trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đại biểu nước Mỹ tuyên bố, một số nước trong Hội đồng Bảo an vì lợi ích riêng đã kiên quyết bán đứng nguyện vọng của nhân dân Syria. Nước Mỹ kiên quyết cùng với nước Anh không đếm xỉa đến lễ nghi ngoại giao, nói rằng lá phiếu chống của Trung Quốc là một phút sỉ nhục Liên Hiệp Quốc. Anh và Mỹ đã thất thố không để ý tới lễ nghi ngoại giao. Sự công kích Trung Quốc một cách điên cuồng như vậy đã lộ rõ cái gọi là cảnh sát thế giới thao túng không được Liên Hiệp Quốc mà thẹn quá hóa giận, rồi trở nên bất chấp đạo lý. Từ Liên Hiệp Quốc đến khắp các ngõ ngách trên thế giới, chỉ cần là nơi có thể kiếm trác được thì sẽ có bóng dáng nước Mỹ. Cả đến phát ngôn của Hạ Tưởng trong một buổi dạ tiệc, Mỹ cũng có thể làm chuyện bé xé ra to, biến nó thành một vấn đề cấp ngoại giao. Cái gọi là hóa thân của tự do và chính nghĩa, chẳng qua chỉ một gã cao to tự tư tự lợi, tự cao tự đại, không để cho người khác khiêu chiến quyền uy. Vừa xuống máy bay đã nghe tin việc hắn làm kinh động chính phủ Mỹ đã được kháng nghị lên chính phủ Trung Quốc. Hạ Tưởng lắc đầu cười, có chút bất mãn với cách làm có vẻ ngoài thì cứng rắn, trong lại hèn nhát của nước Mỹ. Đúng là hành động nhàm chán, việc gì phải phí công vô ích như vậy? Để thể hiện sự vĩ đại và hoành tráng của nước Mỹ, hay là để chứng minh rằng vỗ mông con cọp Mỹ không dễ đâu? Nước Mỹ không phải là con hổ giấy, nhưng nước Mỹ quả thật là một quốc gia vô cùng khôn khéo, có lúc khốn khéo quá lại trở thành ngoài rắn trong mềm. Ví dụ như tranh chấp ở Nam Hải. Nước Mỹ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Sau một tháng buông dây thừng và thả khúc xương, để một con chó điên hướng về phía Trung Quốc mà sủa điên cuồng, con chó đó lại xoay về hướng nước Mỹ đòi thù lao biểu diễn. Kết quả là nước Mỹ chỉ viết một tấm ngân phiếu vô giá trị rồi hứa hẹn sẽ bảo đảm an toàn cho con chó. Tổng thống Mỹ mặt tối sầm, làm như không nghe thấy. Đối với mánh khóe của nước Mỹ, Hạ Tưởng coi như đã được lĩnh giáo nhiều lần trên thực tế. Lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần bị Mỹ lớn tiếng hù dọa đến nỗi không dám lên tiếng nói. Nếu như Trung Quốc dám nổ phát súng đầu tiên ở Nam Hải, Hải quân Mỹ sẽ lập tức lấy lý do tiếp viện để lui về sau mấy trăm hải lý. Cũng có thể lý giải, cái giá phải trả cho việc khiêu chiến với Trung Quốc quá đắt, nếu như không tính tới việc những quốc gia nhỏ ở Nam Hải đều dâng cho Mỹ, nước Mỹ liệu có lỗ vốn làm ăn không? Hạ Tưởng cũng chẳng còn cách nào, đành nói với Đại Phục Thịnh. Đều là do những lời tôi nói trong lúc say rượu gây ra mối bất hòa ngoại giao, tôi phải nhận sai sót với nội các chính phủ và Trung ương Đảng. Nếu như Trung ương phê chuẩn, tôi cũng bằng lòng đối mặt nói chuyện với nước Mỹ, bày tỏ sự hối lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến trị an nước Mỹ. Đại Phục Thịnh bị Hạ Tưởng châm biếm, cười. Bên Mỹ nghe không hiểu tiếng người say, càng nghe không hiểu lời nói ngược, cậu cũng không cần phải nói thêm nhiều. Chuyện này, tôi sẽ báo cáo với nội các chính phủ và Trung ương Đảng. Hạ Tưởng chắc mẩm trong lòng đã không nhìn lầm người, Đại Phục Thịnh là người khoan dung lại có trách nhiệm, đáng để phó thác. Kháng nghị ngoại giao của Mỹ như đá chìm đáy biển, cuối cùng chỉ nhận được một bức công văn hồi đáp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Vốn dĩ chỉ là một chuyện vặt không đáng gì, chẳng lẽ lại phải cần đến Bộ Ngoại giao đích thân ra mặt giải thích mới được. Không giống với lần trước Hạ Tưởng lấy việc Coca-Cola để khơi mào sự kiện ở chỗ. Lần này hắn được sự cổ vũ của Bộ Ngoại giao. Thậm chí Bộ Ngoại giao còn gọi điện riêng nói chuyện, tỏ ý cảm ơn Hạ Tưởng đã ủng hộ công tác của Bộ. Hạ Tưởng theo Đại Phục Thịnh tới nội các chính phủ, sau khi lưu lại nội các chính phủ nửa tiếng, lúc sắp rời khỏi thì nhận được thông báo Thủ tướng muốn gặp hắn. Thời gian khẩn cấp, chỉ có 10 phút để chuẩn bị tâm lý, thế là không sắp đặt đến nơi khác gặp mặt được, và đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng đến văn phòng Thủ tướng. Thủ tướng đang trong lúc bận rộn, vừa nhìn thấy Hạ Tưởng bước vào, liền dừng ngay công việc đang làm, chủ động bắt tay Hạ Tưởng và nói. Đồng chí Hạ Tưởng, đi đường vất vả rồi. Không hề vất vả ạ. Hạ Tưởng trả lời, sau đó im lặng chờ Thủ tướng chỉ thị. Thủ tướng dường như do dự một chút rồi mới nói. Nghe nói tại buổi dạ tiệc của giới công thương Trung Đức, cậu đã nói những lời gây ra cuộc tranh luận. Vâng, cần phải báo cáo với Thủ tướng chuyện này.
Hạ Tưởng Nhân lúc này liền kể lại tường tận tình cảnh hôm đó. Vốn dĩ hắn muốn báo cáo chuyện này với Tổng Bí Thư trước, rồi báo Thủ tướng sau, nhưng Thủ tướng lại chủ động tìm hắn trước, nên hắn chỉ có thể thuận theo thời thế mà thôi. Thủ tướng nghe xong chỉ gật gù, chưa tỏ thái độ gì, rồi nói đến chuyện khác. Hôm qua tôi mới gặp Tống Chiêu Độ, bàn về việc sắp xếp công tác tiếp theo cho anh ta. Từ văn phòng Thủ tướng đi ra, Hạ Tưởng cảm nhận được ánh nắng như lửa đốt và bầu không khí ít ô nhiễm của Bắc Kinh, nhất thời có chút thất thần, bất giác nhớ lại thời gian ở Gardenburg. Trên hành trình qua ba nước châu Âu, nơi khiến hắn lưu luyến và có ấn tượng tốt nhất chính là Thụy Điển. Thụy Điển vẫn là quốc gia trung lập, nhân dân sống trong sung túc và hòa bình, không có quá nhiều dã tâm và nhu cầu chính trị, người người sống trong cảnh yên lành và an khang. Cũng chính là do người Thụy Điển bình thản và có nội tâm điềm tĩnh mới sáng tạo ra nhãn hiệu xe hơi Volvo khiêm nhường, an toàn và thân thiện với môi trường. Cổ Ngọc cũng là người nội tâm bình thản và tự thấy đủ sẽ thường thấy vui, nên sau khi dạo qua một vòng châu Âu, cuối cùng chọn Thụy Điển là nơi để tĩnh dưỡng. Đây cũng chính là nơi có cuộc sống thanh bình mà cô tìm kiếm và mường tượng trong lòng bấy lâu. Trong lúc Hạ Tưởng đang thẫn thờ thì bị một người cắt ngang dòng suy nghĩ. Chủ tịch Hạ, thật là khéo. Ngẩng đầu nhìn, hắn không khỏi sửng sốt, không ngờ lại là Chu Hồng Cơ. Không, không phải chỉ có mình Chu Hồng Cơ, bên cạnh anh ta còn có một người nữa, Diệp Thiên Nam. Nhìn thấy người ngày xưa từng là đối thủ của mình, Hạ Tưởng nhất thời suy nghĩ xa xăm. Chu Hồng Cơ và Diệp Thiên Nam là phái phản đối và phái bình dân, vì muốn chống lại hắn mà mỗi người tự phát triển lực lượng hậu bị được chú trọng bồi dưỡng. Nhưng đến nay, Chu Hồng Cơ ở tỉnh Tề, cách xa bộ trưởng còn một khóa. Ở tỉnh Tề sau khi Khâu Nhân Lễ rời đi, Chu Hồng Cơ cũng không có khả năng phủ chính. Diệp Thiên Nam thì khỏi phải nói, tuy anh ta đã đảm nhiệm thành công chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam, nhưng anh ta đã mang một vết nhơ trên mình, muốn thuận lợi gia nhập vào bộ trưởng, sợ là phải 8 hay 10 năm nữa, cũng là nói, nếu như không ngoài dự đoán, Diệp Thiên Nam cuối cùng sẽ dừng lại ở chiếc ghế bí thư tỉnh ủy. Đều bị hắn kéo đi xa rồi, ngoại trừ Chu Hồng Cơ vẫn còn chút uy lực nhất định, phái bình dân tạm thời đã không còn lực lượng nữa rồi. Đương nhiên, cũng không thể loại bỏ khả năng phái bình dân sau đại hội đảng thứ 18 đột nhiên tiêu diệt mấy con ngựa đen, cũng không loại trừ khả năng phái phản đối ngoài Chu Hồng Cơ ra còn có kẻ kế nhiệm. Hạ Tưởng bắt tay với Chu Hồng Cơ và Diệp Thiên Nam, cười nói. Anh Chu và anh Diệp sao lại đi cùng nhau? Diệp Thiên Nam cướp lời nói. Cũng là tình cờ gặp, tôi đến báo cáo công tác với Phó Thủ tướng, Hồng Cơ đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương có việc. Chuyến đi châu Âu của Chủ tịch Hạ thu hoạch được không ít đấy chứ, tôi nghe một số tin đồn, anh đã dương uy cho nước ta, rất tốt, ha ha. Lời của Diệp Thiên Nam là lời tán thưởng tự đáy lòng, Hạ Tưởng tin Diệp Thiên Nam nói thật. Về đối ngoại, Diệp Thiên Nam có mặt mạnh mẽ, cứng rắn. Chu Hồng Cơ vẫn chưa phát biểu ý kiến về chuyến đi châu Âu của Hạ Tưởng, chỉ đứng bên cạnh im lặng và cười. So với Diệp Thiên Nam, Chu Hồng Cơ vẫn kín đáo và ôn hòa hơn. Sau khi từ biệt, Hạ Tưởng nhớ lại quãng thời gian qua lại với hai người họ, tâm tư yên tĩnh lạ kỳ, dường như tất cả đã trôi theo mây gió, trở nên xa xôi nhạt nhòa. Sau khi tình cờ gặp mặt ở Nam Hải, cơ hội Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, Diệp Thiên Nam gặp lại nhau đã rất ít. Chủ yếu là do ai cũng bận rộn, mà Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, Diệp Thiên Nam lại càng lúc càng xa, tuy rằng có tình cờ gặp mặt, nhưng không có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau. Nếu như thời gian không cho phép, lại thêm khoảng cách về địa vị của mỗi người càng ngày càng lớn, nên trước mặt Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ và Diệp Thiên Nam không thể ung dung giáp mặt. Và lại, ai nhìn thấy người đồng sự ngày xưa cùng kề vai sát cánh với mình giờ ngồi ở trên cao, thậm chí là ngồi ở vị trí mà chính mình ngưỡng mộ, ai mà chẳng có suy nghĩ trong lòng. Sau khi Hạ Tưởng chia tay hai người Chu, Diệp, vốn là muốn đến báo cáo với Tổng Bí Thư chút việc, không ngờ lại nhận được câu trả lời là Tổng Bí Thư đang bận, muốn Hạ Tưởng chờ báo cáo sau. Hạ Tưởng định trước tiên đến gặp mặt Cổ Thu Thật, chưa đi đến Nam Hải đã nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật. Hạ Tưởng, cậu tới đây một chút, tôi có việc muốn nói. Nơi mà Cổ Thu Thật gọi Hạ Tưởng đến là văn phòng của ông ta ở Nam Hải, mà là một phòng nghỉ, không lớn, yên lặng thoải mái, bên ngoài có hồ, có cây, có ánh nắng. Mở cửa sổ ra có cơn gió mát nhẹ nhẹ, Hạ Tưởng cười. Bí thư Cổ thật là tao nhã. Cổ Thu Thật tự rót một chén trà. Thường ngày quá bận rộn,
nên cần có một nơi để có thể tĩnh tâm. Những lời cậu nói ở buổi tiệc bên Đức, đã dẫn phát một làn sóng ngoại giao. Hạ Tưởng, cậu mang phiền toái tới cho Phục Thịnh rồi. Trong thâm tâm, Cổ Thu thật thích gọi thẳng tên Đại Phục Thịnh. Phó Thủ tướng Đại nói rồi, không phiền. Hạ Tưởng xem sắc mặt, biết là Cổ Thu thật vẫn chưa nổi giận vì chuyện này. Là người được chỉ định nối nghiệp, Cổ Thu thật trẻ hơn, suy nghĩ cởi mở hơn. Hạ Tưởng tự nhận hắn hiểu ông ta rõ hơn là hiểu Đại Phục Thịnh. Nếu Cổ Thu thật nổi giận vì phát ngôn của hắn, thì hắn và Cổ Thu thật sẽ không thể có mối quan hệ tốt như thế này. Quan hệ tốt, là vì tính tình hợp nhau, là vì trong một số chuyện lớn trong và ngoài nước, hai người có những cách nhìn giống nhau hoặc gần như nhau. Ha ha, đối với anh mà nói quả là không phiền, nhưng đối với Phục Thịnh thì phiền thật đấy. Cổ Thu thực thật tình cho biết. Cấp trên tranh luận rất nhiều về phát ngôn của cậu, không ít người đến trước mặt Tổng Bí Thư tố cáo cậu, lại thêm kháng nghị ngoại giao của nước Mỹ, hiện giờ Tổng Bí Thư phải chịu áp lực rất lớn. Hạ Tưởng đã hiểu, chẳng trách nước Mỹ chuyện bé xé ra to đệ trình kháng nghị ngoại giao, hóa ra là vì nội ứng ngoại hợp. Thông tin từ Cổ Thu thật cho thấy, nước Mỹ đã bắt đầu phát động hành động bao vây lần thứ nhất nhắm vào hắn rồi. Quả nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ quả là kinh người. Có thể kinh động đến bộ phận trung ương cấp cao, để họ đích thân ra mặt hỏi tội hắn, chẳng trách thủ tướng lại chủ động gặp hắn trước, hay thủ tướng cũng có chút bất mãn với hắn, hay là báo động trước để hắn phòng tránh. Hạ Tưởng trầm mặc. Trầm mặc cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi, trầm mặc chỉ là hắn muốn bình tĩnh một chút, phải đắn đo một chút sự việc có thể phát sinh hậu quả nghiêm trọng hay không, hay là nói, rốt cuộc đối phương muốn lợi dụng chuyện này để đạt được mục đích gì. Đột nhiên lại nghĩ đến lúc nãy tình cờ gặp mặt Chu Hồng Cơ, Diệp Thiên Nam, trong lòng Hạ Tưởng bỗng hiện lên một ý tưởng. Phái Bình Dân lại bắt tay với phái phản đối rồi. Đương nhiên, Hạ Tưởng từ chuyện nửa thoải mái nửa nghiêm túc của Cổ Thu thật cũng có thể đưa ra kết luận, chỉ ít cho đến hiện tại, sự việc còn chưa nghiêm trọng đến mức không khống chế được. Có điều cũng không thể phớt lờ được, gần đây hắn ở tỉnh Tây một lòng phát triển kinh tế, thúc đẩy thành công chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng. Chạm đến lợi ích của thế lực bảo thủ. Mà trọng quyền hành động đả kích cấu kết quan thương, càng đụng chạm đến điểm mấu chốt của thế lực bảo thủ. Đối phương chắc chắn vẫn luôn đợi cơ hội có thể bắn hắn một lần mà chúng. Đã dẫn phát làn sóng ngoại giao. Vì đối phương chế tạo ra lý do công kích tuyệt hảo, sợ là đối phương sẽ nắm lấy việc này, yêu cầu một đòn tất chúng, đồng thời là một đòn mất mạng. Nhưng trước mắt đến nay, đối phương phỏng chừng vẫn chưa quyết định muốn hạ bao nhiêu khí lực mượn việc này để chèn ép hắn, từ biểu hiện của cuộc gặp mặt lúc nãy của Chu Hồng Cơ, Diệp Thiên Nam có thể đưa ra kết luận, hai người vẫn không biết phát sinh ra chuyện gì, không biết sắp gặp phải vấn đề khó gì. Nếu về phía nước Mỹ sẽ cố tình gây sự lần nữa, tôi cũng chẳng còn cách nào. Hạ Tưởng nói, sự việc cuối cùng náo nhiệt lớn thế nào, tôi có thể vì ngôn luận của tôi mà chịu hết trách nhiệm. Cổ Thủ thật trầm mặc một lát. Xem ra có người làm náo loạn quá lớn rồi, cũng nên xem thái độ cuối cùng của Đại Phục Thịnh nữa. Nếu chỉ là phái phản đối ra mặt còn dễ nói, phái Bình Dân cho dù duy trì im lặng, chỉ cần Tổng Bí Thư không nói, chỉ cần thế lực gia tộc kiên quyết phản đối, ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng sợ là sợ phái Bình Dân sẽ nhân cơ hội ra tay cũng sẽ bắt tay với phái phản đối làm khó dễ hắn. Nếu như lại nhắc lại khiến Tổng Bí Thư trao đổi điều kiện khó xử. Hắn cho dù không gặp phải xử phạt nguy hiểm, cũng có khả năng làm bản kiểm điểm. Kiểm điểm không lo, lo là ảnh hưởng sự việc ác liệt. Nếu nước Mỹ kháng nghị, các vị cao quan Trung Quốc phải làm kiểm điểm, vậy thì nước Mỹ đã can thiệp và lỗ hổng nội bộ Trung Quốc, cũng khiến hình tượng quốc tế của Trung Quốc mất điểm lớn. Thái độ của Đại Phục Thịnh rất quan trọng. Hạ Tưởng lại nghĩ sâu hơn, hiểu rõ một chi tiết trong đó, sợ là phái phản đối có thể lấy chuyện này gióng trống khua chiêng mà làm khó dễ. Nơi mũi kiếm thực sự hướng tới không phải là hắn, mà là mượn cớ để công kích danh tiếng của hắn, muốn làm Đại Phục Thịnh không chịu nổi. Đối với việc nhòm ngó ngôi báu của Quan Viễn Khúc, phái phản đối và phái Bình Dân gật đầu rồi. Nhưng đối với Đại Phục Thịnh chấp trưởng nội các chính phủ, từng có qua không ít tranh luận không nhỏ. Kỳ thật sớm nhất Đại Phục Thịnh được coi là người nối nghiệp đến bồi dưỡng, cuối cùng thời điểm bị phái phản đối bắt được không tha sự thất sách trong một sự kiện lịch sử của Đại Phục Thịnh. Dẫn đến Đại Phục Thịnh nhòm ngó ngôi báu thất bại. Kỳ thật phái phản đối là muốn trực tiếp để Đại Phục Thịnh đến vị trí thủ tướng cũng không có cách nào tiếp nhận, nhưng lại không như ý nguyện, bởi vì đối với Đại Phục Thịnh sắp chấp trưởng nội các chính phủ vẫn còn nhiều bất mãn.
Không ngờ, Đại Phục Thịnh mượn quan hệ kéo gần với thực lực gia tộc mà để Hạ Tưởng đi sang Âu Châu. Hạ Tưởng vì ông ta mà mang đến phiến toái, đối với phái phản đối mà nói, là trời ban cơ hội, cần phải nhanh tay nắm lấy. Nếu Đại Phục Thịnh khi đối mặt chỉ trích và áp lực bảo vệ Hạ Tưởng, vậy thì uy danh của bản thân ông ta có thể sẽ bị tấn công. Nếu ông ta không bảo vệ được Hạ Tưởng, bò bò giữ mình, vậy thì nỗ lực ông ta mượn thế của Hạ Tưởng để tới gần thế lực gia tộc sắp sẽ chấm dứt trong thất bại, thậm chí còn có khả năng chọc giận thế lực gia tộc làm cho ông ta cuối cùng đi đến mặt đối lập với thế lực gia tộc. Là một chiêu rất cao minh. Phái phản đối nếu như sách lược thích đáng, thậm chí có thể giữa đường đảo ngược, không chỉ trích thêm Hạ Tưởng, ngược lại công kích Đại Phục Thịnh, do đó liên kết với thế lực gia tộc, phái bình dân, hình thành thế giáp công ba mặt đối với đoàn hệ và bản thân Đại Phục Thịnh, phát động công kích mãnh liệt. Hạ Tưởng không nghĩ thì thôi, một khi nghĩ tới lập tức kinh sợ. Nguyên cho rằng có thể bình tĩnh mà an tĩnh nghênh tiếp đại hội 18 của đảng, không ngờ có thay đổi bất ngờ, lại xảy ra biến cố. Quả thật, chuyện này cũng đích thật là do hắn mà ra, nhưng sự việc phát triển, lại bị người có ý đẩy lên không thể biết trước được phương hướng. Thấy Hạ Tưởng im lặng một lúc lâu, Cổ Thu Thật mỉm cười. Hiểu rồi à? Hạ Tưởng gật đầu. Hiểu ra một chút, hoặc là không đúng toàn bộ, nhưng hẳn là cách chân lý không xa. Cổ Thu Thật đúng dậy vỗ vai Hạ Tưởng. Nghĩ thêm chút đi. Nghĩ thêm một là bao hàm một ý nghĩ là, hy vọng hắn kiên định lập trường, càng hy vọng hắn thống nhất với thế lực gia tộc, trong làn sóng xung kích sắp tới, nhìn rõ được phương hướng. Hạ Tưởng ra khỏi Trung Nam Hải, thẳng đến nhà ông Cổ mà đi. Kỳ thật hắn nên đến nhà họ Ngô trước, thương lượng một chút với ông cụ Ngô về làn sóng từ ngôn luận dẫn phát, nhưng nghĩ lại cảm thấy từ từ rồi nói, gặp sự việc không cần quá vội vàng, nóng vội không được gì. Sắp đến buổi trưa, ánh nắng đang gay gắt, Hạ Tưởng đến nhà ông Cổ, thấy ông lão đang cầm một thùng nước tưới hoa, nước tràn đầy ra ngoài, lại còn tưới không ngừng, rõ ràng thất thần rồi. Ông Cổ, cháu về rồi. Hạ Tưởng hô một tiếng. Lỡ tay làm bình nước rơi xuống đất, ông Cổ quay người nhìn Hạ Tưởng, vui mừng ra mặt. Tiểu tử thối, cậu quay về rồi đấy à? Từ vẻ mặt vui mừng của ông Cổ, trạng thái lỡ tay rơi bình nước, rồi lại gọi hắn một câu tiểu tử thối. Hạ Tưởng biết, ông già đích thực trong lòng không như trước, ngày trước còn có ý quan tâm chuyện quốc gia đại sự, nhưng từ khi sau khi tổ chức thành viên quân sự chuyển giao, thì một lòng một dạ chỉ biết hạnh phúc gia đình. Cũng là cổ ngọc ra nước ngoài tác động vào tim can ông cụ, càng nguyên do vì cổ ngọc mang thai mà khiến ông Cổ có người kế tục, cho nên ông ý mới bận tâm nơi phương xa. Hạ Tưởng đi đến phía trước ông Cổ, đưa ra tấm hình của cổ ngọc. Ông Cổ ngồi ở trên ghế, lật xem tấm ảnh của cổ ngọc, vẻ mặt thỏa mãn vui mừng, trong ánh mắt để lộ ra sự hiền lành và trìu mến, còn đâu nữa một cổ đại tướng quân hoành đao lập mã năm đó. Cứ thế này tiếp tục cũng không được. Không thể để ông Cổ một lòng một dạ chỉ nghĩ đến cổ ngọc được, vui quá hại đến tâm thần, giận quá ảnh hưởng đến gan, suy nghĩ quá thì hại lá lách khiến cơm nước không trôi, hay là để ông cụ chuyển rời tâm ý, có chuyện làm càng tốt. Hạ Tưởng chú ý trước, nói. Trưa nay ông ăn gì? Cháu muốn ăn gì thì làm cái đó. Ông Cổ cười, vẻ mặt có ý yêu thương cô đơn. Nếu có con bé Ngọc ở đây thì tốt quá, có thể vui vẻ rồi. Buổi trưa Hạ Tưởng ăn cơm cùng ông già, cơm là cơm thường, đơn giản mà ngon miệng, chú trọng dưỡng sinh. Khi ăn cơm, Hạ Tưởng mang hành trình và hiểu biết của hắn ở châu Âu nói đại khái, nhấn mạnh nhắc đến phát biểu ý kiến ở bữa dạ tiệc Trung Đức. Nói hay lắm, có khí thế. Ý chí của ông Cổ bị năm tháng làm hao mòn, được Hạ Tưởng nói một phen liền trỗi dậy. Quốc gia và người đều giống nhau, đều là bắt nạt kẻ yếu. Trung Quốc là nước nhỏ. Nước Mỹ dù mạnh mẽ, cũng không dám phát sinh chiến tranh với Trung Quốc. Với cuộc sống một người thì dư giả, vì theo đuổi cuộc sống giàu có, họ chắc chắn sẽ không đánh bạc toàn bộ người nhà đánh nhau với một kẻ khỏe mạnh cường tráng như thế, chỉ có hai bàn tay trắng mới có thể đủ gan để liều mạng. Đến ông Cổ tuổi đã như thế đều hiểu đạo lý, cấp cao của quốc gia không hiểu sao. Đương nhiên hiểu, có vài người hiểu rõ nước Mỹ không dám đánh Trung Quốc. Nhưng nước Mỹ dám đánh tài sản và vợ con của bọn họ ở nước Mỹ, cho nên mới sợ nước Mỹ. Hạ Tưởng tùy theo sau liền nói ra ngôn luận của hắn ở quốc tế dẫn phát ra gió to sóng lớn. Ông Cổ vỗ bàn kêu được. Tốt, càng có tranh luận mới càng tốt, có tranh luận chứng minh động chạm đến điểm mấu chốt của đối phương,
thuyết minh lời của cháu, dẫn đến tác dụng nhắc nhở nhất định. Nhưng vấn đề là, tranh luận quốc tế thì không sợ, sợ là trong nước cũng có tranh luận. Hạ Tưởng từng bước dẫn đến sự chú ý của ông cổ. Cháu mới nghe được thông tin, có người mượn ngôn luận của cháu đến dẫn phát sự kiện. Vẻ mặt ông cổ trầm xuống. Còn có chuyện đó. Hạ Tưởng liền đem chân tướng sự tình nói rõ ràng, cũng đem phán đoán của hắn để lộ ra vài phần. Sắc mặt ông cổ càng thêm âm trầm, nặng nề mà buông đũa. Có phải gần đây ông nhàn quá không, có người nghĩ ta già đến mức không đi được không? Đứng dậy, chống nạnh đi ra cửa, ông cổ lấy tay chỉ vào hoa cỏ và rau xanh. Lão già này có thể trồng cây, cũng có thể lên ngựa cầm đao. Hạ Tưởng, cháu không phải lo, chuyện giữa những ông già, thì để tự những ông già giải quyết. Cháu thay ông hẹn gặp ông Ngô, nói ông có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với ông ta. Hạ Tưởng vui mừng ra mặt, không phải vì hắn cổ động ông cổ ra mặt hóa giải nguy cơ sắp đến, mà là hắn thành công để ông cổ rời đi sự chú ý, không hề tưởng nhớ cổ Ngọc mỗi ngày nữa. Đối với các cụ mà nói, có chút việc làm là chuyện tốt, người không thể nhàn, một khi nhàn, trong lòng nhạt, tâm tư nhạt, sức sống yếu đi. Buổi chiều, Hạ Tưởng đến nhà họ Ngô. Ngô Tài Dương không có mặt, phỏng đoán ở ban tổ chức trung ương, chỉ có mình ông Ngô ở nhà. Sau buổi trưa ánh năng vô cùng an tịnh, khiến lòng người phiêu xa. Tuy nhiên giống như ông cổ, ông Ngô có duy nhất một đứa cháu gái cũng không ở bên cạnh. Nhưng ông ta chí ít cũng có ba người con trai ở bên cạnh, con cháu đầy đàn, hạnh phúc hơn so với ông cổ nhiều. Ông cụ ngủ trưa vừa mới dậy, đang uống trà nhạt, ngồi ở phòng khách đợi Hạ Tưởng. Ông ta biết Hạ Tưởng sau khi về Bắc Kinh, tất sẽ đến nhà họ Ngô. Tôi nghe được một chút động tĩnh. Hình như có người phải gây sức ép, không sợ, tôi chưa có chết. Ông Ngô điềm nhiên vẻ mặt uy nghiêm. Lập tức mở cuộc họp lớn, muốn gây sức ép gây ra chuyện lớn gì, thậm chí còn muốn lợi dụng nước Mỹ từ nước ngoài tác động, tôi rất tức giận. Ông Ngô rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Khi đang nói chuyện, Ngô Tài Dương không ngờ quay về. Vừa vào cửa sắc mặt Ngô Tài Dương không tốt. Vừa mở một cuộc họp. Có người muốn tiếp tục thúc động ảnh hưởng sự kiện phát ngôn của Hạ Tưởng. Phía nước Đức và nước Anh cũng triệu kiến đại sứ tại Trung Quốc, đối với lời phát ngôn của Hạ Tưởng biểu thị thân thiết và bất mãn. Bây giờ tình thế chính là phương hướng phát triển không tốt. Hạ Tưởng, cậu nói cái gì không tốt, cứ khăng khăng phát biểu ngôn luận ngoại giao gì đó. Ngô Tài Dương điểm Hạ Tưởng, vẻ mặt mơ hồ hiện lên tức giận. Có vài người cũng có ý nghĩ kỳ lạ. Thật cho rằng thế này có thể ngăn cản được bước chân Hạ Tưởng. Nằm mơ đi. Hạ Tưởng ngược lại bình tĩnh so với Ngô Tài Dương, nói. Kỳ thật một vài người nhầm vào không phải là tôi, là Đại Phục Thịnh. Ồ, ông Ngô và Ngô Tài Dương ngạc nhiên. Sang chiều có gió. Gió, khi bắt đầu lặng lẽ tới, cũng không biết sinh ra từ góc nào, dần dần tràn lan, rồi bao trùm cả sân. Làn gió thoáng đãng và mang đầy sức sống của đất trời. Đến và đi trong vô hình, giống như lòng người của thế gian, có lúc lặng lẽ bình yên, có lúc sóng ngầm cuồn cuộn. Vào lúc nắng gay gắt nhất, khác với những người bình thường khác luôn đóng kín cửa bật điều hòa, cửa lớn nhà họ Ngô mở rộng, mặc gió trời thổi qua. Tuy là gió nóng, nhưng gió tự nhiên vẫn thoải mái hơn nhiều so với gió mát do điều hòa tạo ra. Làn gió từ mát đến hơi nóng, từ nhỏ đến lớn, không lâu sau đã cuốn tung bụi mù. Hạ Tưởng cách cửa gần. Vội vàng đóng cửa sổ lại. Buổi chiều có mưa dông rồi. Bầu trời phía bắc, mây đen giăng kín bầu trời ùn ùn kéo tới, cùng với những tiếng sấm ầm ầm. Vừa đóng cửa sổ lại, một trận tiếng sấm long trời như gần như xa truyền đến từ phía chân trời, dường như là từ 9 tầng mây đánh thẳng xuống bên cửa sổ, chấn động khiến cửa sổ kêu ong ong, bỗng chốc khiến Hạ Tưởng nhớ lại buổi trưa gục đầu xuống bàn ngủ vào mười mấy năm trước. Bao năm trở lại đây, hắn vẫn luôn có cảm giác rất khác thường với cơn mưa dông ban trưa, giống như sợ một trận mưa dông sẽ làm bừng tỉnh giấc mộng lớn mười mấy năm vậy. Cũng may mười mấy năm nay hắn đã gặp vô số cơn mưa dông, vẫn luôn cảm nhận được đó là sự thật bao năm phấn đấu và nỗ lực. Phấn đấu và nỗ lực có trong cuộc đời, sợ là sợ bỗng nhiên hai mắt mở ra, hóa ra là một giấc mộng kê vàng. Sau khi nghe xong suy luận của Hạ Tưởng, ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương trầm mặc rất lâu không nói. Chỉ nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên và tán thưởng. Ngạc nhiên là vì phân tích của Hạ Tưởng rất sâu sắc, rất có đạo lý. Tán thưởng là vì, sự nắm bắt bây giờ của Hạ Tưởng đối với thời cục,
lĩnh ngộ đối với chính trị, đã nhanh hơn họ một bước. Khi từ trong biểu tượng bọn họ vẫn chưa tham gia thao tác có được hướng đi cụ thể, Hạ Tưởng đã đi một bước nhìn ba bước, thậm chí đã vạch kế hoạch đến bước thứ năm, quả thực rất giỏi. Ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương cũng chưa nghĩ đến dụng ý tầng sâu của phái phản đối đột nhiên nổi gió, cũng không có nghĩa trí tuệ chính trị của hai người họ không bằng Hạ Tưởng, chủ yếu là sự tình phát sinh đột nhiên, lại không đặt mình trong đó, chỉ dựa vào suy đoán thì chỉ có thể biết đại khá. Ngô Tài Dương vì quan tâm mà trở nên rối loạn, vội vàng quay về gặp Hạ Tưởng, cũng không suy nghĩ sâu về mọi thứ phía sau sự kiện. Hạ Tưởng cũng có phần lợi là đích thân đã trải qua một loạt biến cố, lại gặp Chu Hồng Cơ và Diệp Thiên Nam ở Nam Hải, lại sau khi lần lượt nói chuyện với Thủ tướng và Cổ Thu Thật, mới hiểu được toàn bộ mạch máu của sự tình. Về trí tuệ chính trị mà nói, Hạ Tưởng tự nhiên còn khiếm khuyết so với ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương. Ông cổ nói, muốn gặp mặt ông ạ. Sự tình đã đặt ngửa lên bàn, Hạ Tưởng nhắc đến đề nghị của lão cổ. Tài Dương, còn đích thân gọi điện cho ông cổ, nói là buổi tối ở Đắc Nguyện Lầu, ta mời khách. Ông cụ Ngô dường như không một chút do dự, lập tức quyết định gặp mặt lão cổ, còn trước nay chưa từng có chủ động đề nghị mời khách. Sự qua lại giữa ông cụ Ngô và lão cổ, ai mời khách chính là ý người đó làm chủ. Hiển nhiên ông cụ Ngô muốn nắm quyền chủ động, trong cảm nhận của ông, quan hệ giữa ông và Hạ Tưởng, gần hơn quan hệ giữa lão cổ và Hạ Tưởng. Chuyện này, cậu không phải quản nữa, Hạ Tưởng, chuyện này ta và ông cụ sẽ đích thân ra mặt xử lý. Ngô Tài Dương đối với ngôn luận biện pháp cứng rắn mạnh mẽ trong phát biểu của Hạ Tưởng có chút bất mãn, nhưng dù sao sự việc đã xảy ra rồi, xuất phát từ sự yêu mến Hạ Tưởng, vào thời khắc mấu chốt, ông ta cần ra sức bảo vệ Hạ Tưởng. Buổi tối, ở trong phòng của Liên Nhược Hạm, ngửi thấy mùi thơm phảng phất lưu lại trong phòng, nhớ tới Liên Nhược Hạm và hai đứa con đang ở phương xa, hắn không thể nào nhắm mắt ngủ, đành dậy mở máy tính. Ngô Tài Dương không cho hắn tiếp tục quan tâm chuyện này. Tất cả do tầng trên đến thảo luận giải quyết, Hạ Tưởng lại không muốn khoanh tay đứng nhìn. Sự việc do hắn mà nên, hắn cần phải làm gì đó mới an tâm. Hơn nữa, hắn cũng không thể sống chết mặc bay, hắn có năng lực gia nhập chuyện này, hơn nữa hắn thậm chí có khả năng ở một mức độ nhất định chi phối được tiến trình của sự việc. Hắn bây giờ không như trước đây, tuy mới chỉ là vị trí chủ tịch tỉnh, nhưng đã có đủ sức ảnh hưởng. Hắn không có cách nào chi phối ván cờ của cấp trên. Nhưng hắn có thể ra tay từ vòng ngoài, hóa giải thế công đến từ nước ngoài. Âu Mỹ liên động, lấy kháng nghị ngoại giao để phối hợp với động tác trong nước, quả thực là vở kịch lớn với sắp xếp tỉ mỉ. Hạ Tưởng đã liên kết được với Liên Nhược Hạm trên mạng. Còn biết báo một tiếng bình an, anh đã cách em xa ngàn dặm, anh hoàn toàn có thể coi em như không tồn tại, anh cũng đã không còn là người chồng trong một người chồng của em rồi. Liên Nhược Hạm giận Hạ Tưởng. Cô biết Hạ Tưởng đã quay về nước, nhưng lại không gọi điện thoại cũng không có tin tức gì, cô không giận mới lạ. Cả ngày hôm nay, việc nhiều quá, vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho em. Hạ Tưởng giải thích nói. Ai biết sự việc cứ liên tiếp tới, khiến người ta thở không nổi, bây giờ mới có thời gian ngồi lên mạng. Chuyện gì? Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng chồng già vợ già rồi, cũng chừng trị hắn một chút là được rồi, vội hỏi. Có thể khiến anh coi thành sự việc của sự việc, chắc chắn chuyện không nhỏ. Đoán đúng rồi, có người muốn mượn cơ hội sinh chuyện, lại còn phối hợp của nước Mỹ, Đức, Anh, thêm 5 quốc gia nữa là thành liên quân 8 quốc gia mới. Nói đi, muốn em giúp anh gì nào? Liên Nhược Hạm hỏi rõ ràng một câu. Phía Mỹ anh còn quen biết một số nghị viên quốc hội, có quan hệ hợp tác tốt đẹp. Liên Nhược Hạm không hứng thú với chính trị khi ở Trung Quốc. Nhưng ở Mỹ, lại có quan hệ mật thiết với giới chính trị, đương nhiên rồi, sản nghiệp dưới danh của cô vô cùng to lớn, tất nhiên cần có quan hệ mật thiết đồng thời rộng lớn với giới chính trị, trong đó giúp đỡ nghị viên tham gia tranh cử là đường tắt trực tiếp nhất. Liên Nhược Hạm dẫu rằng lực ảnh hưởng tới giới chính trị Mỹ lớn thế nào, Hạ Tưởng không thể hiểu hết, hắn chỉ biết là, Liên Nhược Phàm có thể làm được nhiều việc mà nhiều người khác không thể tưởng tượng nổi. Nhiều năm sau đó, Mai Đình lúc bắt đầu tiến vào giới chính trị Mỹ, chung quanh trắc trở, chính là Liên Nhược Hạm ra tay tương trợ mới có thể để cô vượt qua cửa ải khó khăn ban đầu. Có thể nói, nếu không có Liên Nhược Hạm ở Mỹ nhiều năm, đừng nói Mai Đình có thể đảm nhận Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, đến cảnh cổng chính trị lớn cũng khó có thể gia nhập được. Mà Liên Hạ trưởng thành sở dĩ vô cùng nhanh, cũng là được Liên Nhược Hạm ở Mỹ đánh hạ cơ sở thâm sâu,
Hạ Tưởng sau sự việc còn cảm thán nói, đều cho rằng nhà họ Hạ ra nhiều nhân vật như thần đồng, chủ yếu là nhà họ Hạ có một liên nhược hạm có chỉ số thông minh ngang nhau, điều kiện gia đình vô cùng tốt, triển vọng trưởng thành mở rộng gấp bội. Thế giới không công bằng ở chỗ, trưởng thành bởi vì xuất thân không giống nhau, mà không cùng trên một đường chạy. Hôm nay khi điều kiện vật chất cực kỳ đầy đủ, thần đồng điều kiện trước tiên là hậu hĩnh, sau là dày dặn mới có thể có thành tựu được, hai cái đó không thể thiếu. Luôn phải nghĩ ra cách khiến Mỹ ra một ô long. Hạ Tưởng không chút để ý nói một câu. Không thể để bóng tà ác nước Mỹ chắn ở phía trước, sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn giấc ngủ. Anh còn có lòng thảnh thơi đùa giỡn à? Liên Nhược Hạm gõ ra dấu hỏi to đùng, rồi lại gõ ra một khuôn mặt tươi cười. Được rồi, em biết rồi, anh đừng lo, chuyện ở nước Mỹ, em làm chủ. Rất lâu rồi không nghe thấy Liên Nhược Hạm nói lời khí phách như vậy, Hạ Tưởng cười ha ha, cười xong mới phát hiện hắn không mở webcam, chỉ là gõ chữ nói chuyện phiếm với Liên Nhược Phàm, tiếng cười vang lên, cô cũng không nghe thấy. Liền gõ chữ. Đa tạ phu nhân rồi. Ít ba hoa đi. Liên Nhược Phàm cảnh cáo Hạ Tưởng. Em giúp anh, là yêu anh có thể phải chú ý, phát biểu ngôn luận gì thì không sao, nhưng đừng ồn ào tai tiếng ở quốc tế là được. Liên Nhược Phàm lo cao rồi, Hạ Tưởng lại khó có thể đi vào giấc ngủ, sao lúc nãy, hắn vẫn chẳng ra sao, sao phụ nữ họ mỗi người đều hình như cho rằng hắn giống như cùng công chúa phải có phát triển cái gì vậy. Làm ơn đi, công chúa là phụ nữ đã có chồng rồi. Hạ Tưởng kỳ thật không nói gì, chả trách người phụ nữ của hắn đều cho rằng sức hấp dẫn của hắn hơn người, có thể lao ra ngoài Trung Quốc hướng ra nước ngoài. Ngày thứ hai, Hạ Tưởng nhận được thông báo, Tổng bí thư tạm thời hủy cuộc gặp mặt với hắn, thời gian gặp mặt cụ thể chưa xác định. Sự việc cũng rất tế nhị, Tổng bí thư hủy cuộc gặp mặt, chắc chắn căn cứ vào một số phương diện đặc thù mà suy xét, lẽ nào nói, sự việc tiến một bước mở rộng xu thế. Theo sau Hạ Tưởng lại nhận được thông báo, Đại Phục Thịnh muốn gặp mặt hắn. Vội vàng ăn miếng điểm tâm, Hạ Tưởng liền vội vàng chạy tới Trung Nam Hải, đi tới văn phòng của Đại Phục Thịnh. Sắc mặt Đại Phục Thịnh không tốt, hoặc có thể do không nghỉ ngơi, hoặc là có nguyên nhân khác, ông ta vừa gặp Hạ Tưởng liền nói. Đồng chí Hạ Tưởng, sự việc ở dạ tiệc công thương Trung Đức, cậu không cần phải lo gánh nặng, trách nhiệm sự việc không phải cậu, không cần biết áp lực lớn thế nào, tiếp tục vững bước đi tiếp, không thể làm loạn trận tuyến. Nếu nói những lời trước đó là lời an ủi bình thường, vậy thì những câu nói sau rõ ràng là ám chỉ là bảo cho Hạ Tưởng không được hoảng loạn. Một khi loạn dễ dàng gây ra lỗi, một khi gây ra lỗi thì càng dễ dàng bị người khác nắm lấy nhược điểm. Hạ Tưởng thành khẩn gật đầu. Là trách nhiệm của tôi bằng lòng nhận bất kỳ xử phạt nào, mong quyền thủ tướng đại phê bình. Phê bình cậu làm gì? Tôi còn muốn biểu dương cậu. Thanh âm của Đại Phục Thịnh có chút cao độ. Âu Mỹ lại bắt tay với Tổ chức Thương mại Thế giới đề nghị kháng nghị yêu cầu Trung Quốc mở rộng lãnh thổ thị trường, tiếng chuông cảnh báo của cậu thật đúng thời điểm, có điều muốn tôi nói, tiếng chuông vẫn chưa đủ kêu, có người vẫn chưa tỉnh táo. Hạ Tưởng coi như trên cơ bản hiểu được lập trường của Đại Phục Thịnh. Từ Đại Phục Thịnh đột nhiên nâng cao âm thanh có thể đoán ra, hắn rất bất mãn đối với việc có người mượn sự kiện ngôn luận chuyện nhỏ làm lớn, đồng thời muốn mượn cơ hội ra tay với hắn. Đại Phục Thịnh không hy sinh ý của hắn, khiến Hạ Tưởng hơi hơi cảm động, cũng vì Đại Phục Thịnh bình tĩnh mà có trí tuệ chính trị sâu sắc. Một người lãnh đạo quốc gia khoan dung, sau lưng mói có người theo. Cũng chứng minh Đại Phục Thịnh nhìn rõ phương hướng trong cơn sóng thình lình ập tới, không bị đối phương ra tay, nếu không. Đại Phục Thịnh nếu như chịu không nổi áp lực vì bảo vệ mình mà quẳng Hạ Tưởng ra, kết quả cuối cùng có thể sẽ càng nghiêm trọng. Lại nghe Đại Phục Thịnh giải thích mấy câu, Hạ Tưởng đi ra khỏi văn phòng của Đại Phục Thịnh, khi đi ra ngoài, trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy, rồi lại phát hiện có bóng dáng của Chu Hồng Cơ và Diệp Thiên Nam. Một trận gió thổi qua, bóng dáng của Chu Hồng Cơ và Diệp Thiên Nam bị bóng dáng cây cỏ che lấp, nhìn cũng chẳng rõ nữa, càng nghe không rõ hai người bọn họ nói chuyện gì. Nhưng từ thần thái ngưng trọng của hai người mơ hồ có thể thấy được, sự việc, đích thực phát sinh nghịch chuyển mang ý vị sâu xa. Hạ Tưởng không cố ý hiện thân, chỉ là sau khi nhìn thêm một cái, rồi lặng yên rời đi. Đối với người bình thường mà nói, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, đối với nhân vật chính trị mà nói, mỗi người đều có lập trường riêng, không thể bị chi phối được. Hạ Tưởng không đánh giá lập trường của Diệp Thiên Nam và Chu Hồng Cơ trong chuyện này, dù sao anh cô đụng đến tôi. Tôi cũng không đụng đến anh.
Nếu như Diệp Thiên Nam và Chu Hồng Cơ trong sự kiện này trở thành lính hầu, vậy thì hắn cũng không chút do dự thi triển các kiểu thủ đoạn để cho hai tên này ngã ngựa, sẽ không bận tâm giao tình trước kia. Không phải hắn lòng lang dạ sói, mà là chuyện này quan trọng hơn, là lần phân chia phạm vi thế lực cuối cùng của các bên, tuyệt đối không thể phớt lờ và tâm tử bi yếu mềm. Hạ Tưởng không tiếp tục ở lại, trực tiếp đến chỗ ở của Vệ Tân, có một khoảng thời gian không gặp Vệ Tân, hắn rất nhớ vẻ đẹp của Vệ Tân. Trước đó, hắn đã gọi điện cho Lôi Trị Học, tỉnh Tây hết thảy vô lo, bình tĩnh có trật tự, chuyện chính trị tạm thời do Mã Dục đảm nhiệm thay chủ tịch tỉnh, Hạ Tưởng lấy cớ nội các chính phủ vẫn còn việc làm lý do, đưa ra cần mấy ngày lưu lại Bắc Kinh, ngày về cụ thể vẫn chưa quyết định. Lôi Trị Học không nói gì, thuận miệng nói mấy câu rồi dập điện thoại. Hạ Tưởng cảm thấy Lôi Trị Học cảm xúc không cao, đối với động tĩnh phía Bắc Kinh cũng không có biểu hiện trạng thái gì, thậm chí đối với sự kiện phát ngôn của hắn cũng không nhắc đến, không âm thầm lắc đầu. Chiến tích tỉnh Tây có rồi, Lôi Trị Học tạm thời vào bộ không có hy vọng, hình như lòng cũng lộ ra bên ngoài hết, nhân vật chính trị, lên chức là lực sản xuất đầu tiên. Vệ Tân ở nhà. Gõ cửa, Vệ Tân mặc chiếc áo ngủ màu trắng, mặt lộ nét cười nhạt, phút chốc hụt vào ngực Hạ Tưởng. Anh tới rồi. Tiếng nói mang chút khàn khàn xuyên suốt mười mấy năm phong sương, chương nhạc quen thuộc nhất và cảm động nhất xà vào mặt. Hạ Tưởng trong chốc lát nhớ tới năm đó ở quán rượu cũng là lúc nghe Vệ Tân hát, trong lòng cảm giác yếu mềm nhất bị xúc động nhẹ nhàng. Vệ Tân trước mắt biến thành Vệ Tân năm đó ngồi ở trên sân khấu hát ca, hình ảnh ngày xưa tái hiện, cảm khái vô hạn. Nhẹ nhàng kéo Vệ Tân vào trong ngực, Hạ Tưởng dịu dàng nói. Đột nhiên muốn nghe em hát, khi nào có thể hát để anh nghe chút? Vệ Tân vui mừng cười. Vậy thì không khó đâu, bây giờ có thể, em vừa học xong đàn tranh, bước tiếp theo học đàn tỳ bà. Bây giờ, Hạ Tưởng cười ha ha. Bây giờ không có thời gian nghe em hát, bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng hương thơm của em thôi. Vệ Tân ừm một tiếng, chuyển người muốn chạy, lại bị Hạ Tưởng theo sau lưng ôm ngang lấy. Ở bên cạnh Vệ Tân suốt buổi sáng, đến tận giữa trưa, Hạ Tưởng mới cảm thấy mỹ mãn để dậy, chuẩn bị hưởng thụ bữa trưa của Vệ Tân. Cũng là gần đây mệt mỏi quá, hôm nay trộm được nửa ngày nhàn hạ, nghỉ ngơi thư thái một chút, cũng vừa may nỗ lực cùng Vệ Tân, trở về với hương vị mối tình thắm thiết mười mấy năm. Vệ Tân cần mẫn hơn Hạ Tưởng nhiều, chỉ nằm không lâu là dậy đi làm cơm rồi. Trong mấy người phụ nữ, nói đến tay nghề nấu cơm, Tào Thù Lê thuộc số 1, Tiếu Giai số 2, Vệ Tân có thể đứng thứ 3. Nhưng Hạ Tưởng mỗi khi ăn cơm của Vệ Tân là ăn được nhiều nhất, nguyên nhân không phải hắn, mà là khi hắn ở cùng Vệ Tân, trong lòng cảm thấy thoải mái nhất. Đương nhiên, cũng không nói khi ở cùng Tào Thù Lê và Tiếu Giai thì trong lòng không thoải mái, mà là quen với phong cách tay nghề của Tào Thù Lê và Tiếu Giai rồi, lại cuối cùng với phong cách khác lạ của Vệ Tân mà Hạ Tưởng mong chờ đã lâu không có cảm giác nằm trên giường thoải mái không muốn dậy. Hai tay hắn đặt lên đầu, mắt ti hí, suy tư việc sau này tiếp tục phát triển, cùng với các loại hậu quả có khả năng, trong lòng lại là sự bình tĩnh pha lẫn thản nhiên. Cũng không phải nói tự tin có ông Ngô và ông Cổ ra mặt, hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của phái phản đối, mà là sự việc phức tạp ở chỗ, chẳng những phải đảm bảo cho hắn bình yên vô sự, còn không muốn liên lụy đến Đại Phục Thịnh, sự việc thao tác thế nào, sẽ phí sức suy nghĩ. Nếu cuối cùng hắn quá ung dung, mà Đại Phục Thịnh vì thế này mà bị phái phản đối thành công phết lên một vết bẩn, là lỗi của hắn. Dẫu rằng là do ngôn luận của hắn gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Hắn không phải là người không đảm đương, không thể chỉ lo chính mình mà mặc kệ người khác. Càng huồng hồ người khác này không phải người khác, là thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo. Nếu việc này xử lý không được, vậy thì giữa hắn và đoàn hệ không dễ gì thiết lập tín nhiệm và hợp tác, có khả năng sau đại hội lần thứ 18, dần dần bất hòa. Có lẽ cũng chính là phái phản đối muốn đạt được mục đích lâu dài, phân hóa hợp tác song phương, diệu kế nhất tiễn hạ song điêu. Đối phương muốn lâu dài. Hạ Tưởng càng muốn lâu dài hơn so với đối phương, mới có thể sau khi hóa giải thế công của đối phương, phản thủ một đòn, khiến đối phương cũng nếm quả đắng. Nếu như Philippines không khiêu khích Trung Quốc, nếu như nhảy lên hạ xuống một tháng mà Trung Quốc không tát cho đối phương một cái, lại không đi tiểu trước cửa nhà đối phương không chút tổn thất, vậy thì lần sau khi có thể kiếm lời, chắc chắn có thể lại đến quấy rối. Philippines có phải bị Trung Quốc ngầm ra một đòn, thường dẫn đến uất ức khó chịu hay không? Còn khó nói. Hạ Tưởng tạm thời bỏ qua Nam Hải xa xôi, hắn vẫn muốn quan tâm đến vùng Bắc Kinh.
Này, cơm xong rồi, con sâu lười, dậy ăn cơm đi. Vệ tân từ trước đến giờ không gọi tên hắn, hình như gọi tên hắn có vẻ như bất hòa, Hạ Tưởng cười, chỉ tùy ý mặc bộ đồ lót xuống ăn cơm. Vệ tân kêu lên, muốn chết à, anh mặc thế này, em không cho anh ăn cơm đâu. Hạ Tưởng không còn cách nào, đành phải mặc áo khoác, rất vô tội nói. Được chưa, thật là, ở nhà ăn cơm còn chú ý nhiều như vậy. Có cần a đeo cà vạt không? Lời còn chưa dứt, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Chị vệ, có phải đang ăn cơm không? Em đến xin bữa cơm. Hạ Tưởng nhảy dựng lên, Tống Nhất Phàm. Hắn không nói hai lời xoay người quay vào phòng, khẩn trương mặc chỉnh tề, không thể được, để Tống Nhất Phàm thấy hắn hình tượng nửa lõa thể, hình tượng anh trai tốt sẽ bị phá hủy. Vệ tân thè lưỡi, cố ý mở cửa phòng. Nhất Phàm, thật ngại quá, đang định qua gọi em. Vẫn chưa đi thì em đến. Vừa hay, anh Hạ của em cũng ở đây, hôm nay xem như đoàn viên. À, anh Hạ cũng ở đây, thật không, tốt quá. Tống Nhất Phàm ánh mắt đảo quanh, liếc một cái vào phòng ngủ hỗn độn, mỉm cười. Anh Hạ có phải không có chỗ ở, đến chỗ chị vệ tá túc không đấy? Có một số việc trong lòng biết rõ, nhưng không ai sẽ không vạch trần. Tống Nhất Phàm nửa đùa nửa thật nói, khiến vệ tân hai gò má ửng hồng, cô trách một tiếng. Tiểu Phàm không được nói lung tung, hôm nay là chị lười, dậy vẫn không gấp chăn màn. Em nhớ rõ chị vệ chưa bao giờ không gấp chăn, anh Hạ, anh sẽ không thể lừa người, anh nói là ai ngủ trên giường đây. Hạ Tưởng không có cách nào, hiên ngang nói. Anh, sao biết được, anh đến nói chuyện với vệ tân về phương hướng phát triển của công ty cô ấy, phòng ngủ của cô ấy là nơi riêng tư, anh không có đi vào. Không cần anh tin hay không, em tin là được rồi. Tống Nhất Phàm cười ha ha. Mặc kệ, em ăn cơm trước đây, đói rồi. Hạ Tưởng và vệ tân nhìn nhau một lúc, đều từ mắt đối phương nhìn ra điệu cười bất đắc dĩ. Tống Nhất Phàm vui vẻ ăn cơm, hiển nhiên cô ta đã quen với tay nghề của vệ tân, vừa ăn vừa nói. Chị vệ, đài truyền hình Trung ương quay tập thứ 2, Trung Quốc trên đầu lưỡi, đấy, em tiến cử chị đi tham gia quay phim, nếu như không có tay nghề của chị thì chắc chắn không đặc sắc. Còn nữa. Anh Hạ, em có một việc muốn thông báo với anh một tiếng, bố đến Bắc Kinh đó, anh có muốn đi gặp ông ấy không? Ăn cơm còn không ngừng được miệng của em nữa. Hạ Tưởng cười cầm đũa đánh lên đầu Tống Nhất Phàm, trong lòng đối với Tống Nhất Phàm đáng yêu cười khẽ khi ăn cơm, Tống Nhất Phàm so với lúc học cấp 3 trưởng thành nhiều rồi, nhưng tính cách hoạt bát sáng sủa của cô ta vẫn chưa thay đổi, đã bao nhiêu năm, vẫn luôn là hạt rẻ cười của hắn. Bí thư Tống sao lại đến Bắc Kinh? Hạ Tưởng đang muốn tìm Tống Chiêu Độ thương nghị một việc lớn, sự việc liên quan đến đại kế phản kích của hắn, không ngờ Tống Chiêu Độ lại ở Bắc Kinh, ngược lại là chuyện tốt. Em cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói vì việc của chú Lý. Tống Nhất Phàm gắp một quả cà, cho vào trong miệng nhai vài cái, khen. Tay nghề chỉ vệ lại lên, lại hoặc là, vì làm cơm cho người không giống nhau, tay nghề cũng không giống nhau. Vệ tân lấy chiếc đũa đánh Tống Nhất Phàm một cái. Em nhiều lời quá, đánh em này. Nói với em ăn quả cà là chỉ tự trồng ở trên ban công đó, thuần khiết thiên nhiên, tự nhiên trưởng thành, khẩu vị tự nhiên tốt hơn nhiều. Hạ Tưởng cảm thán, vệ tân thật là một người phụ nữ đạt tới cực hạn của cuộc sống, liền nói. Vệ tân, em và Tiểu Phàm kỳ thật có thể đến vùng ven Bắc Kinh mua một khu biệt thự, sau đó sau hậu viện tự trồng rau quả hoa, cũng là thú vui. Được đấy, em tán thành. Tống Nhất Phàm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà, tiêu rất nhiều tiền, em còn muốn dùng để đầu tư, không muốn đầu tư vào bất động sản. Vệ tân không phải là thiếu tiền, là không nỡ tiêu một phân tiền. Quan niệm của cô là, tiếc tài chính là tiếc phúc. Cuộc sống thoải mái như ý, tinh thần no đủ đi làm việc, kỳ thật, hai cái không phải mâu thuẫn. Hạ Tưởng ngược lại hy vọng vệ tân lấy một ngôi biệt thự, một là yên tĩnh. Hai là có thể tự mình gieo trồng một ít rau quả hoa cỏ, tu thân dưỡng tính. Được rồi, để em xem xét. Vệ tân nghe lời Hạ Tưởng nhất, coi như là đáp ứng rồi. Tống Nhất Phàm vui vẻ cực độ. Tốt quá, em muốn ở tòa biệt thự lớn. Cô mọi chuyện đều có thể tìm được điểm vui thú, kỳ thực dựa vào điều kiện của cô ta, ở biệt thự là chuyện khó sao. Khó có hôm nay thoải mái thư nhàn một lần, buổi chiều, Hạ Tưởng gọi điện cho Tống Chiêu Độ. Được biết ngày mai Tống Chiêu Độ có thời gian,
hoàn toàn nghỉ ngơi một ngày, cố gắng ở cùng Vệ Tân và Tống Nhất Phàm thật tốt. Hạ Tưởng liền đi cùng Vệ Tân và Tống Nhất Phàm lựa chọn biệt thự. Đi được nửa đường, điện thoại vang lên, là Diệp Thiên Nam. Hạ Tưởng nghe điện thoại. Anh Thiên Nam huynh, chào anh. Chủ tịch tỉnh Hạ, có chuyện quan trọng muốn ngồi nói chuyện với chủ tịch, buổi tối có thời gian không? Giọng điệu Diệp Thiên Nam bình tĩnh, có ý áp lực không được bức thiết. Liên tưởng đến Diệp Thiên Nam gần đây có dị động với Chu Hồng Cơ, lại liên tưởng đến sự bấp bênh trong sóng gió ngôn luận. Diệp Thiên Nam lúc này đề xuất gặp mặt nói chuyện, lại còn nói có chuyện quan trọng. Trong lòng Hạ Tưởng giật mình, biết sự việc chắc chắn có biến cố. Hạ Tưởng đoán đúng phân nửa. Sau khi sắp xếp xong thời gian địa điểm gặp mặt với Diệp Thiên Nam vào buổi tối, Hạ Tưởng tiếp tục cùng Vệ Tân và Tống Nhất Phàm đi chọn biệt thự, dù sao cách thời gian gặp mặt còn mấy tiếng đồng hồ, thời gian của hắn cũng đủ. Chủ yếu là hắn rất hiểu Vệ Tân, nếu hắn không đi mua biệt thự cùng cô, quay người lại, cô sẽ biện rất nhiều lý do để không mua nữa. Lấy thực lực Vệ Tân mà nói, mua một căn biệt thự không thành vấn đề. Vấn đề là, Hạ Tưởng muốn để cô hưởng thụ cuộc sống, hít thở không khí thoáng mát vùng ngoại ô, lại tự mình gieo trồng một ít rau quả và hoa cỏ, có lợi cho cơ thể và tinh thần, đối với Vệ Tân mà nói thì rất có lợi cho bệnh của cô. Sống trong tòa nhà cao tầng bị dồn nén, thiếu ánh nắng mặt trời và hương hoa, khó có thể tẩm bổ cho tinh thần của Vệ Tân. Đã bao nhiêu năm, Hạ Tưởng đều không nghe được giọng ca nhẹ nhàng ấm áp êm ả của Vệ Tân, hắn rất muốn nghe được tiếng ca tự nhiên của cô. Tiếng ca cũng là tiếng lòng. Lái cửa chiếc Audi của Vệ Tân, Hạ Tưởng đảm nhiệm vị trí lái xe, phía sau là hai vị mỹ nữ, hắn tâm tình rất tốt, một đường hướng tới phía Tây, thẳng đến biệt thự Tây Sơn ở Tây Giao mà đi. Dọc theo đường đi, tiếng cười nói rộn rã, không biết Vệ Tân và Tống Nhất Phàm nói cái gì đó, dù sao hai người thỉnh thoảng cười vui vẻ, thậm chí Vệ Tân còn ngâm nga hát theo khúc nhạc phát ra từ ô tô. Một bài hát từ lâu rồi. Mũi cay cay làm Hạ Tưởng nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên với Vệ Tân ở quán rượu, đây là khúc nhạc mà Vệ Tân đàn hát. Vệ Tân tiếng cao uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng luôn luôn hiện rõ một cỗ thản nhiên yêu thương mãi không thôi. Hơn nữa tiếng nói cô có mang chút khàn khàn độc đáo, thanh tuyến cực có lực thẩm thấu, nghe giống như âm thanh của tự nhiên. Tuy nhiên cũng là âm thanh của tự nhiên làm người ta thương cảm. Hạ Tưởng nghe say đắm, dường như quay ngược lại thời gian. Hắn nháy mắt một cái đã về với quá khứ. Con người luôn thích hoài niệm quá khứ tốt đẹp, có khi cũng cho rằng thời gian mới quen là đẹp đẽ nhất. Cũng phải, lúc ban đầu quen biết, trao nhau sự chân thành nhất, đều cố ý ẩn giấu khuyết điểm mà phóng đại cái ưu điểm, mới cảm thấy đối phương hoàn mỹ mà làm lòng người say mê. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi những cảm giác ban đầu biến mất, khuyết điểm lộ ra, hai bên lại bắt đầu giày vò đối phương, cho đến khi một bên đã kiệt sức. Cho đến khi tình cảm tiêu tan hầu như không còn. Nhưng cảm tình mà Hạ Tưởng đối với Vệ Tân thì thời gian càng lâu tình cảm càng sâu đậm. Cố nhiên có liên quan tới việc Hạ Tưởng và Vệ Tân không thường cùng ở một chỗ, khoảng cách sinh ra mỹ cảm, cũng khiến Hạ Tưởng yêu Vệ Tân sâu đậm. Đúng vậy, điều mà gần như tất cả mọi người đều không biết chính là, kỳ thật người Hạ Tưởng yêu nhất là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạp, nhưng quyến luyến nhất lại là Vệ Tân. Vệ Tân lúc ban đầu gặp gỡ hắn, lấy tiếng ca của cô để an ủi hắn, khiến hắn đi ra được thung lũng nhân sinh. Hình tượng và tiếng ca của Vệ Tân đã in sâu đậm bên trong con người hắn, khiến hắn vĩnh viễn khó quên được. Mỗi người đàn ông đều có mối tình đầu khó quên nhất, Vệ Tân không được tính là mối tình đầu của Hạ Tưởng, nhưng lại được Hạ Tưởng xem là người phụ nữ của mối tình đầu. Những lời này, hắn vẫn chôn dưới đáy lòng, chưa bao giờ nói cho Vệ Tân biết. Mỗi người đều có bí mật vĩnh viễn sẽ không nói ra cho người khác biết, Hạ Tưởng cũng muốn lưu giữ bí mật của chính mình, chỉ một mình hắn biết được. Hạ Tưởng chỉ có một tâm nguyện, hy vọng Vệ Tân vui vẻ bình an sống hết cuộc đời, dù bệnh tái phát cũng đợi lúc cô về già. Nhưng khi còn trẻ tuổi, nếu cô còn có thể vui vẻ thì hãy thỏa sức vui vẻ. Tới biệt thự Tây Sơn Bắc Kinh cũng giống như ở thành phố Yến, phía Tây giáp Thái Hành Sơn, từ Đan Thành phía Nam tỉnh Yến, đến thành phố Yến. Lại tới Bắc Kinh, vùng núi phía Tây kỳ thật đều có thể xưng là Tây Sơn, có thể cảm nhận được không khí tươi mát khác hẳn với sống ở thành thị, Hạ Tưởng càng kiên định vì Vệ Tân mua một ngôi biệt thự. Nếu Vệ Tân bởi vì vấn đề tiền mà không chịu mua, Hạ Tưởng sẽ vì cô bỏ tiền ra để mua. Thực ra Hạ Tưởng sớm đã có ý định này, chỉ có điều hắn hiểu rõ tính cách của Vệ Tân, nếu hắn nói ra vấn đề tiền bạc, Vệ Tân sẽ rất không vui.
có một tiểu khu biệt thự tên là Thượng Sơn Gian, kiểu dáng nhà và vị trí cũng không tồi, hấp dẫn ánh mắt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trước đây đã làm trong ngành bất động sản, có con mắt chuyên nghiệp, biết nhà đầu tư khai thác phát triển Thượng Sơn Gian có thưởng thức, hơn nữa từ bố cục căn hộ nơi thành thị biến thành những căn nhà đều là những ý tưởng sáng tạo, hắn liền chấm Thượng Sơn Gian. Sau khi qua một loạt cố vấn, Hạ Tưởng vì Vệ Tân chọn lựa một tòa biệt thự với 380 m², có sân nhỏ và gara, có lan can, rất lịch sự tao nhã, tinh xảo mà lại thích hợp, giá cả giảm xuống khoảng 30 triệu. Đắt quá. Thái độ Vệ Tân giống như Hạ Tưởng tưởng tượng, không nỡ mua. Phải đem nhiều tiền như vậy để mua biệt thự, em hiện tại phải mở rộng kinh doanh, 30 triệu dùng để đầu tư, có thể sinh ra biết bao hiệu quả và lợi ích. Này, hay là đừng mua nữa nhé. Hay là, anh mua cho em nhé. Hạ Tưởng liền nói. Đầu tư vì kiếm tiền là vì cuộc sống, chỉ kiếm tiền không biết hưởng thụ cuộc sống, cũng không phải nhân sinh chi đạo. Đúng vậy, chị Vệ, đừng tiếc tiền mà, em sẽ góp 10 triệu. Tống Nhất Phàm vừa nhìn đã thích biệt thự Thượng Sơn Gian, cũng cổ vũ Vệ Tân mua. Em cũng chỉ có 10 triệu, nếu em có 30 triệu, em khẳng định sẽ mua, để một căn phòng trang hoàng thật hoành tráng làm phòng sách. Vệ Tân dẫn do dự. Tiểu Phàm, vậy em hứa ở cùng chị một chỗ nhé, một mình chị ở căn biệt thự, quá lớn. Em đương nhiên cùng với chị sống ở đây rồi, có biệt thự không ở lại đi ở trong cái chuồng bồ câu, em đâu có ngốc. Tống Nhất Phàm vừa nói, một bên hướng Hạ Tưởng làm cái mặt quỷ, ngụ ý chính là thế nào, em đủ làm bạn chí cốt chưa, thay anh chăm sóc Vệ Tân. Cuối cùng Vệ Tân cũng bị thuyết phục, chủ yếu là thái độ kiên quyết của Hạ Tưởng. Cô không muốn khiến Hạ Tưởng mất hứng, tuy rằng vẫn cảm thấy hơi đau lòng, nhưng ngẫm lại tiền có thể lại kiếm, nhưng giây phút vui vẻ của đời người thì phút chốc lướt qua, cô đã nghĩ thông. Hạ Tưởng rất vui mừng, hắn thật lâu không có cảm giác vui vẻ khi được mua sắm, lấy bản vẽ giúp Vệ Tân thiết kế trang hoàng, dùng ánh mắt chuyên nghiệp của hắn nói cho Vệ Tân biết đặt sofa chỗ nào kê giường, dùng vật liệu gì, thiết kế một tủ quần áo như thế nào, v.v. Còn nói cho Vệ Tân biết phía sau vườn nên trồng loại cây cỏ hoa lá gì thì có lợi cho sức khỏe, trừ ra một khoảng trống để trồng gieo trồng rau quả, vừa có lợi cho tu thân dưỡng tính, lại có thể ngăn chặn ô nhiễm. Hạ Tưởng vừa nói như vậy, Vệ Tân buông lỏng tâm hồn, nghĩ tới ở trong sân sẽ trồng một ít nho, phía dưới giàn nho sẽ xây một cái đình, mỗi khi trăng tròn cô có thể ở dưới ánh trăng đánh đàn, thật là có ý thơ. Tống Nhất Phàm cũng nói, rất lãng mạn, thật đẹp. Em cũng phải học đàn, đến lúc đó em và chị Vệ cùng nhau diễn tấu một khúc, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, tưởng tượng xem đẹp đến nhường nào. Hạ Tưởng cười ha ha. Được, anh sẽ đặt cho biệt thự một cái tên là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, người ngọc nơi nào thổi tiêu. Vệ Tân thì thào nói nhỏ. Quả thật là cảnh đẹp đời người, được rồi, em mua. Nhưng nói trước, không cho phép anh bỏ ra một đồng nào. Cũng không phải Tiểu Phàm bỏ tiền, chút tiền ấy, mình em bỏ là được rồi. Hạ Tưởng và Vệ Tân, Tống Nhất Phàm ba người chỉ lo cúi đầu nói chuyện, không chú ý tới xung quanh khác thường, vừa ngẩng đầu mới hoảng sợ, có 4-5 cô gái làm công tác bán hàng vây quanh lấy bọn họ, mỗi người trên mặt đều lộ ra niềm vui bất ngờ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, lấy tay sờ lên mặt, chẳng lẽ trên mặt nở hoa? Vệ Tân và Tống Nhất Phàm cũng ngây ngẩn cả người, vẫn là Tống Nhất Phàm phản ứng nhanh, vươn tay nhỏ bé chỉ vào mặt mấy cô gái trước mắt nhoáng lên một cái. Ê, đừng si mê anh Hạ như vậy được không? Anh ấy hơi đẹp trai một chút, nhưng đẹp cũng không đến mức long trời lở đất. Lời còn chưa dứt, một cô gái trong đó bỗng kêu một tiếng. Oa, anh ta thật sự là Hạ Tưởng. Không được gọi là Hạ Tưởng, phải gọi là Chủ tịch tỉnh Hạ. Bên cạnh một cô gái khác nhéo cô này một cái, nhỏ giọng nhắc nhở cô. Đúng vậy, phải gọi là Chủ tịch tỉnh Hạ, chào ngài, tôi là Ngũ Mị. Một cô gái hơi hơi xoay người hướng Hạ Tưởng cúi đầu vấn an. Hạ Tưởng ha hả cười, giơ tay cùng cô nắm tay. Xin chào Ngũ Mị. Chào Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi là Lâm Hạ. Lại một cô gái hướng Hạ Tưởng cười như ánh mặt trời rạng rỡ. Chào Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi tên gọi là Thẩm Băng. Chào Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi là Dương Tử Hy. Được, bốn cô nàng của cả bộ, chuyện tình Bắc Kinh, toàn bộ đến đông đủ, Hạ Tưởng cười nói. Tên của các cô thật có ý nghĩa. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi đặc biệt sùng bái ngài, ngài xuất hiện,
khiến tôi cảm thấy Trung Quốc lại có hy vọng. Lâm Hạ chớp mắt nói to. Chúng tôi bốn người đều đặc biệt sùng bái ngài, nhất là Thẩm Băng, cô hiểu tiếng Đức, lên trang web nước Đức để truy lùng hành tung của ngài. Khi chúng tôi nhìn thấy ngài diễn thuyết, bốn người chúng tôi hưng phấn đến nỗi cả đêm cũng không ngủ. Khó thấy được các cô gái hiện đại còn quan tâm đại sự quốc tế, Hạ Tưởng có hứng thú cùng mấy người hàn huyên vài câu, đang nói chuyện, bỗng nhiên một người chạy đến trước mặt, lớn tiếng quát. Không cần làm việc nữa à? Nói chuyện phiếm trong giờ làm, thật quá đáng. Mấy cô gái này nghe xong đều sợ tới mức le lưỡi. Tổng Giám Đốc Vương đến đây rồi, xin lỗi Chủ tịch tỉnh Hạ, chúng tôi phải khẩn trương đi làm việc đây. Mấy người vừa tản ra, hiện ra một người đàn ông khoảng 40 tuổi, y ăn mặc rất chỉnh tề, chẳng qua xa sầm mặt, uy thế 10 phần, cao thấp đánh giá Hạ Tưởng vài lần, lạnh lùng nói. Vị tiên sinh này nếu không mua biệt thự, không cần làm ảnh hưởng đến công việc của bộ phận tiêu thụ bán hàng, bộ phận tiêu thụ không phải nơi dành cho anh tán gái đâu. Hạ Tưởng còn chưa kịp tức giận, Tống Nhất Phàm đã tức giận, cô tiến về phía trước một bước, tức giận nói. Trợn to mắt của anh mà nhìn, anh Hạ bên người có chị vệ và tôi, còn không đến lúc thu nạp tiểu thư bán hàng nhà ông. Ông không cần coi thường người khác như vậy nhé. Tổng Giám Đốc Phương nổi giận. Cô sao lại mắng chửi người? Rất xin lỗi, mời các anh chị rời khỏi trung tâm tiêu thụ xây dựng của tôi, biệt thự không bán cho các anh chị. Tống Nhất Phàm còn muốn tranh luận, nhưng bị vệ tân giữ chặt, vệ tân nói. Nếu không bán cho chúng tôi cầu còn không được. Đi, đi nơi khác. Hạ Tưởng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo như vậy, vốn định lý luận vài câu, nhưng lại thôi, vốn chính là muốn tự do mua bán, giờ lại bị cưỡng mua không thành. Hắn kéo Tống Nhất Phàm và vệ tân, xoay người bước đi, rộng lượng, thong dong và bình tĩnh, từ đầu đến cuối không nói với Tổng Giám Đốc Phương một câu. Mới đi hai bước, chợt nghe đến Lâm Hạ vội vàng nói với Tổng Giám Đốc Phương. Tổng Giám Đốc Phương, chú có biết anh ta là ai không? Có thể là ai, một con nhà giàu mới nổi. Cái gì con nhà giàu mới nổi, anh ta là Hạ Tưởng Chủ tịch tỉnh Hạ. À, Vương Tổng trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là Chủ tịch tỉnh Hạ. Đương nhiên là thật, tôi không dám nói đùa. Tất cả những cô gái thuộc bộ phận tiêu thụ đồng thanh trả lời. Tổng Giám Đốc Vương sửng sốt một lát, đột nhiên chạy vọt ra, ngăn ở trước mặt Hạ Tưởng. Vẻ mặt kích động, miệng hơi run run nói không ra lời, sau một lúc lâu mới đột nhiên, bộp, một tiếng quỳ xuống trước Hạ Tưởng, lệ rơi đầy mặt. Chủ tịch tỉnh Hạ, ân nhân. Hạ Tưởng lập tức sợ ngây người. Nhân sinh là hạt giống, rơi xuống đất sẽ mọc rễ. Tương tự, những gì một người đã làm cũng là một hạt mầm, gieo trồng hạt lương thiện, thu hoạch cũng là sự lương thiện, gieo trồng loại hạt thù hận, thu hoạch cũng là sự thù hận. Giống như đạo lý trồng dưa trồng đậu được đậu, trồng nhân gì được quả đó, không có khả năng trồng đau khổ mà lại thu hoạch được hạnh phúc, giống như việc trồng hạt dưa hấu không có khả năng thu hoạch một gốc vừng. Hạ Tưởng không phải bao thanh thiên, hắn chừng chỉ tham quan đả kích ác bá, hoặc là vì dân chờ lệnh vì dân giải oan, cũng có tư lợi trong việc đấu tranh chính trị. Nhưng đấu tranh chính trị là vì nắm giữ quyền to là vì mở rộng quan niệm năng lực của hắn. Hạ Tưởng không phải không có tư lợi, nhưng hắn tin tưởng, tư lợi của hắn khẳng định ít hơn rất nhiều người, hơn nữa tư lợi của hắn cũng nằm ở bên trong nền móng chiến thắng. Rất nhiều người đều không hiểu đạo lý đã quang vinh đều quang vinh đã tổn hại, đều vô tư cho rằng, tôi chế tạo chất lượng thực phẩm có vấn đề, chỉ dùng để chiên rán dầu mỡ, tôi không ăn, sẽ không bị gì. Kỳ thật không phải như vậy, mỗi người đều nghĩ như thế. Liền trở thành chuyện buồn cười nhất thời đại trong vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc, thực phẩm dễ bị tiêu chảy. Cái gọi là thực phẩm dễ bị tiêu chảy, chính là mỗi loại thực phẩm người sản xuất đều biết rõ thực phẩm chính mình làm ra là rác rưởi, có vấn đề, bởi vậy chưa bao giờ ăn. Nhưng vấn đề là, người làm bánh quẩy không ăn bánh quẩy, lại cứ ăn gạo, nhưng gạo có độc. Rồi người bán gạo có độc không ăn gạo có độc, uống sữa, kết quả là sữa độc. Người bán sữa bữa sáng ăn bánh quẩy, cơm trưa ăn gạo, cơm chiều uống vào rượu cồn công nghiệp, và ăn rau quả có độc. Đều ôm ý tưởng tốt đẹp rằng không ăn thực phẩm chính mình sản xuất, cho rằng có thể chỉ hại người khác không hại chính mình, nhưng lại không biết, nhân gian tốt đẹp cần mỗi một con người sáng tạo, bất kể có nguyện ý hay không, trong vấn đề an toàn thực phẩm, không ai là một hòn đảo đơn độc, không ai có thể chỉ lo thân mình.
Ngành sản xuất thực phẩm Trung Quốc dưới cái lối suy nghĩ như vậy, không ai là người chiến thắng, đều bị đối phương cho ăn thực phẩm có độc hát chết. Xét đến cùng, đó là bị tư lợi của mình giết chính mình. Hạ Tưởng giơ tay muốn nâng dậy Tổng Giám Đốc Phương, kết quả kéo một cái cũng không động đậy, hắn trong lòng rất khó hiểu, cho dù hắn là chủ tịch tỉnh, cũng không đến mức khiến đối phương cả kinh quỳ rạp xuống đất. Nghĩ cũng không đúng, Tổng Giám Đốc Phương miệng nói hắn là ân nhân, tất có ẩn tình. Hắn quả thật đã làm một ít chuyện tốt, nhưng thật sự nghĩ không ra có chuyện gì đáng giá làm cho người ta phải quỳ như vậy, liền nói. Tổng Giám Đốc Phương, trước hết hãy đứng lên rồi nói. Chủ tịch tỉnh Hạ không tha thứ tôi liền không đứng dậy. Tổng Giám Đốc Phương tặng cho chính mình một bạt tai. Tôi hôm nay tâm tình không tốt, mạo phạm chủ tịch tỉnh Hạ, xin chủ tịch tỉnh Hạ phê bình tôi. Hạ Tưởng tức giận. Ông mà không đứng dậy, tôi đi liền. Hắn không thích gặp người động một chút liền quỳ xuống đất, mặc kệ hắn đối với người khác có bao nhiêu đại ân tình. Cũng không muốn bị người ta quỳ lạy. Tổng Giám Đốc Vương đành phải đứng lên, xoa xoa tay, chảy nước mắt. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi Vương Chi Chí không ra gì. Hạ Tưởng mặt trầm xuống. Có việc gì cứ nói. Lý Hướng Văn là của anh họ của tôi. Vương Chi Chí nói. Nếu không có chủ tịch tỉnh Hạ, oan tình của anh họ tôi giống như đá chìm đáy biển. Tôi. Ông ta nghẹn ngào nói không được nữa. Khi Tổng Giám Đốc Phương tự thuật lại câu chuyện, Hạ Tưởng nghe rõ sự tình từ đầu đến cuối, Lý Hướng Văn ở Tấn Dương bị địch quốc công hãm hại chết, Vương Chi Chí rất đau lòng. Ở Bắc Kinh bỏ ra một khoản tiền muốn thay Lý Hướng Văn giải oan, kết quả tiền bỏ ra không ít, mà việc lại không thành, khiến Vương Chi Chí đau lòng không muốn sống, lại căm thù quan trường hắc ám đến tận xương tủy. Không ngờ, khi ông ta nghĩ đến oan tình của Lý Hướng Văn như đá chìm đáy biển không còn có cơ hội xoay chuyển, lại được Hạ Tưởng vốn xưa nay không quen biết gặp được lão Lý. Được Hạ Tưởng hỏi đến, vụ án Lý Hướng Văn chẳng những được đem ra phúc thẩm, chẳng những trầm oan được rửa sạch, hơn nữa còn liên lụy ra rất nhiều tham quan, khiến cho Vương Chi Chí thở dài nghĩ ông trời có mắt. Càng làm cho Vương Chi Chí coi Hạ Tưởng là ân nhân. Hạ Tưởng tâm tình thật lâu mới lấy lại bình tĩnh. Rất nhiều thời điểm hắn trừng trị tham quan đả kích ác bá. Chưa từng nghĩ tới sẽ có hồi báo gì, hắn ở vị trí nào nghĩ việc chỗ đó. Là vì nước trừ gian vì dân chờ lệnh, nhưng nói đi còn có nói lại, cũng quả thật bởi vì hắn trừng trị tham quan đả kích ác bá mà khiến vô số người nhận được ân huệ. Vương Chi Chí chính là một trong số đó. Chiến tích lớn nhất của người làm quan chính là tạo phúc cho dân chúng, vui mừng lớn nhất là khiến dân chúng có oan giải oan. Khiến dân chúng còn có niềm hy vọng ở pháp luật. Cuối cùng Vương Chi Chí giảm giá 40% bán cho Vệ Tân một căn biệt thự, vốn ông ta muốn tặng không một căn, Hạ Tưởng không cần, ông ta vừa muốn giảm giá 70%, nhưng Hạ Tưởng nói giảm 40%, dù sao có một số việc không thể quá lộ liễu, còn thêm vào tặng một khu vườn nhỏ và một vị trí đỗ xe, đồng thời lại miễn giảm phí bất động sản, kỳ thật so với giảm 70% cũng không sai biệt lắm. Giảm đi phí tổn, Vương Chi Chí bán biệt thự cho Vệ Tân, kỳ thật là thâm hụt tiền bán ra. Nhưng ông ta cũng không có lỗ, thứ ông ta kiếm được chính là tâm hồn bình yên và vui vẻ, có thể giáp mặt nói với Hạ Tưởng một tiếng tạ ơn, và vì bạn bè của Hạ Tưởng làm một chút gì đó, ông ta kiếm ít mấy triệu cũng đáng. Trên đường trở về, Vệ Tân và Tống Nhất Phàm vẫn trầm mặc không nói gì, dường như đã bị cái gì làm xúc động. Qua thật lâu, Tống Nhất Phàm mới sâu kín nói một câu. Anh Hạ! Hóa ra anh còn vĩ đại như vậy. Chỉ là một câu thì cho qua, Hạ Tưởng cũng sẽ không nói cái gì, không ngờ Tống Nhất Phàm lại nói nhiều hơn một câu. Em vẫn cứ nghĩ anh chỉ biết đến chơi. Hạ Tưởng thiếu chút nữa bị câu nói chọc cười ha ha, Tống Nhất Phàm thật biết chọc người, rõ ràng một câu hay khi cô nói ra lại có hiệu quả hài kịch. Vệ Tân cũng nói. Đúng vậy, hóa ra anh ấy thật đúng là một người bình thường và vĩ đại. Cái vĩ đại của anh ở chỗ. Anh là một người bình thường. Hạ Tưởng nói. Cái bình thường của anh ở chỗ, anh vốn chính là một người bình thường. Được rồi, đưa các em về đến nhà, anh phải đi ứng chiến đây. Không để ý sự phản đối nổi loạn của Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng để hai người ở lại đó, xoay người đi gặp Diệp Thiên Nam. Cuối cùng đã giúp Vệ Tân giải quyết được một việc lớn, biệt thự Tây Sơn, nơi có núi có nước có ánh mặt trời, có thể thu hoạch toàn bộ hy vọng và yêu thương của Vệ Tân. Hy vọng Vệ Tân sau này trong cuộc sống, có thể sống thoải mái vui tươi, có thể hạnh phúc mà mơ mộng.
Nguyện vọng tốt đẹp của Hạ Tưởng cuối cùng cũng được thực hiện, trong những năm Vệ Tân sinh thời, cô vẫn ở tại biệt thự đó, cùng Tống Nhất Phàm tình nghĩa chị em, vui vẻ không lo ưu phiền, bệnh tật của cô cũng không có phát tác, có lẽ là phong cảnh non nước ở xung quanh biệt thự đã khiến tâm tình cô thoải mái, cũng có lẽ là được Tống Nhất Phàm bên cạnh làm bạn khiến tâm tình cô thư thái hơi, tóm lại, cuộc sống của Vệ Tân trong biệt thự gần Bắc Kinh, an nhàn mà thong dong. Tống Nhất Phàm cũng thực hiện giấc mộng của cô, đem một phòng trong căn biệt thự trang hoàng thành thư phòng, bên trong bầy đầy tàng thư. Mặc kệ như thế nào, quyết định của Hạ Tưởng, khiến cơ thể và tinh thần của Vệ Tân an cư ở tại nơi Sơn Thủy, có được một đoạn thời gian hạnh phúc mỹ mãn. Gặp mặt Diệp Thiên Nam ở câu lạc bộ Lĩnh Nam. Câu lạc bộ Lĩnh Nam, chính là văn phòng Lĩnh Nam trước kia tại Bắc Kinh. Sau khi văn phòng tại Bắc Kinh bị hủy bỏ, đổi thành khách sạn có tính chất câu lạc bộ. Khi Hạ Tưởng tới, Diệp Thiên Nam đã đợi ở cửa đón chào. Hạ Tưởng cũng không khách sáo với Diệp Thiên Nam, chỉ đơn giản một cái bắt tay thật chặt, không nói được một lời tùy ý để Diệp Thiên Nam dẫn vào bên trong phòng. Diệp Thiên Nam vẻ mặt ngưng trọng, cũng không nhiều lời, chỉ đi trước dẫn đường, bước chân vội vàng mà nặng trĩu. Hạ Tưởng chỉ biết, khẳng định sự tình biến số không nhỏ. Tới phòng, Diệp Thiên Nam đợi Hạ Tưởng ngồi xuống trước, sau đó y mới ngồi xuống. Vừa ngồi xuống liền nói thẳng vào vấn đề. Chủ tịch Tỉnh Hạ, sự tình có biến, tình thế biến hóa rất nhanh. Hạ Tưởng và Diệp Thiên Nam đã có mối quan hệ nhiều năm, rất ít nhìn thấy bộ dáng Diệp Thiên Nam kinh hoàng thất thố, ngay cả năm đó khi Diệp Thiên Nam thảm bại, y cũng duy trì được phong độ, nhưng Diệp Thiên Nam trước mắt lại có vẻ mặt bối rối không nói, còn giọng điệu cực nhanh, đã không có sự trấn tĩnh tự nhiên của ngày xưa, chứng tỏ, tình thế quả thật đã xảy ra biến đổi lớn. Anh Thiên Nam, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hạ Tưởng cũng có thể đoán được một phần, sự tình hẳn là rất bất lợi cho phương hướng phát triển của y, nói đúng là, hệ số nguy hiểm của y tăng lên, nhưng sự trấn tĩnh của hắn không phải là làm bộ, mà là trong lòng sớm có dự cảm, biết sự tình nhất định sẽ có độ nghiêng nhất định, hoặc là nói, sự tình tất nhiên sẽ được đẩy theo hướng trái ngược. Nhưng rốt cuộc khi nào thúc đẩy, lại là mấy hướng thúc đẩy, đương nhiên hắn không được biết rồi. Từ việc Diệp Thiên Nam vội vàng hẹn hắn gặp mặt, đến việc hắn và Diệp Thiên Nam bây giờ ngồi đối mặt cùng với nhau, Hạ Tưởng kỳ thật ít nhiều đoán được vài phần ý đồ thực sự của Diệp Thiên Nam, nhưng không dám khẳng định, dù sao giữa hắn và Diệp Thiên Nam từng có mối quan hệ thân thiết, tuy rằng phục hồi không ít quan hệ, nhưng hắn không cho rằng Diệp Thiên Nam thực sẽ vì hắn suy nghĩ, và sẽ âm thầm mật báo. Nhưng lúc này xem ra, Diệp Thiên Nam có khả năng đảo hướng sang hắn, Hạ Tưởng trong lòng liền tràn đầy chờ mong. Anh Hạ, Diệp Thiên Nam không hề xưng hô Hạ Tưởng theo chức vụ, mà là than nhỏ một tiếng, nói. Có người muốn lấy sự kiện ngôn luận bay lên đến độ cao chính trị, tức là nói, muốn phải hai chọn một giữa Phó Thủ tướng Đại và anh Hạ. Nói không cần phải nói trắng ra, Hạ Tưởng hoàn toàn hiểu được điều Diệp Thiên Nam đang ám chỉ, hai chọn một ý chính là phải để một người gánh vác hậu quả sự kiện ngôn luận. Ồ, Hạ Tưởng thốt lên một câu. Nếu Diệp Thiên Nam chủ động tiết lộ tin tức cho hắn, chứng tỏ Diệp Thiên Nam muốn nói một số tin tức cho hắn biết. Diệp Thiên Nam dù sao cũng là người thân tín của Thủ tướng, hơn nữa còn từng là người Thủ tướng nể trọng nhất, y và Chu Hồng Cơ cùng lúc hiện ra ở Trung Nam Hải, vốn đã nói lên rất nhiều vấn đề. Phái bảo thủ tìm Thủ tướng, mời Thủ tướng tỏ thái độ đối với sự kiện ngôn luận, Thủ tướng hỏi ý kiến của tôi. Diệp Thiên Nam đang châm trước ngôn ngữ. Tôi theo góc độ khách quan đưa ra mấy ý kiến tham khảo, hy vọng Thủ tướng không đếm xỉa đến, nhưng Thủ tướng dường như không nghe, ngược lại yêu cầu tôi đưa ra những ý kiến tốt hơn. Cái gọi là ý kiến tốt hơn, chính là làm như thế nào để lợi dụng sự kiện ngôn luận đạt tới ích lợi lớn nhất. Hạ Tưởng khẽ nhíu mày, hắn có thể lý giải cách nghĩ của Thủ tướng, dù sao giữa hắn và Thủ tướng chưa từng có giao tình quá cứng rắn. Ở vấn đề lớn, Thủ tướng không có trách nhiệm giữ gìn lợi ích của hắn. Cũng không cần phải chiếu cố cảm xúc của hắn, người trong quan trường, rất nhiều thời điểm ích lợi phải được ưu tiên. Hơn nữa hành động này của Thủ tướng chưa chắc chính là nhằm vào hắn, rất có khả năng là muốn giữ cân bằng với Đại Phục Thịnh. Anh Thiên Nam lại nói như thế nào? Hạ Tưởng hỏi. Diệp Thiên Nam khẽ lắc đầu. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ tỏ vẻ hy vọng sự kiện ngôn luận mau chóng qua đi, không cần ảnh hưởng đại cục là tốt lắm rồi. Thủ tướng không nói gì nữa. Để cho tôi về Lĩnh Nam trước. Lời nói của Diệp Thiên Nam có độ tin cậy nhất định, nhưng không thể tin hoàn toàn,
Hạ Tưởng đối với Diệp Thiên Nam có độ tín nhiệm nhất định, nhưng sẽ không hoàn toàn tin. Hành động này của Diệp Thiên Nam là phản bội ý của Thủ tướng, nếu Thủ tướng biết được, tất nhiên sẽ rất là bất mãn đối với Diệp Thiên Nam, cho nên nói, Diệp Thiên Nam đang làm một cuộc phiêu lưu chính trị mạo hiểm. Nhưng Hạ Tưởng tự nhận hiện tại trọng lượng của hắn vẫn chưa đủ để khiến Diệp Thiên Nam hoàn toàn rời bỏ phe cánh hiện tại, để có thể toàn tâm phục vụ cho hắn, nhưng Diệp Thiên Nam lựa chọn hướng hắn mật báo, tất có dụng ý sâu xa. Dựa vào tác phong đối nhân xử thế của Diệp Thiên Nam, nhất cử nhất động của y đều đã suy nghĩ cặn kẽ, nhất là ở sự tình hàng lối trong vấn đề quan trọng, y không có khả năng chỉ bằng giao tình liền mạo hiểm phiêu lưu chính trị. Hơn nữa Hạ Tưởng tự biết, Diệp Thiên Nam và hắn chưa mối giao tình thâm hậu như vậy. Còn nữa, trên lĩnh vực chính trị, giao tình lớn đến mấy cũng làm sao lớn bằng lợi ích. Hạ Tưởng trầm ngâm một lát, nâng chén hướng Diệp Thiên Nam ra hiệu. Cảm ơn anh Thiên Nam. Diệp Thiên Nam vẻ mặt khó hiểu. Anh Hạ, anh khẳng định đã có sách lược ứng đối, có thể làm tới cùng hay không, nói cho tôi biết một chút, nếu không, tôi vẫn sẽ không yên lòng. Mặc kệ Diệp Thiên Nam là thật tâm quan tâm hắn, hay là thầm nghĩ muốn thăm dò hắn, Hạ Tưởng tất yếu phải cùng Diệp Thiên Nam giao tình tới cùng, để biểu hiện hắn rất cảm tạ Diệp Thiên Nam đã mạo hiểm chính trị. Sách lược ứng đối thật ra có, nhưng không dám nói nhất định sẽ khả thi. Tôi chỉ có thể nói cho anh Thiên Nam chính là, thời điểm ở quận Hạ Mã tôi đã bắt đầu vật lộn sóng gió, thẳng cho tới hôm nay, tôi vẫn như cũ đứng thẳng đầu ngọn sóng. Hạ Tưởng giọng điệu rất kiên quyết. Ánh mắt rất kiên định. Diệp Thiên Nam đón nhận ánh mắt Hạ Tưởng, ước chừng có nửa phút không nói gì. Y đứng lên, không để ý lễ tiết quay lưng về phía Hạ Tưởng, mặt hướng ngoài cửa sổ, tay chắp sau lưng, bóng dáng cô độc mà tĩnh mịch. Hạ Tưởng không dám xác định Diệp Thiên Nam lần này đến, là chỉ đại diện cá nhân y, hay là có thay hệ bình dân đến thử ý hắn, cho nên lời nói mới kiên quyết mà quyết đoán, không để đường rút lui. Chính là nếu chẳng may Diệp Thiên Nam đại diện thế lực một phương đến thử lập trường của hắn, lời của hắn chính là câu trả lời rất có lực, hắn không sợ hình thức công kích như thế nào, cũng có đủ thực lực vật lộn sóng gió, và sẽ cười đến cuối cùng trước đầu ngọn sóng. Mà Diệp Thiên Nam quay lưng, lại đầy thâm ý. Năm đó khi Hàn Tín dụng binh tự trọng, và Lưu Bang, Hạng Võ hình thành thế vạc ba chân. Tiến, có thể cùng Lưu, Hạng chia ba thiên hạ, tự lập làm vương. Lùi. Ông ta trợ giúp ai, người đó độc chiếm thiên hạ. Lúc ấy dưới tay ông ta có một mưu sĩ, xem tướng cho ông ta, nói lưng ông ta là tướng đế vương. Ngụ ý tất nhiên là bảo ông ta phản Lưu Bang, tự lập vương. Nhưng Hàn Tín trung quy không có hạ quyết tâm, cuối cùng giúp đỡ Lưu Bang hoàn thành nghiệp đế vương, nhưng kết cục cũng là rất thảm. Phỏng chừng Diệp Thiên Nam lúc này cũng là nhớ tới thế khó xử của Hàn Tín năm đó, y lưu tấm lưng cho Hạ Tưởng thấy. Là muốn nói cho Hạ Tưởng biết y muốn quay lưng rời bỏ phe cánh hiện tại. Hay là muốn ám chỉ Hạ Tưởng có nguyện ý nhận y cải tà quy chính. Hạ Tưởng trầm ngâm trong chốc lát, mới đứng phía sau lưng Diệp Thiên Nam nói. Anh Thiên Nam, cảm ơn thịnh tình của anh hôm nay, tôi nợ anh một bữa cơm thịnh soạn. Khi cơ hội thích hợp, nhất định sẽ mời lại. Diệp Thiên Nam chậm rãi chuyển mình, vẻ mặt có chút vui mừng, khẽ gật đầu. Chủ tịch tỉnh Hạ khách khí. Hôm nay bữa tiệc hơi đơn giản một chút, chủ yếu là thời gian quá gấp gáp, đồ ăn tuy rằng đơn sơ, nhưng đầy ắp tâm ý. Một đối một đáp, Hạ Tưởng và Diệp Thiên Nam đã hoàn thành một cái bắt tay không dấu vết. Diệp Thiên Nam đưa Hạ Tưởng đến ngoài cửa, cầm chặt tay Hạ Tưởng nói. Bí thư Trần vẫn luôn nhớ chủ tịch tỉnh Hạ, ông ta thỉnh thoảng nhắc tới anh, chủ tịch tỉnh Mễ cũng vậy. Tỉnh ủy Lĩnh Nam, những người nhớ chủ tịch tỉnh Hạ không phải số ít nha. Hạ Tưởng hiểu tâm tư Diệp Thiên Nam, với lực ảnh hưởng của hắn ở Lĩnh Nam, nếu cùng Trần Hạo Thiên, Mễ Kỳ Hỏa chào hỏi một tiếng, Diệp Thiên Nam công tác ở Lĩnh Nam sẽ thuận lợi hơn. Đợi ô tô Hạ Tưởng biến mất ở xa xa, Diệp Thiên Nam mới thu hồi vẻ mặt hơi hơi cứng ngắc, lấy điện thoại gọi tới một dãy số. Hồng Cơ, cuộc hẹn ngày mai tạm thời hủy bỏ, tôi đột nhiên gặp một tình huống, không thoát thân được. Chu Hồng Cơ ngạc nhiên. Không phải đã nói trước rồi sao? Anh Thiên Nam, việc này không tốt lắm đâu. Thật ngại quá, tôi sẽ tự mình giải thích với Thủ tướng một chút. Diệp Thiên Nam không đợi Chu Hồng Cơ nói hết, lập tức ngắt điện thoại. Ở cửa câu lạc bộ Lĩnh Nam ngây người một lát, thần sắc Diệp Thiên Nam dưới ánh sáng ngọn đèn chiếu rọi xuống, âm u không định, nhưng vô cùng kiên nghị, y ngồi trên chiếc xe chuyên dụng đến đón y,
vừa lên xe, lại gọi một cuộc điện thoại. Mời chuyển cáo thủ tướng, sáng mai tôi có chuyện quan trọng phải báo cáo. Ngồi xe về tới chỗ ở của Vệ Tân, Hạ Tưởng gõ cửa, thấy Vệ Tân và Tống Nhất Phàm đều đang đợi hắn. Vệ Tân và Tống Nhất Phàm mặc áo ngủ giống nhau như đúc, vừa nhìn giống như chị em sinh đôi. Kỳ thật trước kia Hạ Tưởng chưa bao giờ cảm thấy Vệ Tân và Tống Nhất Phàm giống nhau, nhưng hai người cùng một chỗ thật có điểm giống như hai chị em. Giống như nam nữ cùng ở một chỗ lâu sẽ có cảm giác giống như vợ chồng, có lẽ đây là đạo lý tính cách gần mà tướng mạo giống nhau. Hạ Tưởng vừa mới ngồi xuống, Tống Nhất Phàm đưa lên chén trà, Vệ Tân tiếp trái cây, hai người săn sóc như vậy, ngược lại khiến Hạ Tưởng sinh cảnh giác, không khỏi hỏi. Nói đi, có yêu cầu gì phải không? Tống Nhất Phàm cười nói. Anh thật là quá đáng, không cần nói trực tiếp như vậy được không? Đúng vậy, ít nhiều cũng phải nói được uyển chuyển, hàm xúc một chút, hơn nữa anh lại là chủ tịch tỉnh. Vệ Tân cũng phụ họa theo Tống Nhất Phàm. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa nghiêm mặt. Hai đồng chí Vệ Tân, Nhất Phàm, các cô trong công tác gặp khó khăn gì có thể nói với tổ chức, chỉ cần điểm xuất phát là vì công việc, tôi nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng về sau không được đùa giỡn đi đường ngang ngõ tắt, nhớ kỹ chưa? Nể tình các cô là nữ đồng chí, tôi trước hết tha các cô một lần, nhớ kỹ, lần sau sẽ không có ngoại lệ đâu. Ha ha! Tống Nhất Phàm cười ngặt nghẽo, ôm bụng ngồi ở trên mặt đất, không có một chút hình tượng thục nữ, bởi vì thái độ ngồi dưới đất không đúng, khiến cho áo ngủ hất lên phía trên đùi, lộ ra một đôi chân sáng bóng tràn đầy sức xuân. Tống Nhất Phàm vẫn như cũ, vẫn có được vốn thanh xuân kiêu ngạo lòng người. Vệ Tân còn đỡ, tuy rằng cũng vui cười, nhưng vẫn giữ được tư thái, không ngã ra. Hạ Tưởng còn rất khó hiểu. Cười cái gì mà cười? Thực sự đáng cười như vậy sao? Kỳ thật hắn bình thường trong công việc cũng không ít lần dùng vẻ mặt để dạy người khác, nhưng khi cùng Vệ Tân, Tống Nhất Phàm ở cùng một chỗ, tự nhiên liền tháo ngụy trang, không giống như một số cán bộ làm quan lâu năm, chẳng phân biệt được thời gian trường hợp đều là một vẻ mặt cán bộ. Hạ Tưởng không cảm nhận thấy, nhưng ở trong mắt Tống Nhất Phàm và Vệ Tân thì cảm thấy buồn cười, cũng quả thật hắn bình thường có tính tùy ý, chỉ cần bên người không có thư ký, lái xe và những cán bộ tiền hô hậu ủng lớn nhỏ, hắn sẽ quên mất thân phận chủ tịch tỉnh của chính mình, trong lòng Tống Nhất Phàm và Vệ Tân hắn cũng chưa từng là chủ tịch tỉnh. Sợ là Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh không có quan uy nhất trong nước. Kỳ thật Hạ Tưởng không phải không có quan uy, chẳng qua bình thường sẽ không để lộ ra ngoài mà thôi. Người thật sự đi đến địa vị cao, cuộc sống hàng ngày và trong công việc tuyệt đối hoàn toàn không giống nhau, chỉ có cán bộ tầng thấp nhất mới có thể cả ngày bày ra một bộ mặt tự cao tự đại. Ở trong phố xá sầm uất hô to, cha của tôi là vị này vị nọ, bình thường cũng đều là con cái của cán bộ cấp sở. Đợi các cô cười đủ rồi, Hạ Tưởng mới cười nói. Được rồi, đừng náo loạn nữa, nói chính sự đi, anh lát nữa còn phải đi về. Đêm nay cũng không thể ngủ lại chỗ Vệ Tân nữa, Tống Nhất Phàm rõ ràng là làm bóng đèn rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Em và chị Vệ đã thương lượng một chút. Đưa ra một quyết định đầu tư trọng đại, phải mở một công ty xuất bản tư nhân. Tống Nhất Phàm được Vệ Tân kéo đứng lên, cô mặc áo ngủ nghiêm trang báo cáo, thật sự chẳng ra cái gì cả. Mời lãnh đạo phê chuẩn. Lực chú ý của Hạ Tưởng lại không rớt xuống trên quần áo Tống Nhất Phàm, hắn bị ý nghĩ của Tống Nhất Phàm cuốn hút. Không tồi, công ty xuất bản tư nhân những năm gần đây phát triển nhanh chóng, có xu thế thay thế được nhà xuất bản. Hơn nữa theo sự phỏng đoán của Hạ Tưởng đối với tương lai kinh tế phát triển của Trung Quốc, ngành văn hóa chắc chắn rất hưng thịnh. Xuất bản tư nhân, bao hàm ở bên trong ngành văn hóa. Đối với xuất bản tư nhân, Hạ Tưởng nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng sớm có chú ý, cũng có biết một phần. Kỳ thật từ mười mấy năm trước thời điểm Văn Dương biên thư, thao tác thủ pháp của ông ta chính là hình thức ban đầu của công ty xuất bản tư nhân. Hiện giờ đại bộ phận dễ bán trên thị trường cơ bản đều là một tay công ty xuất bản tư nhân bày ra, nhà xuất bản đã lui về phía sau màn, vừa không có năng lực bày ra sách dễ bán, lại không có con mắt nắm chắc thị trường, con đường thương mại hoàn toàn lưu lạc vào tay công ty xuất bản tư nhân. Nếu thị trường xuất bản hoàn toàn mở cửa, không, chỉ cần mở cửa một phần nhỏ là được, đại bộ phận nhà xuất bản địa phương, nhà xuất bản ngành sản xuất sẽ gặp phải tình trạng đóng cửa, cũng phải. Nhà xuất bản thể chế sơ cứng, nghiêm quản chính sách xuất bản, tác phong hình thức cơ quan,
không ít nhà xuất bản ngoại trừ xuất bản sách giáo khoa và sách tham khảo để kiếm tiền, thì trên cơ bản đã hoàn toàn tách rời với thị trường. Giống như rất nhiều tạp chí văn học đang hấp hối, chỉ đăng một ít tài liệu văn tự ngâm nga vô vị và một số tiểu thuyết chỉ chú trọng đến cảm nhận nội tâm của chính mình, không chú ý đến cuộc sống và thời đại, tuyệt đại bộ phận văn học tạp chí phát hành số lượng ít đến đáng thương. Phải nói, Tống Nhất Phàm nghĩ hướng tới phát triển ngành xuất bản, là ý tưởng cực tinh mắt, Hạ Tưởng lúc này tỏ vẻ tán thành. Hay, ý tưởng tốt lắm, anh hoàn toàn tán thành. Em và Vệ Tân về sau xuất bản một ít bộ sách mang tính tích cực, dẫn đường quan niệm cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc. Tán thành xuông như vậy không được, còn phải nhờ lãnh đạo ủng hộ nhiều mới được. Tống Nhất Phàm kéo cánh tay Hạ Tưởng. Anh Hạ, anh gọi cho Tưởng Tuyết Tùng một cú điện thoại, để ông ta hỏi đến chuyện này một chút. Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi, đùa kiểu gì vậy, thành lập một công ty xuất bản tư nhân phải kinh động đến đường đường là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Bắc Kinh. Làm như Tưởng Tuyết Tùng bí thư tưởng thật sự rảnh rỗi không có việc làm ư. Tống Nhất Phàm hiển nhiên cũng hiểu một ít quy củ quan trường, lại nói thêm. Công ty xuất bản tư nhân ở Bắc Kinh tính cạnh tranh mãnh liệt, em và chị Vệ lại không có danh tiếng, muốn nhanh chóng mở ra thị trường, không đi đường tắt sao được. Muốn mời bí thư tưởng đặt tên cho công ty, lại muốn mời bí thư tưởng đánh tiếng một cái, để các thủ tục phê duyệt, đăng ký bớt rườm rà đơn giản một tí, mau chóng mở ra thị trường. Được không anh Hạ, giúp bọn em được không? Nếu Vệ Tân ra mặt, Hạ Tưởng phỏng chừng sẽ cự tuyệt, nhưng là Tống Nhất Phàm ra mặt, hắn cũng chỉ có thể vô nguyên tắc đáp ứng. Không có biện pháp khác, ai bảo hắn yêu thương Tống Nhất Phàm nhất. Nếu trên đời chỉ có một người có thể khiến Hạ Tưởng vi phạm nguyên tắc của chính mình mở miệng cầu tình, chỉ có thể là một mình Tống Nhất Phàm mà thôi. Hạ Tưởng nể tình Tống Nhất Phàm và Vệ Tân, gọi điện thoại cho Tưởng Tuyết Tùng. Cú điện thoại này không gọi đi thì không cần lo, một khi đã gọi đi, liền lộ ra một đại sự liên quan tới Cổ Thu Thật có đảm nhiệm bí thư thành ủy Bắc Kinh hay không. Kỳ thật trên đường tới chỗ Vệ Tân Hạ Tưởng luôn nghĩ cử chỉ bất thường của Diệp Thiên Nam nhất định phải ẩn giấu nguyên do gì đó. Quả thật, Diệp Thiên Nam từng là đối thủ đáng gờm của hắn, cuối cùng thảm bại nhưng vẫn chưa ngã hoàn toàn, hơn nữa cũng đã từng bắt tay với hắn mấy lần khiến hắn rất khâm phục trí tuệ của Diệp Thiên Nam. Hợp tác chặt chẽ với đối thủ bị mình đánh bại, không phải người bình thường có thể thản nhiên đối mặt, cho dù phẩm hạnh và con đường làm quan của Diệp Thiên Nam theo nguyên tắc của Hạ Tưởng thì có khiếm khuyết nhưng năng lực và trí tuệ chính trị của ông ta vẫn được xem là người trong rồng phượng vô cùng hiếm gặp. Nếu Diệp Thiên Nam biết điểm dừng thì ngay từ đầu đã ở cùng một chiến tuyến với Hạ Tưởng, như vậy thì dưới sự trợ giúp của Hạ Tưởng thì bây giờ ông ta hoàn toàn có thể vào bộ rồi. Nhưng cuộc đời không thể giả thiết. Chính trường cũng chỉ là đường một chiều không có đường lui. Hơn nữa phe phản đối tấn công hắn bằng sự kiện ngôn luận là mượn cớ làm khó Đại Phục Thịnh, là không phải ngăn trở Đại Phục Thịnh nắm giữ quốc vụ viện, mà là có ý khác. Theo tình hình hiện tại, nội bộ chọn người mới thay thế là không thể vì chính trị trong nước không thể thừa nhận chuyện động trời như thế. Khả năng thay thế hầu như không có, nhưng khí thế của phe phản đối không vì thế mà suy giảm, ngược lại còn càng tăng lên gấp bội. Chứng tỏ mưu tính vừa sâu xa lại vừa lâu dài. Đó là nguyên nhân mà Diệp Thiên Nam chịu phiêu lưu mạo hiểm chính trị, cũng muốn đảo hướng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng đã suy xét cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cũng đoán được chút ít, phe phản đối e là lợi dụng sự kiện ngôn luận ép đoàn hệ, thế lực gia tộc nhượng bộ để có được mục đích cuối cùng là lợi ích trong nhiệm kỳ mới. Nói chính xác hơn đó là vì điều động một người mới vào bộ. Chắc chắn là Lôi Trị Học. Lôi Trị Học rất khiêm tốn. Khiêm tốn đến mức một bí thư tỉnh ủy như ông ta như chưa từng tồn tại, khác thường, quá khác thường. Hạ Tưởng lúc đầu cho rằng Lôi Trị Học là người không chí hướng, chỉ muốn hoàn thành nhiệm kỳ cuối cùng ở tỉnh Tây, nhưng sau khi xảy ra sự kiện ngôn luận hắn cảm thấy phía sau sự khiêm tốn của Lôi Trị Học kỳ thật là đang phối hợp trong một trò chơi lớn, chính là đang khiêm tốn để chờ đợi một cơ hội. Lúc đầu Hạ Tưởng cũng không ngờ Lôi Trị Học sẽ có khả năng vào bộ. Nhưng cử chỉ bất thường của Diệp Thiên Nam khiến hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng khác sở dĩ phe phản đối cứ nắm chặt sự kiện ngôn luận không buông thả, là muốn xem như một lợi thế trọng đại, như thế thì lợi ích trao đổi là vô cùng lớn, nhớ tới Ngô Tài Dương mơ hồ tiết lộ 7 ủy viên thường vụ, sâu chuỗi lại các sự việc đó lại, Hạ Tưởng bỗng nhiên sửng sốt. Mấu chốt sự việc e là rốt cuộc có 7 người vào bộ hay là 9 người vào bộ. 9 ủy viên thường vụ chính là kết quả thỏa hiệp năm xưa. Là một bước thi thố mà phe phản đối dùng để duy trì hòa bình và cân bằng. Theo Hạ Tưởng phỏng đoán,
Tổng Bí thư rất kỳ vọng vào 7 ủy viên này. Mà 7 ủy viên thường vụ ít đi rất nhiều hạn chế, huống chi 9 ủy viên thường vụ bây giờ, ít nhất có một ủy viên thường vụ là không có tác dụng, hoàn toàn có thể hủy bỏ, một ủy viên khác có thể kiêm nhiệm. Ủy viên thường vụ của hình thái ý thức chủ quản có thể bỏ qua, sau đó ủy viên của Bí thư Đảng ủy Công an có thể kiêm nhiệm, các biện pháp điều chuyển Bí thư Đảng ủy Công an trong phạm vi toàn quốc chính là tín hiệu chính trị vô cùng mãnh liệt. Trong lòng Hạ Tưởng quá rõ mưu đồ thực sự phía sau sự kiện ngôn luận. Sở dĩ Diệp Thiên Nam bắn tin cho hắn không phải vì hắn có sức hấp dẫn hơn người, cũng không phải phục hắn vì mấy lần đối đầu, càng không phải Diệp Thiên Nam để ý thủ tướng tương lai sắp nhậm chức mà hòng tìm chốn nương nhờ, mà là Diệp Thiên Nam đã ngửi được hơi thở chính trị không tầm thường nên thử mượn cơ hội chu toàn ở giữa để thu lợi cuối cùng. Có nghĩa là mặc kệ Diệp Thiên Nam biết được từ chỗ thủ tướng, hay là tự mình tìm ra manh mối, tóm lại, ông ta đã nhanh chóng phát hiện phe phản đối mượn sự kiện ngôn luận để đạt được mục đích cuối cùng là lợi ích lớn nhất trong nhiệm kỳ mới. Nếu là 7 ủy viên thường vụ, sẽ có 2 người có hy vọng tiến vào Bộ Chính trị Thường ủy vì vấn đề tuổi tác mà rút khỏi Bộ Chính trị, không đảm nhiệm được ủy viên thường vụ, cũng liền không thể tiếp tục đảm nhiệm ủy viên Bộ Chính trị, yêu cầu tuổi tác của ủy viên thường vụ và ủy viên Bộ Chính trị không giống nhau. Kể từ đó theo điều kiện tiên quyết của 7 ủy viên thường vụ, số người trong Bộ Chính trị sẽ không thay đổi, thế thì số thành viên trong Bộ Chính trị sẽ trống ra 2 chỗ ủy viên Bộ Chính trị. Lôi Trị Học có hy vọng rất lớn. Suốt dọc đường Hạ Tưởng nghĩ thông suốt mắt xích trong đó, lại càng có thêm chú ý với sự kiện ngôn luận, vốn định gặp mặt Vệ Tân và Tống Nhất Phàm, sau đó về nhà họ Ngô, nhưng không ngờ lại có chuyện bất ngờ là Tống Nhất Phàm lại bảo hắn phải gọi điện ngay cho Tưởng Tuyết Tùng. Điện thoại của Tưởng Tuyết Tùng vừa gọi đã thông. Chủ tịch Hạ, sao lại nhớ gọi điện thoại cho tôi? Hà hà! Tưởng Tuyết Tùng không tự cao tự đại chẳng đợi Hạ Tưởng mở lời đã lên tiếng trước. Chào Bí thư Tưởng! Ấn tượng của Hạ Tưởng với Tưởng Tuyết Tùng khá sâu sắc, không những thế mà còn có thiện cảm lớn, cho dù hắn rất ít trò chuyện với Tưởng Tuyết Tùng, cũng chẳng phải người chung chiến tuyến. Có việc làm phiền Bí thư chút. Tôi biết không có việc gì cậu sẽ chẳng gọi cho tôi, nói đi, có gì phiền toái ở Bắc Kinh rồi? Tưởng Tuyết Tùng ôn tồn nói. Là thế này. Hạ Tưởng cũng không quá khách sáo với Tưởng Tuyết Tùng nữa, hắn với Tưởng Tuyết Tùng cũng có qua lại, lại còn thay Tống Nhất Phàm mở lời nên cũng rất tự tin, liền tóm lược việc của Tống Nhất Phàm, cũng không quên nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người, nhưng không đề cập tới sự thật Tống Nhất Phàm là con gái Tống Chiêu Độ. Chuyện nhỏ, thực ra không đáng để Bí thư bận tâm, nhưng Tiểu Phàm cứ nói muốn bác Tưởng biết đến, tôi sợ cô ấy quá, nên chỉ có thể phiền Bí thư thôi. Tưởng Tuyết Tùng trầm ngâm giây lát. Tôi thì làm gì được, Chủ tịch Hạ, cậu đừng chuyện bé xé ra to. Tiếng cười vừa dứt lại nói. Được, tôi nhờ thư ký chú ý chuyện này. Có thư ký Tưởng Tuyết Tùng đích thân ra mặt, chẳng khác là ý của bản thân Tưởng Tuyết Tùng, ở Bắc Kinh này, cơ bản là suông sẻ mọi bề. Hạ Tưởng nói tiếng cảm ơn còn chưa dứt đã bị Tưởng Tuyết Tùng ngắt lời. Đừng khách sáo, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu đừng lảng tránh nhé. Vâng, tôi biết sẽ không giấu. Hạ Tưởng đáp chắc nịch. Phải chăng Tống Chiêu Độ sắp đến Bắc Kinh? Tống Chiêu Độ là người Bắc Kinh mà câu Tưởng Tuyết Tùng vừa hỏi hiển nhiên ông ta biết Tống Nhất Phàm là con gái Tống Chiêu Độ. Tất nhiên, ý Tưởng Tuyết Tùng muốn hỏi là có phải Tống Chiêu Độ đảm nhiệm bí thư thành ủy Bắc Kinh hay không, Hạ Tưởng liền nói. Hình như đó là ý đồ của Quốc vụ viện, không phải có tin đồn là bí thư cổ, hồ đồ. Tưởng Tuyết Tùng nói tiếp. Nếu là người khác thì thôi, nhưng anh, Chủ tịch Hạ, tôi phải phê bình cậu một câu, sao mà có thể để cổ thu thật đảm nhận chức phụ bí thư thành ủy Bắc Kinh này, uổng cho mối quan hệ mật thiết giữa cậu với ông ta, lại không đi suy nghĩ sắp xếp con đường của ông ta thế nào. Tưởng Tuyết Tùng vừa dứt lời, Hạ Tưởng xứng người lại, bỗng lóe lên một ý, vỗ đầu đứng lên. Ngốc quá, bản thân luôn u mê, sao lại có thể phạm phải một sai lầm chủ quan cấp thấp như thế này chứ? Cử chỉ của Hạ Tưởng làm Vệ Tân và Tống Nhất Phàm vô cùng sửng sốt, còn nghĩ Hạ Tưởng bị làm sao, Tống Nhất Phàm vội vàng nhẹ nhàng thì thầm bên tai Hạ Tưởng. Không sợ, không sợ, coi như không nghe thấy, đừng nói gì. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, gạt tay Tống Nhất Phàm ra. Im nào, lại nói với Vệ Tân. Được rồi, Bí thư Tưởng đồng ý rồi, ngày mai mọi người đợi tin tức được rồi. Bắc Kinh về đêm, gió nhẹ thật mát mẻ. Hạ Tưởng về thẳng nhà họ Ngô,
vừa xuống xe đã vội vã tới đàm đạo cùng Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương đang đọc sách trong thư phòng, tưởng như nhàn nhã, kỳ thật là đang chờ Hạ Tưởng trở về. Cháu muốn báo với chú một chuyện, Cổ Thu Thật sẽ không đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Bắc Kinh. Hạ Tưởng vừa vào cửa đã reo lên. Ngô Tài Dương không hề ngước lên nhìn Hạ Tưởng lấy một cái, mỉm cười. Giờ con mới biết, so với chú nghĩ thì quá muộn. Cho tới giờ, chú luôn cho rằng mọi chuyện con nhìn rất thấu đáo, nhưng với việc của Cổ Thu Thật, con cũng có phần thiếu sót. Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Từ lâu, chú đã biết cháu nhìn nhầm Cổ Thu Thật mà còn không thèm nhắc nhở, là cố ý muốn cháu đi loanh quanh. Cũng chẳng phải muốn cháu đi đường vòng, mà là đợi tới lúc tự cháu ngộ ra mới có thể thông suốt một đạo lý chẳng có ai chẳng bao giờ phạm sai lầm. Ngô Tài Dương vẫn thản nhiên nhưng trên môi như hé một nụ cười, vì cuối cùng cũng thấy được điểm quan trọng nhất trong vận mệnh tương lai của Hạ Tưởng, cũng là một bước an bài tất yếu nhất. Rốt cuộc ai sẽ đảm nhiệm chức vụ đó? Bây giờ Hạ Tưởng đã biết một điều, Cổ Thu Thật không những tuyệt đối không thể đảm nhiệm bí thư thành ủy Bắc Kinh, mà ngay cả bí thư thành ủy Hạ Giang cũng không có khả năng đảm nhiệm nữa rồi. Không chừng là lôi trị học. Lời của Ngô Tài Dương khiến Hạ Tưởng giật mình, hốt hoảng. Sao lại có thể? Chợt nhớ tới sự kiện ngôn luận mới, gật gật đầu nói. Cũng có khả năng. Hạ Tưởng, cháu thật sự cho rằng lôi trị học có thể sao? Ngô Tài Dương cười cười vẻ bí hiểm hỏi ngay một câu. Hạ Tưởng sửng sốt vì câu hỏi vừa rồi, nghĩ ngợi, lại mỉm cười đùa. Sai, lại sai, vẫn là tầm nhìn thiếu sót. Ngô Tài Dương cười vui vẻ. Cháu biết vậy là được rồi, nếu như bây giờ cái gì cháu cũng biết thì mấy người như chú còn có tác dụng gì. Chú khuyên một câu, không phải muốn ba hoa, mà là muốn nói với cháu rằng kinh nghiệm của các cụ là món của cải vô cùng quý giá, không trải qua nhiều việc chỉ dựa vào lòng nhiệt tình và nói suông thì không thể thống lĩnh ba quân. Hạ Tưởng khiêm tốn. Vâng, cháu biết rồi. Nghĩ ngợi, Hạ Tưởng nói ra cách nhìn mới về thế cục của mình. Lôi trị học sẽ vào bộ, nhưng phần lớn là chức vụ phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Ngô Tài Dương khẽ gật đầu. Lần này coi như cháu đã đúng, chứng tỏ cháu không kém cỏi, chưa u mê hoàn toàn. Trên tổng thể thì phương hướng như thế, nhưng vẫn chưa phải xác định cuối cùng. Hạ Tưởng cũng biết tình thế trước Đại hội Đảng 18 có vẻ phức tạp hơn mấy lần Đại hội Đảng trước đó, đầu tiên là một ủy viên Bộ Chính trị rớt đài, sau đó là chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, lại có cải cách thể chế chính trị lĩnh Nam, hiện tại lại có sự kiện ngôn luận, sóng gió không ngừng, dư chấn liên tục. Diệp Thiên Nam vừa mới gặp cháu nói rằng, phe bình dân có thể sẽ liên kết với phe phản đối, trong sự kiện ngôn luận đều áp dụng lập trường giống nhau. Hạ Tưởng tiết lộ việc gặp Diệp Thiên Nam. Ngô Tài Dương nghe xong như nhớ ra điều gì bèn nói. Mỹ xảy ra chuyện, đúng lúc đã làm tan sóng gió ngoại giao do lời phát ngôn của cháu dẫn tới. Nước Mỹ cuối cùng cũng đã xảy ra chuyện. Hạ Tưởng thở dài một hơi, không phải vui sướng khi người khác gặp họa, mà là chờ mong niềm vui bất ngờ. Chứng minh Liên Nhược Hạm ở nước Mỹ có ảnh hưởng quả thực phi phàm, trong thời gian ngắn sắp xếp kế hoạch phản công là không đơn giản. Nhưng phương pháp cụ thể là cái gì Hạ Tưởng vẫn chưa biết, liền hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngô Tài Dương không trả lời vấn đề của Hạ Tưởng trước, mà vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Cậu thật sự không hiểu tình hình. Thật sự không hiểu. Hạ Tưởng chắc chắn đáp, trong lòng thầm nói, quả thật chỉ biết thứ một không biết hai hai. Phía nước Mỹ đã chính thức thông báo phía Trung Quốc, trước mắt giáo viên Trung Quốc Học viện Khổng Tử đã xin được visa thị thực G1 không thể không xuất cảnh vào ngày 30 tháng 6. Mỹ sẽ không tiếp tục ký visa cho họ, nếu bọn họ đồng ý có thể trở lại Trung Quốc xin lại giấy hạng mục giao lưu thích hợp. Ngô Tài Dương nói, nước Mỹ cố tình gây sự, không để ý đến việc phản đối của Bộ Ngoại giao, cố ý muốn công bố tin tức vào ngày mai. Hạ Tưởng không nói gì, đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm buông xuống, phía chân trời xa xa, có thể thấy được đám mây trắng và những vì sao. Đêm nay chẳng những thời tiết mát mẻ mà không khí cũng rất đẹp, là một đêm thời tiết đẹp khó thấy ở Bắc Kinh. Sự kiện Học viện Khổng Tử xảy ra, khiến Hạ Tưởng suy nghĩ nhiều. Giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm trong lòng có sự ăn ý, hắn bỗng chốc lại nghĩ đến dụng ý trong thâm tâm của Liên Nhược Hạm. Mặc kệ trước sự kiện ở Học viện Khổng Tử như thế nào, cũng không quan tâm đến cuộc đọ sức cuối cùng. Tóm lại sự tinh diệu trong thủ pháp của Liên Nhược Hạm, không ngoài dự kiến của hắn. Nhưng nếu là sự tàn nhẫn trong thủ pháp của cô lại làm hắn hối hận.
Sự kiện học viện Khổng Tử làm căng thẳng quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Mỹ. Dụng ý sâu xa, ảnh hưởng rất lớn. Học viện Khổng Tử có 350 đơn vị giáo dục của hơn 106 quốc gia trú tại đó. Lớp học Khổng Tử phát triển nhanh, hiện đã đạt đến hơn 500. Từ năm 2004, Đại học Maryland nổi tiếng của Mỹ đã phối hợp với Trung Quốc xây dựng Học viện Khổng Tử. Đến nay, nước Mỹ đã có 80 cơ sở Học viện Khổng Tử, hơn 300 lớp học trung tiểu học Khổng Tử, trong đó 127 lớp học của Học viện Khổng Tử. Học viện Khổng Tử không phải là đại học bình thường, mà là nơi Trung Quốc truyền bá văn hóa và Hán ngữ của nước mình ở nước ngoài, là nơi giao lưu văn hóa giáo dục. Giống như những đại học và viện nghiên cứu xây dựng ở nước ngoài, cung cấp nơi học tập cho những người học tiếng Hán, cung cấp chỗ học tiếng Hán chính quy. Điều thú vị là khi đất nước cố gắng mở rộng học viện Khổng Tử ở nước ngoài thì trong nước lại có học viện giống như học viện Khổng Tử. Trên 90% học sinh tiểu học không học văn hóa cổ điển Trung Quốc. Lại học tiếng Anh, chuẩn bị ra nước ngoài. Đáng mỉa mai biết bao nhiêu, mở rộng học viện Khổng Tử ở nước ngoài, ở trong nước lại hoàn toàn trái ngược. Không học nhân nghĩa lễ trí, không học tam cương ngũ thường, không học luận ngữ, mà học ngoại ngữ cùng với toán học. Truyền thống văn hóa của người Trung Quốc cũng không học, không tôn trọng, còn tốn nhiều sức để mở rộng ra nước ngoài. Khiến nước Mỹ nghi ngờ động cơ và mục đích mở rộng học viện Khổng Tử là gì, cũng là tình ngay lý gian. Liên Nhược Hạm đủ thông minh cũng đủ cay độc. Sự kiện học viện Khổng Tử vừa có thể làm cho tình yêu nước của nhân dân Trung Quốc tăng vọt, còn có khả năng làm cho nhân dân suy nghĩ lại. Còn có thể làm cho một số người mượn lời nói của dư luận lâm vào thế bị động. Và lại, xem sự việc cuối cùng kết thúc như thế nào. Cháu không quan tâm đến sự kiện học viện Khổng Tử, chỉ quan tâm sự kiện này làm thế nào để gió yên sóng lặng. Hạ Tưởng nói, nửa là thật nửa là giả. Ngô Tài Dương cười cười. Sự việc Khổng Tử cứ xem một số người đối phó như thế nào. Tình hình hiện giờ chính là thế lực gia tộc chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Thế lực phản đối cũng sẽ không buông tha, không dễ dàng buông tay. Thế lực bình dân tạm thời cũng không tỏ rõ thái độ. Nếu thế lực bình dân ủng hộ thế lực phản đối, cuối cùng phải cò kè mặc cả một phen. Trừ phi Tổng Bí Thư tiến hành một bước, để lôi chị học vào bộ. Đúng vậy. Ngô Tài Dương gật đầu. Sợ rằng có người không chỉ muốn lôi chị học vào bộ mà còn khiến lôi chị học nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn của Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đảm nhiệm vị trí quan trọng. Nghe nói, thật sự muốn đánh lại chủ ý của Bí Thư Thành ủy Bắc Kinh. Đêm đã khuya, Hạ Tưởng nằm trên giường, không hề buồn ngủ. Toàn bộ sự kiện lúc này đã rõ ràng trong đầu hắn. Thế lực phản đối muốn mượn sự kiện dư luận chèn ép hắn, dụng ý thực sự vẫn là dừng ở lôi chị học. Thật ra, lôi chị học tham gia cũng không có gì. Nếu cuối cùng 9 ủy viên thường vụ đổi thành 7 ủy viên thường vụ, lôi chị học vào bộ cũng có thể được. Nhưng thế lực phản đối còn muốn nhân cơ hội khiến cho lôi chị học sau khi lực lượng hậu bị thất bại thoát khỏi kết cục bi thảm, thì không tránh khỏi được đằng chân lân đằng đầu. Lực lượng dự bị nhìn bề ngoài nở mày nở mặt, nói dễ nghe. Trên thực tế là mạo hiểm cực kỳ và kết cục cũng rất bi thảm. Lực lượng dự bị bình thường sẽ có 2 đến 3 người. Cuối cùng, sau khi xác định một người, 2 người khác sẽ từ lực lượng dự bị trở thành nhân vật bên cạnh. Cuối cùng, không có cơ hội tham gia. Chính là tàn khốc như thế. Lực lượng dự bị nếu ngay từ đầu bị cho là lực lượng dự bị, tất nhiên có chỗ hơn người. Sau khi bị loại bỏ, sẽ không có xung đột với người đứng đầu. Nhất định phải bị loại bỏ ra khỏi trung tâm quyền lực. Năm đó Tổng Bí Thư cũng có một người là lực lượng dự bị, khi Tổng Bí Thư là Bí Thư tỉnh ủy, tiến vào ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Tuy ông ấy cũng được đi tiếp, nhưng là vào chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Sau đó, ở Mặt trận Tổ quốc 10 năm, sau 10 năm tiếp tục công tác ở Hội đồng Nhân dân gần 10 năm nữa. Suốt quãng thời gian 20 năm này, hoàn toàn làm chức Phó ở Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân. Sau Đại hội 18, Tổng Bí Thư lui ra. Ông ấy cũng đến tuổi, cũng muốn lui về. Lực lượng dự bị nếu không thể thành nhân vật đỉnh cao, đừng nói có thể tham gia chính trường, đến chức vụ quan trọng cũng không đảm nhiệm được. Huống chi lại là chức vụ nặng nề như Bí Thư Thành ủy Bắc Kinh. Lôi Trị Học đã xác định bị ra khỏi bộ trong tranh cử người nối nghiệp. Ông ta nếu tiến vào Bộ Chính trị và dựa vào chức phó ở Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân. Nhưng thế lực phản đối muốn mượn sự kiện dư luận, khiến Lôi Trị Học phá vỡ quy tắc thông thường, muốn quản lý Bắc Kinh.
tất nhiên không được Tổng Bí Thư đồng ý, cũng không được thế lực gia tộc chấp nhận. Bởi vì Cổ Thu thật, sau Đại hội 18 muốn vào chức ủy viên thường vụ. Trước kia Hạ Tưởng luôn đoán về tương lai của Cổ Thu thật, đã phạm một sai lầm nhỏ cũng không thể xem là sai lầm nhỏ. Chính trị trong nước hình thành theo lệ thường không mấy khóa, trên cơ bản không có thái độ là bình thường. Nhưng nghĩ đến Tổng Bí Thư làm người nối nghiệp 10 năm trong ủy viên Bộ Chính trị mới trèo lên được đỉnh. Hắn luôn cho rằng Cổ Thu thật phải đảm nhiệm một lần ủy viên Bộ Chính trị sau đó mới có thể tiến vào ủy viên thường vụ. Nhưng quên mất Tổng Bí Thư là trường hợp đặc biệt đảm nhiệm Bí Thư tỉnh ủy trực tiếp lên ủy viên thường vụ sau đó tiến vào danh sách người nối nghiệp. Quan Viễn Khúc cũng đảm nhiệm một khóa ủy viên thường vụ sau đó sắp lên đỉnh. Khiến cho Hạ Tưởng vẫn cho rằng Cổ Thu thật sự đảm nhiệm một lần chức bí thư của thành ủy Bắc Kinh hoặc thành phố Hạ Giang sau đó mới có thể vào thường vụ. Hắn lại coi nhẹ người nối nghiệp Quan Viễn Khúc, nhưng thật không ngờ, người nối nghiệp không phải là ông ta. Mà Cổ Thu thật là người nối nghiệp cách một đời, giống như năm đó Trịnh Công chỉ định Tổng Bí Thư là người nối nghiệp cách một đời. Trọn vẹn suy xét trước 10 năm, bởi vậy, Cổ Thu thật phải đi chính là con đường của Tổng Bí Thư, mà không phải là con đường của Quan Viễn Khúc. Vẫn ở chuyện Hạ Tưởng phán đoán sai lầm khi Cổ Thu thật vào thường vụ, mới khiến hắn rối trí về vấn đề lôi trị học. Không có phương hướng rõ ràng, cũng may hắn được Tưởng Tuyết Tùng làm cho tỉnh ngộ. Hiện giờ còn có cảm giác rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Tiếp theo nên như thế nào, hiện giờ Hạ Tưởng đang suy nghĩ hơn nữa giống như đã dẫn đến một mối nguy ngoại giao. Hiện tại hắn đã bước đầu nắm giữ quyền chủ động trong tay. Khi gặp mặt Tống Chiêu Độ sẽ giải quyết vấn đề ngoại giao châu Âu. Có kháng nghị mà không đáp cũng bất lịch sự. Hạ Tưởng là người tốt, nhưng cũng không phải là người tốt đến mức bị bắt nạt mà không trả đòn. Hơn nữa, có lúc hắn tốt, rất thuần phác, nhưng khi xấu xa thì xấu đến dọa người. Ngày tiếp theo, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ, gặp mặt ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên. Khi Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ gặp mặt, nước Mỹ chính thức công bố sự việc Học viện Khổng Tử. Lập tức giới truyền thông trong nước lại ồn ào. Xảy ra một làn sóng ngoại giao mới. Bởi vậy, về việc nước Mỹ đề trình với Bộ Ngoại giao kháng nghị liên quan đến ngôn luận không thỏa đáng của Hạ Tưởng, mà thành công lại được sự kiện Học viện Khổng Tử che lấp. Áp lực mà kháng nghị ngoại giao của Mỹ mang đến cho Hạ Tưởng, lập kế hoạch hóa giải. Tống Chiêu Độ vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nói một câu nào với Hạ Tưởng, liền nhận hai cuộc điện thoại liên tiếp. Một là về sự kiện ngoại giao của nước Mỹ, hai là điện thoại của Tống Nhất Phàm. Sau khi nghe điện thoại xong, Tống Chiêu Độ khó hiểu hỏi. Tôi sao cảm thấy hai chuyện đều có liên quan đến cậu? Hạ Tưởng, Tiểu Phàm muốn mở một công ty xuất bản tư nhân không ngờ kinh động đến thư ký của Tưởng Tuyết Tùng ra mặt. Tôi suy nghĩ một chút, cho dù tôi tự mình gọi điện thoại cũng không chắc được nể mặt như vậy. Tôi và Bí Thư Tưởng không có quan hệ gì, việc này cũng chỉ có thể cậu ra mặt. Tiểu Phàm càn quấy, cậu lại dung túng nó. Những chuyện này cũng làm phiền Bí Thư Tưởng. Ân tình quá lớn rồi. Còn cả sự kiện Học viện Khổng Tử, làm sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Cậu nói xem, sau lưng rốt cuộc là bóng của ai? Hạ Tưởng cười ha hả. Bí thư Tống, việc của Tiểu Phàm thật sự là tôi ra mặt. Sự việc Học viện Khổng Tử thật sự là không liên quan đến tôi. Tay tôi cũng không duỗi đến nước Mỹ được. Và lại, chỉ có nước Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc làm sao Trung Quốc có thể can thiệp vào nội bộ nước Mỹ được. Trước tiên là lời phát biểu của cậu, cậu lợi dụng việc của Tiểu Phàm để làm ra ân tình, chắc chắn muốn tôi thấy có ân tình lớn hơn đối với cậu. Cậu nói đi, cậu lại có chủ ý gì? Hạ Tưởng cũng không cãi lại, chỉ cười cười nói. Cháu vừa mới nghe nói, một phó tổng của Volkswagen bị ủy ban kỷ luật đưa đi điều tra. Trước kia cháu có nghe nói, Volkswagen vì thay đổi tốc độ, đã bị tổng cục hai lần ký thỏa thuận nhưng vẫn không giải quyết được kết quả gì. Bí thư Tống. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cát Giang chẳng lẽ không chú ý đến sự kiện của Volkswagen sao? Tống Chiêu Độ cười đầy thâm ý. Tống Chiêu Độ cười, tất nhiên là cười những tính toán thật sự tài giỏi của Hạ Tưởng. Chẳng những tài giỏi mà còn rất tuyệt. Đến tận lúc này, Tống Chiêu Độ chẳng những không hề nghi ngờ làn sóng ngoại giao của Học viện Khổng Tử là do Hạ Tưởng đứng sau thúc đẩy. Hơn nữa phải biết rõ rằng, trong sự kiện dư luận, Hạ Tưởng cũng không có ngồi không. Mà phát huy đầy đủ sự tài giỏi của hắn, hóa giải khốn cục. Thật ra, Tống Chiêu Độ cũng biết, cho dù nhìn bên ngoài Hạ Tưởng không đánh trả, có thế lực gia tộc hỗ trợ, có Tổng Bí Thư bảo vệ,
cho dù thế lực bình dân và thế lực phản đối liên kết thúc đẩy sự kiện dư luận, cuối cùng làn sóng cũng không đến được Hạ Tưởng. Nhưng ông ta càng hiểu rõ hơn chính là sở dĩ Hạ Tưởng chủ động ra tay, tích cực phá thế cục từ bên ngoài, thật ra là muốn thay thế Đại Phục Thịnh giảng hòa. Không nói đến những việc khác, ít nhất trong sự kiện ngoại giao của Học viện Khổng Tử ở Mỹ, đã giảm bớt áp lực cho Hạ Tưởng. Cũng khiến lực tấn công của thế lực phản đối yếu bớt đi. Lấy sự kiện ngoại giao mới thay thế cho sự kiện ngoại giao cũ, cách của Hạ Tưởng thật sự là tài giỏi. Việc này cũng chưa tính đến, Hạ Tưởng còn muốn mượn sự kiện Volkswagen để hóa giải nguy cơ ngoại giao phía nước Đức. Cũng có thể coi là diệu kế. Ông ta không khỏi khâm phục Hạ Tưởng từ đáy lòng, nói. Tôi biết cậu đối tốt với Tiểu Phàm, làm tôi không có cách nào từ chối yêu cầu của cậu. Oan uổng, Bí Thư Tống, Tiểu Phàm giống như em của cháu, cũng chính là cô bé, nếu là người khác cháu cũng không đến mức chút việc nhỏ cũng phiền đến Bí Thư Tưởng. Cũng không thể mở lời. Hạ Tưởng vẻ mặt như oan uổng thật. Tống Chiêu Độ cười rất thoải mái. Cậu rất chiều chuộng nó, mới khiến nó thành như bây giờ. Đầu tư cái gì không làm, cố tình đầu tư nhà xuất bản tư nhân. Ngành xuất bản có nhiều hạn chế lắm. Cũng vì hạn chế nhiều, người khác muốn phá vỡ quy tắc bình thường rất khó. Có Bí Thư Tống và cháu, thì có thể phá một số quy tắc thông thường, sau đó mới phát triển một bước lớn mạnh. Cháu thấy triển vọng của sản nghiệp văn hóa, về sau ngành xuất bản chuyển sang điện ảnh và truyền hình chắc chắn sẽ có nhiều đất để dụng võ. Về triển vọng phát triển của sản nghiệp văn hóa, Hạ Tưởng tự thấy hắn có cái nhìn lâu dài hơn Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ khẽ gật đầu, không hề hỏi nhiều về vấn đề sản nghiệp văn hóa, mà nói. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân Cát Giang không tiện hỏi đến việc của Volkswagen. Volkswagen là doanh nghiệp trung ương cấp bộ và cấp tỉnh, chính quyền địa phương không tiện tham gia. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh không tiện tham gia, ủy ban kỷ luật cũng có thể tham gia. Hạ Tưởng nói một câu đầy ý tứ. Truyền thông cũng tham gia, chỉ cần tỉnh ủy hơi sơ sẩy một chút, thẩm tra không nghiêm là được. Tống Chiêu Độ không có cách nào lắc đầu. Tôi là bí thư tỉnh ủy, nhưng tính toán việc của Cát Giang cậu còn khôn khéo hơn tôi. Đột nhiên lại dừng lại hỏi. Cậu nói xem, vấn đề nước Anh giải quyết như thế nào? Vấn đề nước Anh, không cần phải giải quyết, tự nó sẽ giải quyết dễ dàng. Hạ Tưởng cười thần bí. Nói thế là thế nào? Tống Chiêu Độ ngược lại sửng sốt. Chủ tịch Quốc hội đã sang thăm Anh, nhưng hình như Anh không phải rất chú trọng đến chuyến viếng thăm của Chủ tịch Quốc hội. Còn muốn gặp gỡ một số phần tử hoạt động độc lập Tây Tạng. Tống Chiêu Độ chăm chú nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt sáng lên, sau một hồi sửng sốt. Mới gật đầu mỉm cười. Đến lúc này, Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ mới chấm dứt nói về sự kiện dư luận. Sau đó nói về bước tiếp theo của Tống Chiêu Độ và tương lai của Lý Đinh Sơn. Tống Chiêu Độ không có gì bất ngờ xảy ra, sắp đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ. Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tề không phải là vấn đề lớn. Khâu Nhân Lễ đã chính thức đưa ra đề xuất với Trung ương. Bình thường trong việc sắp xếp bộ máy ở tỉnh ủy, Trung ương sẽ nghe theo ý kiến của Bí thư tỉnh ủy. Huống chi Khâu Nhân Lễ không phải là Bí thư tỉnh ủy bình thường. Ngoài ra, Ngô Tài Dương đã đồng ý với việc bổ nhiệm Lý Đinh Sơn. Nói đúng ra, trừ phi Tổng Bí thư tự mình phủ quyết, người bình thường cho dù không nể mặt Khâu Nhân Lễ cũng sẽ nể mặt Ngô Tài Dương. Mà ở tình hình hiện giờ, có thể đồng thời không nể mặt cả Khâu Nhân Lễ và Ngô Tài Dương, trong nước không có mấy ai. Nói xong bước tiếp theo của Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn, Tống Chiêu Độ lại đề cập đến bước tiếp theo của Hạ Tưởng. Ông ta rất hào hứng nói. Mặc kệ Lôi Trị Học có thể đảm nhiệm Bí thư Thành ủy Bắc Kinh hay không, sau Đại hội 18, ông ta sẽ rời khỏi tỉnh Tây, chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây do ai tiếp nhận, cũng là một sự việc có chủ ý. Cậu mới đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh không lâu. Đúng rồi, chức Chủ tịch tỉnh của cậu còn chưa trải qua Hội đồng Nhân dân bổ nhiệm. Nếu lại tiếp nhận chức Bí thư Tỉnh ủy, chính là kỳ tích lớn nhất trong quan trường Trung Quốc. Hạ Tưởng lắc đầu. Sao có thể vừa mới làm Chủ tịch tỉnh đã thăng chức Bí thư? Cháu cũng không muốn tạo ra kỳ tích, hiện tại đã bị người ta lợi dụng đến tận vấn đề ngoại giao, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Cậu muốn khiêm tốn, có thể khiêm tốn sao? Tâm trạng của Tống Chiêu Độ hôm nay không tồi, nói chuyện cũng rất cẩn thận. Chẳng những nói nhiều, mà còn rất khôi hài. Có lẽ cũng là sắp có chuyện tốt. Thật ra, tôi thấy, cũng không hy vọng hiện tại cậu sẽ đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy.
nhưng với tình trạng hiện giờ của tỉnh Tây, ai đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy cũng không thích hợp. Hạ Tường biết Tống Chiêu Độ nói là không thích hợp nghĩa là gì. Trước đây Lôi Trị Học còn khống chế không nổi hào quang chủ tịch tỉnh của hắn, nếu Lôi Trị Học đi rồi, ai từ ngoài đến đảm nhiệm chức phụ bí thư tỉnh ủy còn không bị chủ tịch tỉnh ép gắp gao sao? Như vậy thì không ai muốn đến tỉnh Tây đảm nhiệm nhân vật số 1 mà phải nhường nhịn. Sau khi từ biệt Tống Chiêu Độ, Hạ Tường không đến nhà họ Ngô, nửa đường liền nhận được điện thoại của Diệp Thiên Nam. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi đang ở sân bay. Diệp Thiên Nam thản nhiên nói. Hồng Cơ có khả năng sẽ ở lại Bắc Kinh mấy ngày. Diệp Thiên Nam từ Bắc Kinh về Lĩnh Nam, Chu Hồng Cơ ở lại Bắc Kinh không về, dù tình hình thay đổi rất tinh tế. Nhưng Diệp Thiên Nam hạ quyết tâm phải đứng ngoài. Chúc anh Thiên Nam thuận buồm xuôi gió. Lĩnh Nam phong cảnh tốt, anh chắc chắn có tương lai tốt. Hạ Tưởng Chúc cũng có ý ám chỉ. Diệp Thiên Nam cười nói. Mượn lời nói tốt đẹp của Chủ tịch Hạ. Đúng rồi, sự kiện ngoại giao của Học viện Khổng Tử, làm xáo trộn kế hoạch ban đầu. Vẽ rồng điểm mắt, nên nói là nét bút thần. Hạ Tưởng cười ha hả, không nói gì, cúp điện thoại. Ánh mắt Diệp Thiên Nam thật sự sắc bén, chắc chắn đoán được cái gì. Y đoán cho y đoán đi, dù sao hắn tuyệt đối không thừa nhận. Sau đó, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Cổ Thu Thật. Biết Tổng Bí Thư gần đây không có thời gian gặp hắn. Hắn coi như quyết định về tỉnh Tây. Máy bay rời khỏi Bắc Kinh trong nháy mắt, tâm trạng Hạ Tưởng rất bình tĩnh. Tất cả các quân cờ đều đã hạ xuống, chờ thu quân cuối cùng.